Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 155. Nếu như thực lực không đủ, bước lên Lục Hào Sơn cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà đang ở Diệp Thần chuẩn bị nhắm mắt lại lúc đó, hắn đột nhiên phát giác cái gì. Con người bỗng nhiên co rúm một cái. Rồi sau đó, ngay tức thì thi triển cực võ thần tránh đi tới một nơi u ám chi địa. Diệp Thần tay cầm sát kiếm, một kiếm chém ra. Diệt Thiên kiếm quyết thi triển đến mức tận cùng. Nhìn chằm chằm ta lâu như vậy, rốt cuộc ai phái ngươi tới? Mắt xem một kiếm thì phải phá vỡ, Diệp Thần con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái, đem kiếm thu hồi. Bởi vì một mực ở trong bóng tối nhìn chằm chằm không phải là hắn người khác, chính là cô gái thần bí kia bên người nha hoàn. Nếu như Diệp Thần nhớ không lầm, hẳn là kêu Bạch Nhi. Thế nào lại là ngươi? Trong không khí, sát khí dư âm dạo dực, hai cặp tròng mắt đưa mắt nhìn. Bạch Nhi thầm kinh hãi, nàng biết Diệp Thần rất mạnh, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới như thế mạnh. Mình thủ đoạn như vậy ẩn núp, lại còn là bị phát hiện. Mấu chốt mới vừa rồi một kiếm, để cho nàng nội tâm sinh ra dao động. Bất quá Bạch Nhi dẫu sao là theo chân Ngụy Dĩnh thấy quá nhiều cảnh đời, ngay tức thì thanh tỉnh, mở miệng nói, Diệp công tử, là cung chủ đại nhân tới ta tới. Diệp Thần con ngươi híp lại, tới làm gì? Bạch Nhi do dự mấy giây, liền nói, cung chủ để cho ta nói cho ngươi, tiểu hoàng còn sống, không có xảy ra chuyện. Còn như những chuyện khác, ta không thể tiết lộ. Diệp Thần nghe được câu này, con ngươi vui mừng. Hắn nhưng mà biết cô gái thần bí nội tình. Tốc độ tu luyện cực kỳ kinh người. Dõi mắt toàn bộ thần quốc cũng không người nào có thể làm như vậy đến. Trừ Thiên Cơ đạo nhân trở ra. Cái này cô gái thần bí quả thật có thể biết. Đối phương nếu nói tiểu hoàng không có sao, vậy thì thật không có sao. Cái này không thể không nói là một cái tin tốt. Bạch Nhi cô nương, vậy ngươi có thể biết tiểu hoàng hiện tại nơi ở nơi nào? Diệp Thần khá là lễ phép nói. Bạch Nhi lắc đầu một cái, cung chủ sẽ để cho ta truyền đạt những lời này, còn như tiểu hoàng tung tích, ta cũng không biết. Còn có chuyện thứ hai. Nếu như Diệp công tử phải đi Lục Hào Sơn, tốt nhất không phải hiện tại. Bạch Nhi ở toàn bộ thần quốc đều có đường dây tin tức hệ thống. Trước đây không lâu, Thiên Cơ đạo nhân chuẩn bị đóng khám phá Thiên Cơ quan. Dưới mắt người coi như đi, cũng không cách nào thấy Thiên Cơ đạo nhân. Không bằng an tâm tăng lên thực lực. Bạch Nhi chân thực chẳng muốn cung chủ lại vì ngươi ngày đêm bôn ba. Một câu cuối cùng đúng là Bạch Nhi lời trong lòng. Nàng đánh trong đáy lòng hy vọng Diệp Thần mạnh mẽ. Cường đại đến không cần cung chủ bảo vệ. Nếu không cung chủ báo thù đường, sảm tạp trai gái tư tình, không hề là một chuyện tốt. Diệp công tử, ta nói liền mang tới nơi này, ta cũng phải rời đi. Nói xong, Bạch Nhi bất đồng Diệp Thần phản ứng, liền hóa là một đạo quang tiêu tán ở giữa trời đất. Nàng rất rõ ràng, nếu là muốn giúp cung chủ nhìn chằm chằm Diệp Thần, khoảng cách vẫn là quá gần. Diệp Thần nhìn Bạch Nhi đi xa phương hướng, lẩm bẩm nói, cái này Bạch Nhi trong miệng cung chủ rốt cuộc là một hạng người gì, tại sao phải vô tư giúp mình? Hoa Hạ có vô tư dâng hiến nói một chút, chẳng lẽ thần quốc cũng có cái này loại vô tư dâng hiến người tồn tại? Con đường võ đạo, không phải hẳn vô cùng hung hiểm sao? Diệp Thần lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, trở lại chỗ cũ. Kế tiếp mấy ngày, Diệp Thần lựa chọn bế quan. Hắn ở hiểu Diệt Thiên kiếm quyết. Dưới mắt, đây là Diệp Thần có thể tăng lên thực lực phương pháp tốt nhất. Thiên Long bát thần âm mặc dù vậy mạnh, nhưng là lên cấp độ khó quá lớn. Hôm nay, Thanh Thị Trúc Long ra đời, Đế Uyên Điện nổi lên mặt nước, và Đế Uyên Điện có liên quan lãnh gia đã ra mặt, mặc dù hắn tạm thời đem Dư Thịnh đánh bại, nhưng ai biết, lãnh gia biết hay không phái mạnh hơn võ giả hạ xuống. Hắn phải làm xong xấu nhất dự định, cho nên, thời gian rất quý báu, từng giây từng phút đều không thể lãng phí. Lúc này, một gian trong mật thất, Diệp Thần hai mắt nhắm nghiền, quanh thân kiếm ý lượn lờ. Kiếm ý bên trong, hủy diệt mộ đạo hơi thở kèm theo. Bỗng nhiên, Diệp Thần mở hai mắt ra, trong mắt bên trong, hàn mang bạo tránh, một khắc sau, thân hình hắn một cái chớp động, liền xuất hiện ở bầu trời cuối, chỉ có ở chỗ này. Diệp Thần mới có thể tận tình thi triển kiếm quyết mà không cần lo lắng ảnh hưởng đến quanh mình. Cổ tay hắn lộn, cầm sát kiếm, huyết quang cùng nhau,
liền đem vậy vô tận sức nặng sát kiếm, quơ múa như gió. Diệt Thiên Kiếm Quyết, là Diệp Thần đang cùng Triệu Thiêm chiến đấu bên trong lĩnh ngộ, mặc dù hắn dựa vào nghịch thiên thiên phú vũ đạo cùng năng lực, coi như là thành công nhập môn, nhưng là không có tính hạ tâm lai cẩn thận tính toán, vẫn là có rất nhiều chỗ thiếu sót. Mấy ngày nay, Diệp Thần làm chính là tính toán. Hắn liên tục, đem ngày đó cùng người bảo vệ Triệu Thiêm đánh một trận chi tiết, thôi diễn vô số lần. Hôm nay, hắn chính là ở kiểm chứng mình suy đoán, cũng tương Diệt Thiên Kiếm Quyết cùng Phong Thanh Dương Sư Tôn Lục Đạo Kiếm dung hợp. Cuồn cuộn kiếm ý, gào thét ra, kiếm quang giống như bầu trời đầy sao, xếp thành ngân hà vậy, lượn lờ Diệp Thần quanh thân, ở trong hư không qua lại. Kiếm quang lưu chuyển được bộc phát nhanh chóng, rơi vào quên mình bên trong Diệp Thần không có phát hiện, quanh người hắn hư không đã sớm hoàn toàn mất đi thành hắc ám, mà lúc này, hắc ám bên trong, lại là mơ hồ hiển lộ ra tơ tia chói lọi. Vậy chói lọi từ vì sao tới? Đó là từ vực ngoại và thượng giới, tiết lộ ra chói lọi. Nói cách khác, Diệp Thần thi triển kiếm pháp, không chỉ là vượt ra khỏi thần quốc cực hạn, thậm chí, mơ hồ đều có thể chạm đến bên ngoài vách không gian dấu hiệu. Tại sao thần quốc cơ hồ không thấy được vượt qua thần đế cấp bậc tồn tại? Dĩ nhiên là bởi vì lấy vị diện võ đạo tầng thứ, rất khó ra đời như vậy cao cấp võ giả, nhưng, trọng yếu nhất chính là, cái này loại tồn tại, vậy cũng sẽ bị vị diện lực cưỡng chế phi thăng trên hết giới và vực ngoại. Dưới mắt, lúc này Diệp Thần công kích, càng ngày càng đến gần phù hợp thượng giới và vực ngoại tầng thứ. Hơn nữa, hắc ám bên trong ánh sáng, càng ngày càng nhiều. Diệp Thần kiếm pháp, vậy càng ngày càng mạnh. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới rốt cục ngưng cua múa trường kiếm, hắn cả người sớm bị mồ hôi ướt, thở hổn hển liên liên, tiếp liền thi triển Diệt Thiên Kiếm Quyết, cho dù lấy Diệp Thần thể chất, đều có chút cảm thấy chịu không nổi. Nhưng lúc này, Diệp Thần trên gương mặt nhưng tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Thành công! Hắn, đã đem Diệt Thiên Kiếm Quyết lãnh vực đến tiến hơn một bước. Hắn bây giờ, cho dù lần nữa đối mặt Huyền Cơ Nguyệt vậy đạo phân thân, hắn cũng có lòng tin ở không mượn ba khối luân hồi huyền bi lực lượng dưới tình huống, đem đánh bại. Hơn nữa, đúng như kiếm hồn nói, hắn đối với hủy diệt mộ đạo lĩnh ngộ, cũng theo đó tinh tiến không thiếu. Lần này, Diệp Thần càng tò mò hơn kiếm hồn lai lịch, cái này Diệt Thiên Kiếm Quyết, cho hắn cảm giác, cùng hủy diệt mộ đạo hỗ trợ lẫn nhau, tựa như, là hủy diệt mộ đạo đo thân định chế vậy. Một môn đặc biệt là nguyên thủy ba đạo một trong hủy diệt mộ đạo hoàn thành kiếm quyết. Hắn giá trị, có thể tưởng tượng được. Cho dù ở vực ngoại và thượng giới, vậy tuyệt không phải người bình thường có thể cầm ra được. Lấy hắn hôm nay hủy diệt mộ đạo thành tựu, đến khi kiếm hồn tỉnh lại, ngược lại là có thể thử tháo ra đạo thứ hai xiềng xích. Diệp Thần nhẹ thở một hơi, hắn lần này hiểu, ước chừng tiếp liền quơ múa triệu lần trường kiếm, một khắc cũng không có dừng lại. Thân tim đều cảm thấy mệt mỏi. Tu hành, chú trọng làm nghỉ kết hợp, mặc dù Thanh Thị Trúc Long, Minh Điện, Thiên Đạo Cung, thậm chí còn lãnh ra uy hiếp vẫn còn ở, nhưng, nếu như quá mức bức bách mình, ngược lại dễ dàng hoàn toàn ngược lại, hiện tại cũng hẳn nghỉ ngơi một chút. Diệp Thần trở lại luân hồi mộ địa. Thời khắc này luân hồi mộ địa lộ vẻ được có chút yên lặng. Nhìn qua có chút buồn tẻ. Diệp Thần nhìn từng cục lộ ra vô tận tang thương bia đá, khá là cảm khái. Nếu như hắn không đoán sai, Thiên Đạo Cung hẳn chỉ ít nhốt trừ đi Băng Kiếm Thánh Vương 49 vị đại năng. Nói cách khác thần quốc màn hình, có một nửa đại năng bị kẹt. Vậy còn dư lại đại năng là toàn bộ ở Thiên Đạo Cung, cũng hoặc là nói lên giới và vực ngoại nắm trong tay. Đây là ẩn số. Ngay tại Diệp Thần cảm khái lúc đó, toàn bộ luân hồi mộ địa đột nhiên sinh ra chấn động. Hơn nữa, trong đó hai tấm bia đá lại lóe lên tia sáng chói mắt. Đồng thời lóe lên. Loại cảm giác này, Diệp Thần rất quen thuộc. Là đại biểu sắp có tư cách dẫn động trạng thái. Chẳng lẽ có hai vị đại năng thức tỉnh? Đây đối với Diệp Thần mà nói nhưng mà thiên đại hảo sự à. Hơn nữa Diệp Thần phát hiện một người vô cùng là bất đồng tồn tại. Hai tấm bia đá tới giữa thậm chí có một cây màu đỏ ánh sáng vần quanh. Chẳng lẽ cái này hai vị đại năng đồng thời tỉnh lại, hơn nữa có rất lớn liên quan. Vợ chồng đương. Vẫn là nói phụ tử đương. Diệp Thần mơ hồ có chút mong đợi. Nhưng vào lúc này,
một cổ cường đại bất an cuộn sạch toàn thân. Diệp Thần nụ cười bỗng nhiên cứng ngắc, thần sắc biến đổi. Vội vàng trở lại ngoại giới. Bởi vì, một đạo cực kỳ kinh khủng ma khí, kinh thiên lên, thậm chí có ở đây không cùng người thần quốc, cũng có thể cảm nhận được cái này ma khí mang tới khó chịu. Trong đó, sắc mặt nhất là tái nhợt, nhưng là thứ bảy thần quốc võ giả. Bởi vì, thiên ma này hơi thở, chính là từ thứ bảy thần quốc nơi nào đó, tản ra à. Lúc này, thứ bảy thần quốc nơi nào đó vùng biển, đột nhiên tới giữa tung lên cơn sóng thần, tựa như đúng phiến mênh mông, đều run rẩy vậy. Một đạo thân ảnh, từ bóng tối biển sâu bên trong, chậm rãi nổi lên, bầu trời bên trong, điện thiểm lôi minh, đi đôi với đạo thân ảnh này xuất hiện, tựa như mà thế hạ xuống. Một người mắt tím nam tử, lạnh lùng hư treo ở trên mặt biển, hắn khóe miệng, mang một chút như có như không cười nhạt, có thể mắt tím bên trong, nhưng là lóe lên một đạo vẻ phức tạp. Cuối cùng, khôi phục thực lực. Mắt tím nam tử thấp giọng tự nói, ngay sau đó có chút không cam lòng cười một tiếng nói, ta lấy là chỉ phải nhanh một chút khôi phục thực lực, chết được thì nhất định là vậy họ Diệp tiểu tử, đáng tiếc ngươi tiến bộ tốc độ, lại là so bổn tôn khôi phục được còn nhanh hơn. Bất quá! Nam tử mắt tím bên trong, bỗng nhiên hiện lên lạnh thấu xương hàn mang nói, dù vậy, Diệp thần, ngươi vẫn không ngăn cản được ta thiên ma nhất tộc, ắt sẽ chinh phục toàn bộ thất đại thần quốc. Diệp thần không chút do dự xé ra vết nứt không gian, hướng vậy ma khí phát ra chỗ đi. Ở trong hư không nhanh chóng qua lại Diệp thần, mặt đầy vẻ ngưng trọng, vậy ma khí cho hắn cảm giác, thậm chí, so với thiên thần cảnh khổng trì, còn kinh khủng hơn. Vậy, không chỉ là tu vi lên mạnh mẽ, đồng thời, cũng là phương diện huyết mạch mạnh mẽ. Khổng trì bản thân chính là do thiên ma trùng chuyển hóa cao cấp ma tộc, so hắn còn mạnh hơn thiên ma. Thất đại trong thần quốc cũng chỉ có ban đầu Diệp thần gặp phải vậy đạo ma hồn đi. Đồng thời, Diệp thần cũng không khỏi cảm thấy một hồi không biết làm sao, xem ra, cho dù hắn muốn buông lỏng, có thể liền ông trời thật giống như cũng đang ép hắn đi chiến đấu, đi trở nên mạnh mẽ. Thoáng qua, Diệp thần liền đi tới vậy trên mặt biển, liếc mắt liền nhìn thấy ngưng đứng ở mặt biển trên bóng người. Hắn trên mặt, không khỏi lộ ra một vẻ ngoài ý muốn nói, là ngươi. Người trước mắt, bất ngờ chính là ban đầu hắn ở thần nguyên trong bí cảnh đã gặp tên kia thứ bảy thần quốc thiên tài, Kim Sương. Dĩ nhiên, lúc này Kim Sương sớm đã không phải là chính hắn. Ngày đó, Kim Sương ở thần nguyên trong bí cảnh, mắt thấy Diệp thần chém chết lỗ tiên sau đó, rất sợ trở lại thứ bảy thần quốc, gặp phải Diệp thần trả thù, bị ma quỷ ám ảnh dưới, lại là lựa chọn đầu dựa vào cái này cổ ma chi hồn, trở thành một người phụng ma người. Thật ra thì, hắn hoàn toàn là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hắn căn bản không đáng Diệp thần đi nhằm vào. Mà đầu phục ma hồn, ngược lại sứ thần hồn mất đi, bị cổ ma chiếm cứ thân thể. Cái này Kim Sương nghe vậy, lại là đối Diệp thần cười lạnh một tiếng nói, Diệp công tử, thật lâu không gặp. Diệp thần nhàn nhạt nói, đúng vậy, thật lâu không gặp, ngày đó ở trấn thần tháp bên trong, ta nhưng mà thiếu chút nữa chết ở trong tay của ngươi à. Làm sao, né lâu như vậy, hiện tại không tránh. Diệp thần giọng, mặc dù nhạt như vậy, nhưng ánh mắt nhưng cũng không ung dung. Cái này ma hồn bất ngờ là một người chân chính thiên thần cảnh tồn tại, hơn nữa, cho hắn cảm giác, so với Triệu Thiêm còn muốn hơn nữa nguy hiểm một phần. Hôm nay Diệp thần, mặc dù thực lực có tăng lên, nhưng, kiếm hồn ngủ say và luân hồi đại năng không có dẫn động dưới tình huống. Hắn cũng không dám bảo đảm mình nhất định có thể tiêu diệt cái này cổ xưa ma hồn. Tránh! Ma hồn tà tính cười một tiếng nói, hôm nay, bổn tôn đã khôi phục không thiếu thực lực, tại sao phải tránh? Hắn ánh mắt, bỗng nhiên băng lạnh xuống nói, há miệng chờ sung dụng, há chẳng phải là ung dung. Hiện tại, ngươi liền tự đụng vào tới, không phải sao? Diệp thần, giết ngươi cũng chưa có người bất kỳ có cơ hội ngăn cản ta thiên ma nhất tộc xâm lấn. Tiểu tử, ta khuyên ngươi thông minh một chút, không muốn làm tiếp giấy giụa vô nghĩa, lấy ngươi thiên phú, gia nhập ta thiên ma nhất tộc, thậm chí có thể có được hoàng tộc huyết mạch. Diệp thần cổ tay lộn, cầm sát kiếm, kiếm phong nhắm thẳng vào vậy ma hồn, bình tĩnh nói, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi cùng tới không phải thỏ, mà là sư tử, hoặc là rồng thần đâu. Một cổ tuyệt mạnh yêu khí, như gió lốc vậy cuốn sạch thiên địa,
Diệp Thần không chút do dự vận dụng thiên yêu thân thể. Hắn hai tròng mắt bên trong, ý định giết người phun trào nói, như vậy ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi không phải thợ săn, mà là con mồi. Còn như, gia nhập thiên ma tộc, ha ha, ta Diệp Thần không có hứng thú, làm người khác con mồi. Ma hồn nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn nặng lạnh xuống, khá lắm tâm cao khí ngạo, tiểu tử không biết điều. Thiên ma tộc huyết mạch, so với loài người, không biết mạnh mẽ nhiều ít gấp vạn lần à. Lại liền bị thằng nhóc này, như thế cự tuyệt. Hơn nữa, còn nghĩ thiên ma tộc, làm nhục là con mồi. Bọn họ nhưng mà vực ngoại thiên ma à. Trời xanh liền nhất định phải đứng ở thợ săn vị trí, chiếm đoạt hàng tỷ sinh linh, hủy diệt rất nhiều vị diện khủng bố tồn tại à. Hắn còn muốn nói gì, có thể Diệp Thần, lại không có cho hắn cái này cơ hội. Bỗng nhiên ra tay. Diệp Thần đã sớm biết, mình cùng cái này cổ ma, nhất định có đánh một trận. Hơn nữa, trận chiến này, cơ hồ là quyết định nhân tộc vận mạng đánh một trận. Đã như vậy, còn có cái gì tốt nói nhiều. Muốn cho Diệp Thần phản bội loài người, không thể nào. Một khắc sau, Diệp Thần quanh thân, tầng 7 huyết quang lóng lánh, phá thiên lực, ở trong người cuồng trào, thân hình một cái chớp động, liền đến ma hồn trước người, trên trường kiếm, ngưng luyện hủy diệt mộ đạo, dòng nước chảy ở kiếm phong bên trên. Vô tận gió lớn cuộn sạch. Một kiếm chém ra, toàn bộ thứ 7 thần quốc, lại là theo Diệp Thần một kiếm này, mà rung động, phong vân biến sắc, trời long đất lỡ. Diệp Thần dưới người mênh mông, xuất hiện một cái vô cùng vòng xoáy to lớn, phảng phất có tay vô hình, đem thiên địa khuấy động. Một kiếm, đem cả thế giới rung chuyển, cái này đã không lại là tỷ dụ, mà là thực tế. Nguyên bản, trên mặt còn treo cười lạnh ma hồn, khi nhìn đến Diệp Thần ra tay sau đó. Nụ cười nhưng đọng lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một kiếm này, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Cái này là có thể chém chết thiên thần cảnh tồn tại một kiếm. Vô cùng tinh thuần ma khí, từ ma hồn trong cơ thể gào thét ra, hắn hai tay phân biệt cầm một chuôi màu tím đậm trường kiếm, một cái đường chéo, liền ngăn cản hướng từ đỉnh đầu rơi xuống, giống như có thể đem mặt đất đè tháp núi to vậy đen nhánh trường kiếm. Ầm một tiếng nổ vang, không gian vỡ vụn, cường đại năng lượng điên cuồng đụng nhau, vậy nhìn như, gần như vô biên vô tận mênh mông, lại là ở dư âm dưới sự xung kích, ngay tức thì bốc hơi. Vậy ma hồn thân thể, ngay tức thì đảo phi nhi xuất, hung hãn đập vào đáy biển chỗ, đem đáy biển đập ra một người vô cùng sâu trong cái hố sâu. Diệp Thần hơi nhíu mày, nhìn lướt qua mình cầm kiếm cánh tay, hắn trên cánh tay là một đạo sâu thấy tới xương vết thương. Diệp Thần thi triển diệt thiên kiếm quyết nhất kích, lại là không có hoàn toàn nghiền ép cái này ma hồn. Cái hầm kia động bên trong, chợt truyền ra một tiếng không thuộc về mình gầm thét, một đạo màu tím đậm bóng dáng, bỗng nhiên chớp mắt, xông về Diệp Thần, hắn lúc này, đã biến thành bản thể, đôi cánh tay, lúc này đã gãy, đồng thời, trong cơ thể xương cốt, nội tạng, đều có không thiếu bể tan tành. Nhưng, hắn không hổ là cấp bậc cực cao ma tộc, như vậy thương thế. Thiên ma này lại là không có bị ảnh hưởng quá lớn. Sau lưng, đưa ra ba con xúc tu, phân biệt nắm ba kiện kiểu dáng bất đồng vũ khí, theo thứ tự là trọng kiếm, trường thương, cùng với tấm thuẫn. Cái này ma hồn dương ra phân bố răng nhọn miệng lớn, nổi giận mắng, loài người đáng chết, người biết, bổn tôn là thân phận bực nào sao? Lại dám dùng ngươi vậy hèn hạ tay bẩn tổn thương ta? Bổn tôn, nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Một khắc sau, ma khí ngút trời, cơ hồ đem thương khung, cũng nhiễm vì một phiến màu mực, ánh sáng của mặt trời chiếu rọi, làm che đậy, toàn bộ thứ 7 thần quốc võ giả, đều tựa như lâm vào nửa đêm vậy. Ma sát ba vật quý. Một đạo máu tanh, nguyên thủy, tàn khốc võ ý, từ ma hồn sau lưng, ba con xúc tu quấn quanh vũ khí bên trên, dâng trào phun trào, đó là ma tộc võ đạo. Cái này cổ ma chi hồn, lại là có năng lực. Đồng thời vận dụng ba loại hoàn toàn bất đồng vũ khí, hơn nữa, bất luận là kiếm đạo, thương đạo vẫn là thuẫn nói, cũng xu hướng tại hoàn mỹ, một kích này đánh ra, lấy Diệp Thần võ đạo trình độ, trong chốc lát, lại thì không cách nào tìm được đối phương xuất thủ sơ hở. Trường thương như đem thương khung đánh xuyên màu đen tia chớp, bão táp tới, trọng kiếm giống như sụp đổ thiên trụ, oanh đập tới, mà cuối cùng vậy mặt tấm thuẫn,
nhưng mới là cái này ma sát ba vật quý công kích chỗ tinh túy. Tấm thuẫn này, đập về phía Diệp Thần đồng thời, lại là đồng thời phong tỏa liền Diệp Thần đánh trả tuyến đường. Mà đây ba đạo công kích, mỗi một đạo cũng có tiêu diệt thiên thần cảnh võ giả khủng bố uy năng. Ma tộc xúc tu, cũng không phải là càng nhiều càng tốt, bởi vì, xúc tu là có thể dung hợp sau đó, cường độ chồng lên. Chân chính cường đại ma tộc, tu luyện xúc tu, cũng chỉ mấy cây mà thôi, mà đây mấy cây xúc tu, lực lượng, tốc độ các phương diện, lại là vượt quá tưởng tượng. Cấp thấp ma tộc, thậm chí muốn ngưng luyện xúc tu, đều không cách nào làm được. Cái này thượng cổ ma tộc, quá mạnh mẽ, kinh nghiệm chiến đấu, cũng quá phong phú. Hắn lại là không có bị Diệp Thần vậy cực kỳ kinh khủng một kiếm, cho đánh được tâm cảnh không yên, ngược lại, ngay tức thì liền triển khai ác liệt phản kích. Cổ ma khóe miệng nâng lên một chút nụ cười châm chọc, cái này ba vật quý hợp kích, là hắn năm đó ở nhân ma đại chiến bên trong tuyệt kỹ thành danh, vô số người tộc cường giả, đều chết ở hắn một chiêu này dưới. Hơn nữa, cái này phong ấn trong năm tháng, hắn lại là một khắc không ngừng mài môn vũ kỹ này. Hắn hôm nay, có tự tin dựa vào một kích này, bị thương nặng Diệp Thần. Diệp Thần liền liền tránh né cơ hội, cũng không có. Có thể, một khắc sau, một màn kinh người, xuất hiện. Diệp Thần, đối mặt cái này chí cường nhất kích, lại là hoàn toàn không có ý né tránh, ngược lại hai tay cầm sát kiếm, hét lớn một tiếng, cả người gần như vượt qua hết thảy cự lực, lao nhanh ra, hung hăng hướng trước mặt thuẫn lớn chém một cái xuống. Ma hồn mắt tím co giúp một cái, hắn biết Diệp Thần vậy gần như không chết sinh mệnh lực, có thể chiến đấu vừa mới bắt đầu, thì phải cứng rắn ăn mình ba đạo chí cường công kích. Ha ha! Cái này ngược lại là hợp tâm ý của mình. Sinh mệnh lực của hắn, mặc dù không còn như xem Diệp Thần nghịch thiên như vậy, khá vậy có nhất định tự tin. Thiên ma nhất tộc, vốn là lấy thân thể mạnh mẽ mà gọi. Mà hắn, lại là thiên ma tộc huyết mạch vô cùng là cao quý tồn tại. Huyết mạch lực, càng nghịch thiên. Có thể, hắn không ngờ tới phải, Diệp Thần một kiếm này quá nhanh. Sắp đến mình trọng kiếm cùng trường thương. Chưa rơi vào Diệp Thần trên mình lúc đó, Diệp Thần trường kiếm, liền rơi vào tấm chắn của mình bên trên. Khí tức hủy diệt kích động, cái này vô cùng nặng nề một kiếm, lại là đem vậy mặt tấm thuẫn, chém ra một đạo sâu đậm vết rách, cường đại lực lượng, xuyên thấu tấm thuẫn, đánh thẳng vào ma hồn thân thể. Phốc! Vậy ma hồn lần nữa khạc ra búng máu tươi lớn, ba đạo liên kích thế công, lại là bởi vì Diệp Thần một kiếm, làm tan rã. Tại sao có thể như vậy? Ma hồn trong lòng, mơ hồ có một chút dự cảm bất tường. Diệp Thần nhàn nhạt nói, người hiện tại có phải là kỳ quái hay không? Ha ha, từ ta chém ra kiếm thứ nhất dậy, liền đang bố trí, kiếm thứ nhất, người hai cánh tay gãy, không chỉ có như vậy, còn trực tiếp đánh bể người bên trái ba cây xương sườn, cùng với bộ phận nội tạng, cho dù người mạnh hơn nữa, dùng bên trái xúc tu sử dụng thuẫn lớn, vậy vẫn bị ta chộp được một chút sơ hở. Hắn đột nhiên cười cười nói, mà đây kiếm thứ hai, thì chính là đem ngươi đẩy vào ta bố trí bên trong, ma hồn nhập ta trong cuộc, ngươi, đã thua. Ma hồn mắt tím bên trong, tuy là điên cuồng chớp động, nhưng là hung hãn cắn răng nói, phô trương thanh thế, muốn không được bao lâu, bổn tôn liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Khôi phục. Diệp Thần cười khẩy nói, buồn cười, ngươi còn cảm thấy, bản thân có cơ hội khôi phục sao? Tiếng nói vừa dứt. Diệp Thần xuất thủ lần nữa. Mà lần này ra tay, nơi nhắm chính xác đồng dạng là lần trước kiếm tạo thành tổn thương sau đó, cái này ma hồn lúc này nhất điểm yếu. Vậy ma hồn cắn răng một cái, lần nữa thi triển ma sát ba vật quý tiến hành ngăn cản, có thể một lần ngăn cản sau đó, nghênh đón nhưng là vô số lần ngăn cản. Cái này ngang dọc thượng cổ, làm vô số người tộc cường giả làm sợ hãi, run rẩy thiên ma, lúc này, lại là bị Diệp Thần thế công. Hoàn toàn áp chế. Cái này, chính là tiết tấu của chiến đấu. Thuộc về Diệp Thần tiết tấu. Một chút xíu nhỏ xíu bất lợi, cũng sẽ ở Diệp Thần dưới sự khống chế, quả cầu tuyết vậy, không ngừng phóng đại. Ma hồn sắc mặt, hoàn toàn khó coi, như thì không cách nào đánh vỡ cái này tiết tấu, mình sẽ bị Diệp Thần áp chế đến chết à. Hắn không nghĩ tới, cho dù ở thời đại thượng cổ, nhân ma đại chiến lúc đó, trải qua vô số chém giết, cũng không có mấy người có thể chân chính nắm trong tay chiến đấu cảnh giới,
lại là bị trước mắt cái này hơn 20 tuổi người tuổi trẻ lĩnh ngộ. Cái này còn là loài người sao? Thật là so bọn họ thiên ma nhất tộc, hơn nữa quái vật à. Kiếm quang thoáng qua, màu tím mưa máu tự nhiên, ma hồn bụng, bị Diệp Thần trường kiếm hung hăng oan một vết thương, ruột đều phải chảy ra, để cho ma hồn thống khổ phải. Diệp Thần công kích, ẩn chứa khí tức hủy diệt, tạo thành bất kỳ thương thế, cũng khôi phục được vô cùng là chậm chạp. Mà Diệp Thần đâu? Thiên yêu thân thể và luân hồi huyết mạch dưới trạng thái, lại kinh khủng thương thế cơ hồ đều là ngay tức thì liền khôi phục. Cái này, đánh như thế nào? Thật là, làm người ta tuyệt vọng. Hai bên không ngừng giao thủ, đánh được trời đất u ám, 100 chiêu, 1000 chiêu, 10000 chiêu. Lúc này ma hồn, đã chật vật không chịu nổi, vậy mặt thuẫn lớn, lại là bị Diệp Thần hoàn toàn chém bể, mà ma hồn ba cây xúc tu, cũng bị chặn hai cây, cả người tràn đầy vô cùng dữ tợn vết thương. Hắn thô trọng thở hào hển, mắt tím ngưng mắt nhìn Diệp Thần, tràn đầy vẻ khó tin, cùng với một chút sợ hãi. Mình thân là một người thiên thần cảnh tồn tại, lại là bị Diệp Thần cái này hỗn độn cảnh võ giả, hoàn toàn áp chế. Nói ra, cũng không có người sẽ tin tưởng chứ. Diệp Thần lạnh lùng nhìn trước mặt ma hồn, thiên yêu thân thể đã sắp không cách nào duy trì, nhưng Diệp Thần biết thắng là mình. Nhưng đột nhiên gian, Diệp Thần ánh mắt, hơi đổi. Chỗ kia tại tuyệt cảnh bên trong ma hồn, lại là đột nhiên bình tĩnh lại. Hắn nhìn Diệp Thần một mắt, cười nói, ngươi quả thật rất mạnh, ta thua. Làm sao, ngươi yêu cầu tha? Diệp Thần chân mày khều một cái nói, ngươi sẽ không lấy là, ta sẽ bỏ qua cho ngươi chứ. Loài người cùng thiên ma, thế bất lưỡng lập. Vậy ma hồn nhàn nhạt nói, ha ha, Diệp Thần ngươi lấy là trên thế giới ngươi không sợ chết. Ma hồn lời vừa nói ra, Diệp Thần chân mày, không khỏi nhíu lên, hắn đang chiến đấu, cũng đã mơ hồ có chút phát giác cái này ma hồn, tựa hồ ôm quyết chí chết. Ma hồn sâu kín nhìn Diệp Thần nói, ngươi biết, vực ngoại là một cái như thế nào địa phương sao? Ngươi biết, ta thiên ma nhất tộc, là biết bao khát vọng một cái có thể yên ổn sinh tồn đất đai sao? Nguyên bản, Đế Uyên Điện nói cho chúng ta, cái này sẽ trở thành là gia viên chúng ta, nhưng mà... Hắn trên gương mặt, bỗng nhiên hiện lên điên cuồng cùng tức giận, gầm hét lên, nhưng mà, các người đám này cao cao tại thượng loài người, từ trong tay chúng ta đoạt đi gia viên chúng ta. Ngươi lấy là ta sợ chết, vì đoạt lại cái này đã từng là gia viên, chết lại coi là cái gì? Diệp Thần, ta từ vừa mới bắt đầu, cũng chưa có muốn chiến thắng ngươi. Hắn quỷ dị cười một tiếng nói, ta phải làm bất quá là kéo ngươi mà thôi. Tiếng nói vừa dứt. Ma hồn quanh thân, lại là toát ra đại đạo tử mang, hắn máu lại là thật nhanh bốc cháy. Đoạt đi quê hương của các ngươi. Diệp Thần mặt không thay đổi mở miệng nói, có lẽ các ngươi thiên ma quả thật trước đi tới mảnh đất này, nhưng, cái này thì đại biểu các ngươi là mảnh đất này chủ nhân. Mà loài người chúng ta nhưng cho tới bây giờ không phải người xâm lược, có thể thiên ma tộc đâu. Chỉ là đem loài người làm thức ăn, hoàn toàn không có chung nhau trên mảnh đất này sinh tồn tiếp ý. Muốn trách, thì trách các ngươi những thứ này khơi mào chiến tranh ma tộc. Vậy ma hồn mặt hiện nụ cười dữ tợn, hướng về phía Diệp Thần điên cuồng gào thét nói, ha ha ha, các ngươi những thứ này hèn mọn hạ đẳng chủng tộc, còn muốn cùng ta cùng vực ngoại thiên ma, ngồi ngang hàng. Lập tức, các ngươi cũng sẽ bị chúng ta chiếm đoạt hầu như không còn. Thiên ma hóa huyết đại trận. Một khắc sau, hắn toàn bộ thân thể, ngay tức thì nổ tung mở, cuồn cuộn huyết dịch màu tím. Hóa thành một đạo vô cùng to lớn màu máu vòng xoáy đem Diệp Thần bao vây trong đó. Màu máu vòng xoáy bên trong, mơ hồ hiện ra một tấm do máu phác họa mà thành khuôn mặt, vậy khuôn mặt hướng về phía Diệp Thần âm trầm cười một tiếng nói, Diệp Thần, ngươi quả thật rất mạnh, cho dù là ta cũng không là ngươi đối thủ, nhưng là, ngươi lấy là ước chừng dựa vào một mình ngươi mạnh mẽ, là có thể cứu toàn bộ thần quốc sao? Ngươi lấy vì ngươi là vậy đã từng cứu vô số sinh linh luân hồi chi chủ sao? Ngươi không phải. Diệp Thần nhìn về phía chung quanh huyết sắc kia vòng xoáy, không khỏi sắc mặt biến đổi, thiên ma này lại là trực tiếp lấy mình thân xác hiến tế, thi triển môn bí pháp này. Nơi này hơi thở, có chút cổ quái. Bởi vì có chút giống trước đây không lâu nhìn thấy cái đó và Đế Uyên Điện có liên quan vô số tế đàn. Thiên ma này hóa huyết đại trận. Hiển nhiên là nào đó loại khốn địch phương pháp,
hơn nữa còn là một loại vô cùng đặc thù bí pháp, cho dù hắn có hủy diệt mộ đạo và thiên long bát thần âm, cũng chưa chắc có thể ở thời gian ngắn phá trận ra, nhưng mà, để cho Diệp Thần để ý phải, thiên ma này tại sao phải làm như vậy? Hắn tại sao, Ninh chịu tự mình hy sinh tánh mạng, cũng phải đem mình khốn ở chỗ này? Sẽ liên lạc lại trước bữa trước ma cử động. Càng muốn, Diệp Thần thần sắc, liền bộc phát âm trầm xuống. Hắn khẽ quát một tiếng, hủy diệt mộ đạo lực lượng ngưng tụ ở trên trường kiếm, thi triển diệt thiên kiếm quyết, hung hăng một kiếm hướng vậy ùn ùn kéo đến màu máu vòng xoáy chém tới. Kiếm quang tàn phá, cự lực sôi trào, mũi nhọn ác liệt. Một kiếm này, có thể nói trình độ cao nhất, cho dù giống vậy thiên thần cảnh trung kỳ võ giả, sợ rằng đều không cách nào thi triển ra lớn mạnh như vậy công kích. Có thể, cái này hư không cũng làm nát bấy một kiếm, rơi vào huyết sắc kia vòng xoáy bên trên, nhưng chỉ là chém ra một đạo nhỏ xíu vết rách, hơn nữa, cái kế tiếp ngay tức thì, liền thật nhanh di hợp. Đáng chết! Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, tiếp tục như vậy, hắn phá trận ra, đại khái cần phải hao phí nửa canh giờ thời gian, có thể Diệp Thần lại có một loại vô cùng là dự cảm xấu, cái này nửa giờ du quan sống chết. Không phải hắn một người sống chết, mà là cả thứ bảy thần quốc sống chết. Diệp Thần ánh mắt một hồi chớp động sau đó, một khắc sau, hắn giải trừ thiên yêu thân thể, quát lên một tiếng lớn, hướng về phía huyết sắc kia vòng xoáy, tiếp liền xuất kiếm, vang lớn không ngừng. Màu tím máu tươi phiêu sái, vậy trương giữ tợn thiên ma khuôn mặt, ở vòng xoáy bên trong như ẩn như hiện. Phát ra từng cơn cười như điên, lại tựa như đối với mình cái chết sắp đến, không thèm để ý chút nào, không chỉ có như vậy, ngược lại còn vô cùng là mừng rỡ hình dáng. Cái này ma hồn, kết quả dự định làm gì? Liền vào giờ khắc này, một đạo cực kỳ mãnh liệt không gian ba động, chợt phét sạch toàn bộ thất đại thần quốc. Diệp Thần con người co rúc lại, đây là cái gì? Một loại cực hạn cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Cùng thời khắc đó, U Minh vùng biển. Đang xếp chân tu luyện, khôi phục thương thế Ngụy Dĩnh đột nhiên mở mắt ra. Sắc mặt nàng còn có chút trắng bệch, nhưng trạng thái đã tốt lắm rất nhiều. Nàng sở dĩ cắt đứt tu luyện, là bởi vì là nàng phát hiện, nơi này không gian ba động cực kỳ mãnh liệt. Vậy U Minh vùng biển cuốn lên trước một đạo tiếp theo một đạo sóng. Hỗn loạn hơi thở, cùng với vậy ý uy hiếp để cho nàng cực kỳ không thoải mái. Mấu chốt, nàng phát hiện chung quanh truyền đến một đạo lại một đạo kêu gào. Tựa như đang nghênh tiếp trước cái gì? Chẳng lẽ có đại sự gì phát sinh? Cái này loại đặc thù thời điểm, cũng không biết tiểu hoàng kết quả ở nơi này U Minh hải vực nơi nào. Cùng thời khắc đó, thiên đạo cung. Ngồi xếp bằng hiên viên mặc tà trong mắt cũng là mở ra. Hắn thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Hơi thở này hắn quen thuộc. Thiên ma chẳng lẽ muốn kéo nhau trở lại. Năm đó luân hồi chi chủ và rất nhiều thần đế, thậm chí còn chí tôn cường giả, thần quốc vạn chúng một lòng đánh lui thiên ma, lại là đem vực ngoại và thần quốc kết giới phong tỏa. Hóa là một đạo U Minh biên giới. Mà U Minh biên giới bên trong, có một đạo U Minh vùng biển. Cái này vùng biển ngăn cách thần quốc và vực ngoại. Từ đây thần quốc hưởng thụ chưa từng có trong lịch sử yên lặng. Nhưng là, hiên viên mặc tà biết, phần này yên lặng sớm muộn sẽ bị phá vỡ. Bởi vì bây giờ U Minh vùng biển vẫn là cực kỳ hỗn loạn. Bởi vì là thiên ma, thần quốc, luân hồi, vực ngoại, thượng giới, đều có một đôi bàn tay đang nắm trong tay hết thảy. Hắn hiên viên mặc tà cố nhiên trên vạn người, nắm trong tay thất đại thần quốc. Có thể chỉ có hắn rõ ràng. Hắn bất quá là một cái con rối. Vực ngoại và thượng giới những thế lực kia ở thần quốc một con cờ thôi. Có thể hiện tại, cái này chập chờn, để cho hắn rất không thoải mái. Sợ rằng, hết thảy vừa mới bắt đầu. Hình ảnh quay về. Giờ phút này, Diệp Thần sắc mặt cuồng biến, lớn mạnh như vậy không gian ba động, chẳng lẽ là... Vòng xoáy kia ở giữa thiên ma khuôn mặt, cười được hơn nữa hưng phấn, hơn nữa mừng như điên. Hắn tự như tự nói vậy gầm hét lên, đã bao nhiêu năm, ta thiên ma nhất tộc, rốt cuộc phải trở lại mảnh đất này. Ha ha ha, loài người hèn mọn, chờ đợi các ngươi chỉ có diệt vong vận mệnh. Diệp Thần nhìn vậy khuôn mặt thần sắc, tức giận đan xen, chẳng lẽ, đây thật là vực ngoại phong ấn bị phá hư? Tại sao có thể như vậy?
Diệp Thần chặt chẽ nhìn chằm chằm bữa trước ma khuôn mặt, quát hỏi nói, cho dù vực ngoại phong ấn đã tàn tạ không chịu nổi, nhưng, muốn đem chi kích phá, vậy chỉ ít cần cực kỳ thực lực đáng sợ, nếu như ta cảm ứng không sai, hẳn không có ngủ sai thiên ma xuất hiện lần nữa ở thần quốc mới đúng, ngươi là làm sao làm được. Bữa trước ma cười lạnh một tiếng nói, thằng nhóc, ngươi chém giết ta hai đạo căn nguyên ma trùng cùng với không thiếu thiên ma, nhưng mà, ngươi biết ta còn có điều thứ ba, cũng là cường đại nhất một đạo căn nguyên ma trùng sao? Ha ha, ngươi lấy là, ta tại sao phải như vậy giống trống khua chiêng xuất hiện ở các ngươi trước mặt? Hắn thanh âm, bỗng nhiên âm hàn xuống nói, tự nhiên, là vì ta cái thứ ba ma trùng chi tử, tranh thủ phá cỡi phong ấn thời gian, thằng nhóc, ngươi đã không cách nào thay đổi thần quốc diệt vong số mạng, tộc ta vó sắt ít ngày nữa đem đạp bằng phương thiên địa này. Diệp Thần nghe vậy, kinh hãi không thôi, hết thảy các thứ này liền cũng nói xuôi được, nguyên bản từ nơi này ma hồn hiện thế bắt đầu, hắn liền cảm thấy không đúng, nguyên lai, cuối cùng, ma hồn mục đích cũng chỉ là đem Diệp Thần vây khốn thôi. Mở. Diệp Thần lại nữa lời nói, mặt như hàn xương, hắn quát lên một tiếng lớn, điên cuồng điều khiển trong tay sát kiếm, đem mình hết thảy lực lượng, vận chuyển đến cực hạn, hướng trước mặt màu máu vòng xoáy, cuồng oanh đi. Diệp Thần hủy diệt mộ đạo, phối hợp diệt thiên kiếm quyết, hắn lực tàn phá có thể nói sợ hãi, cho dù một mực ở cười như điên ma hồn, ở Diệp Thần kiếm quang cuồng oanh dưới, cũng không miễn thầm kinh hãi. Thiên ma hóa huyết đại trận, là thiên ma nhất tộc bí mật bất truyền, giữ tiếp tục như vậy, lại là liền nửa giờ đều không cách nào vây khốn Diệp Thần. Diệp Thần lực tàn phá, cho dù ở hắn mấy chục triệu năm sinh mạng, đã gặp qua cường giả bên trong, cũng có thể vị cao cấp tầng thứ. Sốt cuộc, một tiếng bể tan tành tiếng, vang khắp thiên địa, huyết sắc kia vòng xoáy, rốt cuộc hoàn toàn nổ tung mở, hóa thành đầy trời màu tím mưa máu, vậy ma hồn hồn phách cười nhạt, nụ cười bên trong, tựa hồ có đắc ý, vậy có vẻ bi thương. Một khắc sau, sát kiếm bên trên huyết quang cùng nhau, cái này thi triển bí pháp, yếu ớt không dứt ma hồn, liền bị sát kiếm hoàn toàn chiếm đoạt, trong phảng phất, sát trên thân kiếm màu máu phủ văn, hơn nữa sáng chói mấy phần. Cắn nuốt cái này ma hồn sau đó, sát kiếm phong ấn, tựa hồ bị giải khai một phần chia, hắn uy năng cũng có tăng lên. Nhưng lúc này Diệp Thần, nhưng không chút nào mừng rỡ ý, mà là mặt đầy cấp bách vẻ, hắn tiện tay đem ma hồn trong cơ thể Tử Tiêu Đá thu vào trong tay, thân hình một cái chớp động, liền tại chỗ biến mất. Thất đại thần quốc biên giới chỗ, có một phiến đặc thù biển. Cái này trên biển, xám sương mù màu trắng tràn ngập, liền liền nước biển. Đều là màu xám trắng, tản ra vô tận khí lạnh. Nơi này, tên là Không Mông Biển. Nó và U Minh vùng biển có chút tương tự, lại đến gần, nhưng lại không giống nhau. U Minh vùng biển thuộc về vực ngoại sản vật, mà Không Mông Biển chính là thần quốc địa giới. U Minh vùng biển cần đặc thù đường dây, mới có thể đi vào. Mà Không Mông Biển, chỉ cần ngươi đi hướng thần quốc cực hạn chi địa, liền có thể đến. Bất kỳ thần quốc người cũng có thể thấy được. Ở người thần quốc xem ra, Không Mông Biển bảo vệ thần quốc. Vĩnh sinh Không Ngông. Truyền thuyết, cái này Không Mông Biển ra, chính là thần bí kinh khủng vực ngoại chi địa. Vô tận 5 tháng trước, nhân tộc chiến thắng vực ngoại thiên ma sau đó, liền đem vực ngoại đi thông Không Mông Biển cửa vào phong ấn, để cho thiên ma nhất tộc, lại cũng không cách nào xâm lược thần quốc cùng với linh võ đại lục. Nhưng lúc này, trong ngày thường, gió êm sóng lặng Không Mông Biển bên trong, nhưng là dị tượng nhiều lần sinh. Bầu trời bên trong, mây đen dày đặc, điện thiểm lôi minh, gió lớn gào thét, sóng biển lăn lộn. Ở chỗ này bầu trời chỗ cuối, mơ hồ hiện ra một đạo dữ tợn bóng người, toàn thân màu tím đen, hai tay bên trên, cầm giữ hai chuôi màu tím kiếm to, điên cuồng đánh trước mặt màn trời. Mỗi một đánh, đều đủ để đem không gian bể tan tành. Nhưng quỷ dị chính là, kiếm to này mỗi lần nện xuống, bữa trước mạc bên trong, cũng sẽ hiện lên lau một cái quang, quang bên trong, vô số xanh biếc phù văn cuồn cuộn, lại là không ngừng ngăn cản thiên ma này khủng bố công kích. Cái này quang lại là luân hồi hơi thở. Nhưng dù vậy, lâu ngày, bữa trước mạc bên trên, cũng là nổi lên đạo đạo liệt ngân, tựa như sắp tan vỡ vậy. Mà vết rách bên trong, mãnh liệt không gian hơi thở xông ra. Vậy đánh thiên mạc ma tộc cảm nhận được cái này cổ làm hắn khó hiểu quen thuộc hơi thở, kinh tởm trên gương mặt, bộc phát vui sướng, hưng phấn,
Trong mơ hồ, hắn thậm chí nghe được vô số đồng tộc kêu gọi. Thiên ma này điên cuồng hét lên một tiếng, công kích được hơn nữa ra sức. Ầm, ầm, bầu trời cuối vết rách, dần dần mở rộng. Đột nhiên tới giữa, thiên ma này sau lưng, chập chờn cùng nhau, một người nam tử bóng người hiện lên trên không trung, tên nam tử này tử dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Hắn nhìn lướt qua trong bầu trời vết rách, trong mắt lửa giận sôi trào. Cái này vực ngoại phong ấn, lại là đã bị phá xấu xa đến loại trình độ này. Cũng may, hiện tại nếu như đem thiên ma này chém giết nói, loại trình độ này vết rách, còn chưa đủ để cho vực ngoại thiên ma thành công xâm lược. Bữa trước ma lúc này rốt cuộc ngưng công kích, xoay người nhìn về phía Diệp Thần, sắc mặt lại là khá là được bình tĩnh. Thiên ma tránh ra vậy tràn đầy nhọn dài răng nanh miệng to, hướng về phía Diệp Thần cười nói, xem ra, ta phụ thân đã chết ở trên tay của ngươi. Hắn trong miệng phụ thân, tự nhiên chỉ chính là vậy đạo sáng tạo hắn thượng cổ ma hồn. Diệp Thần cười lạnh một tiếng nói, làm sao, ngươi muốn là hắn trả thù. Trước mắt thiên ma này, thực lực thậm chí còn ở khổng trì bên trên, hẳn là thượng cổ ma hồn ba đạo căn nguyên ma trùng bên trong, cường đại nhất vậy một đạo, bất quá, tổng thể mà nói, thực lực vẫn còn ở vậy ma hồn dưới, tự nhiên không phải hôm nay Diệp Thần đối thủ. Nhưng, làm Diệp Thần mơ hồ có chút không thoải mái phải, thiên ma này tựa hồ cùng vậy ma hồn như nhau, thấy hắn sau này, lại không sợ hãi chút nào, hỗn loạn vẻ. Vậy ma hồn mở miệng nói, ta dĩ nhiên là muốn là hắn báo thù, bất quá. Ma hồn trên mặt, hiện lên lau một cái quỷ dị, làm người sợ hãi nụ cười nói, trả thù, liền nhất định phải đem ngươi giết chết sao. Ha ha, Diệp Thần, người này so với mình hẳn để ý hơn người phụ nữ mình, bằng hữu chứ. Cái này ma hồn, trong mắt vẻ oán độc, vô tận cao tăng trước quát lên, Diệp Thần. Ta sẽ là ta phụ thân báo thù, bất quá. Là để cho phụ nữ của ngươi, sư môn của ngươi, ngươi tất cả để ý người, cũng chết thảm ở ta thiên ma thủ hạ. Rất nhanh, hết thảy các thứ này, liền cũng sẽ biến thành sự thật. Ha ha, Diệp Thần ta đều có chút không kịp chờ đợi thưởng thức ngươi thương tâm muốn chết một màn à. Đột nhiên, hắn có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, đáng tiếc, ta cùng không đến ngày đó. Một khắc sau, một cổ vô cùng nóng nảy hơi thở. Từ thiên ma này trong cơ thể gào thét ra. Thiên ma này, lại là muốn tự bảo, hơn nữa, là từng tia do dự, cũng không có tự bảo. Hắn tự bảo mục tiêu, tự nhiên không phải Diệp Thần, thiên thần cảnh tự bảo uy lực, mặc dù cực kỳ kinh khủng, nhưng thiên ma này biết, muốn giết chết Diệp Thần, nhưng là xa xa không đủ. Vậy, hắn tại sao phải tự bảo? Bởi vì, thiên ma này tự bảo, muốn mục tiêu công kích, không phải Diệp Thần. Mà là bữa trước khung cuối vực ngoại phong ấn. Cái này phong ấn đã đến ranh giới tan rã, rất khó lại chịu được thiên thần cảnh tầng 5 thiên tự bảo uy lực. Tự bảo. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, ở trước mặt hắn, muốn tự bảo. Tự tìm cái chết. Một khắc sau, một đạo băng lãnh kiếm quang, gào thét ra, hướng vậy vực ngoại thiên ma, cuộn sạch đi. Bữa trước ma nhìn Diệp Thần, khóe miệng lại là dương lên lau một cái nụ cười châm chọc. Vào thời khắc này, một đạo ánh sáng tím từ trong cơ thể bay ra, hóa thành một quả tử tinh khô lâu. Diệp Thần ánh mắt kịch liệt chập chờn, cái này cái tử tinh khô lâu, bất ngờ là một kiện có thể so với đạo khí ma khí. Trên đó tản ra đậm đà thương cổ hơi thở, chắc hẳn, là vậy ma hồn từ thời đại thượng cổ, liền có bảo vật chứ. Có thể, để cho Diệp Thần rung động phải, có cái này mạnh mẽ ma khí ma hồn. Lại không có đem giữ ở bên người dùng để đối phó mình, ngược lại, cầm ma khí này giao cho đầu này thiên ma. Mục đích, lại chỉ là ở hắn tự bạo trước, ngăn trở mình một lần công kích à. Trong chốc lát, cho dù là Diệp Thần đều có chút bị thiên ma nhất tộc quyết đoán, rung động. Cái này, là một loại thấy chết không sờn, một loại vì chủng tộc mà ở không tiếc tinh thần. Khó trách, trên thời xưa cho dù có thần tộc trợ giúp, loài người vì đem thiên ma đuổi ra thiên địa này, vẫn trả giá như vậy thảm trọng giá phải trả. Cái này, tuyệt đối không phải một cái có thể tùy tiện chiến thắng tồn tại. Tử tinh khô lâu ánh sáng lớn thả, chặn lại Diệp Thần một kiếm, nhưng, Diệp Thần chỉ có một kiếm sao? Thoáng qua tới giữa, Diệp Thần cánh tay, điên cuồng vũ động, ước chừng chém ra mấy chục trên trăm kiếm. Cho dù, cái này thượng cổ ma khí mạnh hơn nữa,
muốn chống đỡ Diệp Thần trên trăm đạo có thể so với thiên thần cảnh võ giả công kích, cũng không cách nào làm được. Tử tinh khô lâu bên trên, xuất hiện đạo đạo liệt ngân, vậy trên trăm đạo kiếm quang, đột phá ánh sáng tím phòng ngự, ngay tức thì, đem bữa trước mà bóng người chìm ngập. Có thể, giờ khắc này, khủng bố mà nóng nảy năng lượng ba động, nhưng trước kiếm quang một bước, từ bữa trước ma trong cơ thể, gào thét ra, trong phút chốc vỡ vụn thiên ma thân máu thịt, liền thần hồn, cũng làm mất đi. Mà vậy mãnh liệt nổ năng lượng, ngay lập tức liền vét sạch đúng phiến thiên địa. Thiên khung màu xanh lá cây phù văn cuồng tránh, vô số vết rách, ở trên đó tràn ngập, mà nổ đưa tới ánh sáng mạnh bên trong, soi sáng ra liền Diệp Thần vô cùng khó coi thần sắc. Một khắc sau, ầm một tiếng, toàn bộ thứ bảy thần quốc vang lên một tiếng vang thật lớn. Vô số người thần quốc, thậm chí linh võ đại lục võ giả, đều là mặt hiện sợ hãi vẻ nhìn về phía vang lớn truyền tới phương hướng. Mà lúc này, ở trên trời ma tự bảo uy lực dưới sự xung kích, trên mình trải rộng đạo vệt máu Diệp Thần, nhưng là đối với thương thế trên người, không thèm để ý chút nào, mà là ánh mắt vô cùng trầm ngưng ngưng mắt nhìn trên bầu trời một đạo đen nhánh mà to lớn kẽ nứt. Kẽ nứt bên trong, truyền đến vô số bạo ngược tiếng hô, vực ngoại thiên ma hơi thở, ở trong đó thật nhanh cuồn cuộn. Ngay tại lúc này, hai con màu tím đậm móng to, chợt đưa ra kẽ nứt, bắt được kẽ nứt bên bờ, tựa hồ đang dùng lực đem kẽ nứt khuếch trương mở ra. Bỗng nhiên, một đạo cường đại chân linh hơi thở, bỗng nhiên từ Diệp Thần trong cơ thể gào thét ra, ở sau lưng, chợt hiện ra một đạo kỳ lân hư ảnh. Diệp Thần, có kỳ lân linh huyết. Mà kỳ lân nhất tộc, ở chư thiên vạn giới bên trong, đều là bị coi là nhân thú tồn tại, hắn cường đại nhất, chính là phong trấn lực, đối với ma tộc, tà khí, có cực mạnh khắc chế lực tính. Diệp Thần một mực rất ít vận dụng, nhưng không đại biểu hắn yếu. Một khắc sau, Diệp Thần bước ra một giọt máu tươi bắn ra, ba khối luân hồi huyền bi uốn lượn quanh thân, chợt nạt nhỏ, kỳ lân chân huyết, luân hồi huyết mạch, ba bia trấn áp, cho ta mở ra. Viêm bia, phong bi, trần bia phát ra ba đạo quang mang bắn về phía vậy kỳ lân hư ảnh. Kỳ lân hư ảnh thân thể làm lớn ra mấy phần. Hơi thở lại là kinh người. Diệp Thần vậy không có tư cách vận dụng ba khối luân hồi huyền bi, nhưng là ba khối luân hồi huyền bi hiển nhiên cố ý thức. Biết mình lúc nào nên vứt bỏ hết thảy, là Diệp Thần sở động dùng. Sau lưng hắn kỳ lân hư ảnh gầm thét một tiếng, từng cơn xanh biếc ánh sáng. Từ hư ảnh kia bên trong, gào thét ra, ở Diệp Thần dưới sự khống chế, ngưng luyện là một quả to lớn phủ văn, hướng bầu trời bên trong vậy đạo kẽ nứt, chấn áp đi. Lục quang tràn ngập, cường đại kia kỳ lân lực, lại là tạm thời đem chỗ này bể tan tành bầu trời lần nữa phong bế. Hống à à à à, nguyên bản đang ra sức xé kẽ nứt ma tộc, phát ra một tiếng không cam lòng mà tức giận gầm to. Lại không thể không lần nữa lui về kẽ nứt sau thâm thúy lại hắc ám bên trong. Lúc này, Diệp Thần mới hơi thở phào nhẹ nhõm, cái này phong ấn còn chưa hoàn toàn bể tan tành, hắn mới có thể lấy kỳ lân lực, tạm thời đền bù hắn hư hại thôi, có thể, hắn biết, mình kỳ lân lực không hề coi là mạnh, tối đa, chỉ có thể duy trì ở đây phong ấn một đoạn thời gian mà thôi. Có thể đoạn thời gian này, vừa có thể làm gì? Hắn sắc mặt vô cùng nặng nề. Hôm nay linh võ đại lục và thần quốc, cũng xa xa không có làm xong cùng vực ngoại thiên ma đánh một trận chuẩn bị à. Nhưng vào lúc này, một giọng già nua mà lại ở hắn vang lên bên tai. Thanh âm này xuất hiện, ngay tức thì để cho Diệp Thần lệ nóng doanh tròng. Bởi vì thanh âm này không phải người khác, là hắn chết đi ra ra. Mặc dù cách nhau hơn 10 năm, nhưng đối với Diệp Thần mà nói, vẫn là quen thuộc như vậy. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Diệp Thần cho là mình nghe nhầm. Nhưng là thanh âm kia nhưng là không ngừng vang lên. Diệp Thần, ta có hay không còn sống không trọng yếu, hiện tại cũng không phải lúc truy cứu, ngươi nếu như muốn chỉ hoãn cái này phong ấn bể tan tành, chỉ có một biện pháp. Diệp Thần nghe vậy sững sốt một chút, mặc dù muốn hỏi có nhiều vấn đề, nhưng vẫn là chế trụ nội tâm khiếp sợ, mở miệng nói, ra ra, biện pháp gì? Thanh âm già nua, mang một chút trầm ngưng nói, Di Sơn Điền Hải. Di Sơn Điền Hải. Diệp Thần có chút không rõ ràng, cái này Di Sơn Điền Hải, và trì hoãn phong ấn bể tan tành, có quan hệ thế nào?
Thanh âm già nua tiếp tục nói, người biết tại sao thất đại thần quốc cùng vực ngoại biên giới, là chỗ này không mông biển sao? Diệp thần ánh mắt nhỏ tránh, cái này quả thật có chút kỳ quái, thất đại thần quốc thuộc về 7 chỗ không gian, theo lý thuyết, hẳn không cách nào tương liên mới là à. Thanh âm kia tiếp tục nói, đó là bởi vì, cái gọi là không mông biển, thật ra thì, là từ U Minh vùng biển chảy ra, cái này không mông biển tồn tại bản thân, chính là một loại tăng cường vực ngoại cùng thần quốc liên lạc vật, nếu như đem ngươi không mông biển điền vào, vực ngoại thiên ma, muốn xâm lấn, sẽ càng khó hơn. Hơn nữa, cái này điền hải sử dụng núi, cũng không phải là thông thường núi đá, căn bản không cách nào chống đỡ không mông biển ăn mòn. Diệp thần nói, vậy phải dùng cái gì núi? Thanh âm kia tiếp tục nói, thần quốc có một nơi đặc thù dãy núi, tên là Ngũ Hành Phục Ma Sơn, nơi đó, có 5 loại thuộc tính núi to hình thành một loại thiên nhiên đại trận, đối với ma khí có cực mạnh khắc chế tác dụng, nếu như ngươi có thể đem cả tòa Ngũ Hành Phục Ma Sơ âm mạch rời đến đây chỗ, san bằng không mông biển, chắc hẳn có thể là thần quốc, làm người tộc tranh thủ được ra thời gian dài. Diệp thần nghe vậy, trong mắt thần quang lớn bắn. Ngũ Hành Phục Ma Sơn, dài đến vạn dặm, đem cả dãy núi, giờ tới cuối chân trời không mông biển, nghe, thật là không thể tưởng tượng nổi, chính là trời thần cảnh tồn tại, cũng chưa chắc làm được chứ. Nếu là thật, có người có thể hoàn thành cái này một hành động vĩ đại, như vậy, tuyệt đối là đủ để tái nhập sử sách, người trước, kẻ sau không ai bằng tồn tại. Mà hiện tại, Diệp Thần đã hạ định quyết tâm, di sơn điền hải. Hắn không phải tự tin, mà là hắn biết, mình không làm được không thể. Nếu không, chờ đợi thần quốc cùng nhân tộc chỉ có diệt vong. Một khắc sau, Diệp Thần thân hình chớp mắt, liền xuất hiện ở một nơi dãy núi trước. Dãy núi này, nói là dãy núi, thật ra thì nhưng là 5 tòa núi thành một khối núi to. Cái này 5 tòa núi to, liền đủ để được gọi là núi mạch, đó là bởi vì, cái này 5 tòa núi to, chân thực quá lớn quá lớn. Đơn độc tòa, đều là ở thất đại thần quốc bên trong, đều đủ để xếp hàng trên đồ vật khổng lồ. Hơn nữa, Diệp Thần có thể cảm giác đạt được, cái này Ngũ Hành Phục Ma Sơn, không riêng gì lớn, trên đó núi đá cũng là vô cùng nặng nề. Đừng nói là 5 tòa, chính là chỉ riêng một tòa, như muốn vác lên, đều là muôn vàn khó khăn. Chớ nói chi là, đem rời đến ở vào cuối chân trời không mông biển. Lấy cái này 5 tòa núi to đem không mông biển san bằng, nhìn như, thật là giống như chuyện nghìn lẻ một đêm như nhau, nếu như lời này không phải xuất từ ra ra miệng, sợ rằng liền Diệp Thần, cũng sẽ không tin tưởng. Diệp Thần hít sâu một hơi, trong tay sát kiếm, huyết quang mãnh liệt, hủy diệt mộ đạo dâng trào ra. Muốn di sơn, bước đầu tiên, liền đem cái này 5 ngọn núi mạch, cùng chung chặt đứt. Có thể trong vòng thời gian ngắn, làm được điểm này, sợ rằng đương kim thần quốc bên trong, cũng chỉ có Diệp Thần. Một khắc sau, một đạo tuyệt mạnh kiếm quang, hiện lên giữa trời đất, giống như sấm sét một đạo, trong phút chốc từ vậy 5 tòa núi to phần gốc chém qua. Làm người ta sợ hãi một màn, xuất hiện. Cái này trùng điệp ngàn vạn dặm Ngũ Hành Phục Ma Sơn phần đáy, lại là không hẹn mà cùng xuất hiện một đạo ngay ngắn, trơn nhẵn vết nứt dấu vết. Ở Diệp Thần kiếm quang trước mặt, cái này vô cùng cứng rắn núi đá, lại là giống như đậu hũ vậy. Bỗng nhiên, mặt đất lại là một hồi chấn động, Diệp Thần lại là trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh, từ không trung rơi xuống, đập vào bề mặt trái đất bên trong. Hắn trên đất đồng hồ bên trong, thật nhanh đi xuyên, rất nhanh liền đi tới, Ngũ Hành Sơn mạch phần đáy vị trí trung tâm. Cái này 5 ngọn núi mạch, nối thành một thể, Diệp Thần lại là muốn một lần, đem 5 ngọn núi mạch cùng chung vác lên. Lần này, liền ra ra hắn đều là kinh hãi. Người bình thường cho dù muốn rời núi, tất cả đều là trước đem cái này 5 ngọn núi mạch, tạm thời chặt đứt, tách ra một tòa rời chứ. Mà Diệp Thần đâu? 5 tòa núi to, cùng nhau rời. Thật là ngục độ khó bên trong địa ngục độ khó à? Nhưng, Diệp Thần biết Ngũ Hành Phục Ma Sơn nối thành một khối dưới tình huống, chân áp lực cường đại nhất, nhưng nếu là một ngọn núi được rời, cho dù lấy hắn tốc độ, cũng chưa chắc có thể ở trong thời gian ngắn, đem Ngũ Hành Sơn mạch rời tới không mông biển. Cưỡng ép mang lên 5 tòa núi to, cho dù lấy Diệp Thần thể chất, cùng với lực lượng, đều là vô cùng là hung hiểm, một cái không tốt có thể cũng sẽ bị vậy núi to sức nặng,
đè bể xương cốt toàn thân kinh mạch, lấy Diệp Thần sinh mệnh lực, mặc dù không bị chết, nhưng, vậy giống vậy sẽ người bị thương nặng. Ở ma tộc xâm lấn dưới tình huống, người bị thương nặng. Đó cùng chết, không có bất kỳ khác biệt. Nhưng, Diệp Thần tình nguyện dùng mình sinh mạng mạo hiểm, cũng không nguyện ý, cầm toàn bộ thần quốc, linh võ đại lục, cùng nhân tộc tương lai mạo hiểm. Xích Trần thần mạch, Lăng Phong thần mạch, mở. Thiên Long bát thần âm, úm. Cánh tay hắn gân cốt chấn động, một cái cổ xưa âm tiết, mang hồng mông hơi thở, nhất thời từ hắn xương cốt gian truyền đạt ra. Ở hồng mông cổ âm chấn động hạ, Diệp Thần quanh thân tản ra cực mạnh lực. Mỗi một khối thân thể đều cùng hồng mông cổ âm phát sinh cộng hưởng, sinh ra đồng tình, hoàn toàn hoạt lạc. Một khắc sau, Diệp Thần hai tay nhờ ở dãy núi phần đáy, bật hơi mở giọng. Có thể căn bản mang không nhúc nhích. Thiên thần cường giả, có thể rời núi hủy núi, có thể Diệp Thần bây giờ núi cũng không như vậy dễ dàng à. Thiên yêu thân thể, mở. Thiên yêu thân thể phát động, tuyệt mạnh yêu khí mãnh liệt, sắt thép vẫy bắp thịt nhô lên, từng cái gân xanh rung động, phá thiên lực ở trong máu cuồng trào, phần huyết quyết vận chuyển tới trình độ cao nhất, tầng 7 huyết quang, ở bề mặt lóng lánh. Diệp Thần điên cuồng hét lên, gắng sức chống đỡ cái này ngũ hành phục ma sơn, hướng trời cao đi. Kinh thiên động địa một màn, xuất hiện. Giữa trời đất, một người nam tử, đem năm tòa núi to vác lên, đứng ở trong bầu trời, hắn từng bước, hướng cuối chân trời đi. Mỗi một bước, đều ở đây trong hư không, lưu lại một cái vô cùng rõ ràng dấu chân. Vô số thần quốc võ giả, đều là trợn mắt há mồm chứng kiến một màn này. Chẳng biết tại sao, mặt của bọn họ bàng trên lại là rối rít để lại nước mắt. Thần tích, đây chính là thần tích chứ. Nhưng, cảm động bọn họ nhưng cũng không là Diệp Thần vậy không thể so sánh lực lượng cường đại. Mà là, bọn họ biết Diệp Thần vác không chỉ là năm tòa núi to, lại là tất cả nhân tộc tương lai à. Lấy sức một mình, gánh vác vạn chúng chi tương lai, làm sao có thể không cảm động. Tâm địa sắt đá, đều phải làm hòa tan. Nguyên bản, vô số võ giả, cũng cảm ứng được phong ấn bể tan tành hơi thở, vực ngoại thiên ma sắp xâm lược sắp tới, đã tâm thần đại loạn, toàn bộ thần quốc thuộc về một phiến hỗn loạn bên trong. Có thể, khi bọn hắn thấy được vậy vai vác ngũ hành sơn, đạp trời đi nam tử bóng người lúc đó, mọi người nội tâm, cũng không hẹn mà cùng bình tĩnh lại. Bất luận gặp phải hung hiểm như thế nào, nguy cơ, nhân tộc, còn có người đứng ở bọn họ trước mặt, không phải sao. Như đã từng là luân hồi chi chủ. Diệp Thần lại là cả nhân tộc, tâm linh trụ. Chỉ cần Diệp Thần không ngã, nhân tộc liền vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi, sẽ không cúi đầu. Trong chốc lát, toàn bộ thần quốc vạn chúng võ giả, cũng là đối bầu trời bên trong, vậy rời núi đi bóng người, quỳ lạy, vô cùng thành kính quỳ lạy. Diệp Thần dáng người, ở ngũ hành phục ma sơn dưới, tựa hồ lộ vẻ được vô cùng nhỏ bé, có thể, ở trước mắt người đời. Diệp Thần, nhưng là cự nhân. Đỉnh thiên lập địa cự nhân. Cái này rời núi đạp trời một màn, bọn họ vĩnh sinh nhớ. Không chỉ là bọn họ thế hệ con cháu, đời sau vạn đời, cũng sẽ vĩnh sinh nhớ. Lúc này, Diệp Thần mỗi đi một bước, tựa hồ cũng muốn dùng hết toàn thân lực lượng, hắn hai cánh tay, hơi rung động, cả thân kinh mạch, máu thịt, đều ở đây trọng áp dưới, không ngừng nổ tung. Ngũ hành phục ma sơn. Chân thực quá nặng. Như nếu không phải mình đem thân xác trạng thái kích hoạt đến mức tận cùng. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần chặt chẽ cắn răng, hắn lúc này, đang thiêu đốt trước tinh huyết trong cơ thể, cả người, đều ở đây không cách nào chống đỡ bên bờ. Có thể, Diệp Thần ánh mắt nhưng thủy chung không có một chút dao động. Hắn toàn bức tâm thần, đều tập trung ở rời núi bên trên. Trong đầu của hắn, chỉ có một ý tưởng. Bất luận như thế nào, đều phải đem ngũ hành phục ma sơn, rời tới không ngông biển. Rõ ràng mắt xem thì phải ngã xuống, có thể Diệp Thần nhưng là càng đi càng xa, càng đi càng nhanh. Tựa như trong vô hình, có một đôi tay, ở Diệp Thần sau lưng thúc đẩy hắn đi tới trước vậy. Trong tay hắn chảy máu. Quanh thân tựa như bị máu tươi nhuộm đỏ. Xúc mục kinh tâm đến mức tận cùng. Cùng lúc đó, luân hồi mộ địa. Hai tòa mang từng cơn tinh mang bia đá lóe lên. Vô cùng chói mắt. Nháy mắt tức thì,
hai đạo thân ảnh lại từ trước tấm bia đá ngưng tụ ra. Một nam một nữ. Nam tử vóc người to lớn, râu quai nón dày đặc, hiện ra hết tục tằng, hắn sau lưng có một cái vô cùng to lớn cổ dương. Trên cái dương sát từng tờ một phù văn. Trên phù văn còn quấn từng cơn lục quang. Mơ hồ tới giữa còn có sấm sét vần quanh. Tựa như, bên trong dương phong ấn cái gì kinh khủng tồn tại. Mà chàng trai bên người vậy hiện ra một cô gái bóng người. Cô gái cả người đồ đỏ, vóc người cao gầy, vai như trẻ thành eo tuyến trình độ cao nhất ràng buộc, mặc dù trên mặt có chút tang thương, nhưng lại cho người vẫn bộ dạng thướt tha cảm giác. Thậm chí mơ hồ mang một chút cao quý. Tay của cô gái bên trong nắm vòng tròn bên trên, vẽ cổ xưa phù văn, hết sức thần bí. Cô gái tay thanh tú nhẹ nhàng vung lên, trước người hai người liền xuất hiện Diệp Thần vác núi hình ảnh. Hình ảnh rung động, để cho cô gái con người hơi kinh ngạc. Thằng nhóc này, tựa hồ cũng không tệ lắm. Vậy râu quai nón nam tử nhưng là hừ lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng, uy nghiêm phát ra, có cái gì tốt, chính là hỗn độn cảnh nhất tầng thiên, ta ở hắn cái tuổi này, cũng có thể phong ấn thiên thần cảnh thiên ma. Cô gái đồ đỏ mắt đẹp đông lại một cái, lão nương cảm thấy hắn không tệ, cũng không tệ, người có ý kiến khác. Một khắc sau, vậy râu quai nón nam tử uy nghiêm toàn bộ tiêu tán, khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười. Trong tay chẳng biết lúc nào đổi ra một cái linh phiến, ở cô gái đồ đỏ bên người kích động, phu nhân, ngài nói đúng, ta đột nhiên cảm thấy thằng nhóc này vậy rất tốt, có ta năm đó chi phong độ. Ngươi xem hắn vậy vác núi tư thế, đây chính là lớn nghị người à, sau này nhất định là có thiên đại thành tựu. Quả nhiên, cổ người nói không sai, nghe phu nhân một lời, thắng đọc 10 năm sách. Phu nhân thật là nhìn xa trông rộng phi phàm, ta. Lời còn chưa nói hết, cô gái đồ đỏ liền liếc một cái râu quai nón nam tử, ngươi cái này thần niệm, và ngươi thân phận thật sự thật một cái nóng này. Ngươi sẽ không sợ ngươi những cái kia giết ma bằng hữu cười nhạo ngươi sợ phu nhân. Râu quai nón nam tử diễn cảm ngay tức thì ngưng trọng, bước ra một bước, quanh thân lại xoay tròn cổ xưa phù văn, khí thế bùng nổ. Gần từng chữ, ta không phải sợ phu nhân, là tôn trọng phu nhân. Bọn họ sao dám nhiều lời. Cô gái đồ đỏ lắc đầu một cái, hơi có vẻ thâm ý nhìn một cái Diệp Thần, liền nói thôi, chúng ta đi về trước đi, thằng nhóc này còn muốn xem xét. Rất nhanh, hai đạo thân ảnh liền trở lại bia đá bên trong. Mà hai tòa trên tấm bia đá vậy xuất hiện hai hàng chữ. Phá thiên hạ bất công. Giết thế gian tà ma. Cùng lúc đó, luân hồi mộ địa bên ngoài. Sốt cuộc, ở vô số con mắt nhìn soi mói. Diệp Thần vác năm tòa núi to, đi tới cái này cuối chân trời. Hắn mắt nhìn xuống dưới chân cuồn cuộn hôi vụ, cùng với vậy băng hàn nước biển, cặp mắt bên trong, thần mang bạo tránh. Từ Diệp Thần vác núi đạp trời, đến đi tới cái này không ngông biển, đã qua sấp xỉ nửa giờ, vậy lấy kỳ lân lực bù đắp phong ấn, lần nữa bắt đầu thật nhanh bể tan tành, từng tiếng thiên ma gầm thét, vang khắp giữa trời đất. Vậy đôi màu tím móng to. Lần nữa bắt đầu xé rách kẽ nứt bên bờ. Diệp Thần lạnh lùng quét cự trảo kia một mắt, một khắc sau, hắn hai tay đẩy một cái, đem trên vai vậy ngũ hành phục ma sơn, hướng vậy không ngông biển đè xuống. Chỉ gặp, năm màu núi to, lại là toát ra sáng lạng ánh sáng, hung hăng hướng vậy màu xám trắng không ngông biển chấn áp đi, ầm một tiếng, kinh thiên động địa vang lớn. Vô tận chấn động, ở trong thiên địa cuồn cuộn. Thất đại thần quốc. Thậm chí linh võ đại lục, đều ở đây cái này chấn động bên trong lắc lư. Không thể tưởng tượng nổi một màn, xuất hiện. Thứ bảy trong thần quốc, cái này tồn tại không biết nhiều ít vạn năm, tựa hồ không có cuối không ngông biển, lúc này, lại là bị san bằng. Bị trùng điệp ngàn vạn dặm ngũ hành phục ma sơn, san bằng ngà. Trong nháy mắt, thời không phảng phất ngừng, nguyên bản vẫn còn ở mừng như điên, điên cuồng công kích vực ngoại phong ấn thiên các ma tộc. Đều là ngưng động tác. Bọn họ dữ tợn trên gương mặt, đều là nổi lên nồng nặc vẻ không hiểu. Mới vừa rồi, chuyện gì xảy ra? Tại sao bọn họ cảm giác, cái này thần quốc đối với mình bài xích lực bộc phát cường đại? Vậy đôi lồi xé kẽ nứt móng to, lại là trực tiếp bị vậy đột nhiên tăng cường bài xích lực, ép thành một hồi xương máu. Kẽ nứt sau ma tộc, phát ra một tiếng to lớn kêu đau. Ngũ hành phục ma sơn bên trên, ánh sáng lớn thả,
phục ma lực gào thét ra, kẽ nứt sau đó, vô số thiên ma phát ra tức giận bạo hống tiếng, có thể, không làm nên chuyện gì. Ở nơi này phục ma lực ra chỉ dưới, bầu trời bên trong kẽ nứt, chậm rãi di hợp. Cho tới giờ khắc này, cả người nhuốm máu, kiệt sức Diệp Thần, mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Hắn làm được. Bất quá, Diệp Thần tinh thần, nhưng chưa có hoàn toàn thanh tĩnh lại, bởi vì, hắn biết mặc dù dựa vào Di Sơn Điền Hải cử chỉ, tạm thời ngăn cản vực ngoại thiên ma xâm lược, có thể nhưng không có thay đổi vực ngoại phong ấn, tràn ngập nguy cơ sự thật. Cái này phong ấn còn có thể chống đỡ bao lâu? Một năm. Vẫn là liền một năm thời gian cũng không có. Nếu như cái này phong ấn hoàn toàn tiêu tán, cho dù có cái này ngũ hành phục ma sơn, cũng không cách nào ngăn cản ma tộc xâm lấn. Nhân tộc phải thật tốt lợi dụng đoạn này Diệp Thần là bọn họ tranh thủ được thời gian, nếu không, vẫn không cách nào tránh khỏi diệt vong vận mệnh. Diệp Thần một người mạnh hơn nữa, cũng không cách nào hoàn toàn thay đổi chiến tranh cục diện. Coi như, hắn có thể giết dù sao cũng, thậm chí trăm tỷ thiên ma, thì phải làm thế nào đây? Khi đó, phỏng đoán cả người tộc cũng bị thiên ma nhất tộc diệt sạch sẽ chứ. Một người lực lượng là có hạn, coi như Diệp Thần là thần cũng giống vậy. Cho nên, toàn bộ thần quốc phải cường đại lên. Một khắc sau, Diệp Thần thân hình chớp mắt, đứng ở ngũ hành sơn đỉnh cấp chỗ, cao giọng quát lên, thất đại thần quốc võ giả, ta là Diệp Thần, như muốn sống, tiếp theo, nghe ta hiệu lệnh. Kể từ hôm nay, không ngông biển đổi tên Phục Ma Điện. Ta đem tại ngũ hành phục ma sơn trên, thành lập được chống lại thiên ma xâm lấn đại bản doanh. Tất cả hỗn độn cảnh trở lên võ giả, mau tới phục ma điện, thiên ma nhất tộc, xâm lược sắp tới, có thể một năm, có thể ngắn hơn, mà phục ma điện, chính là ngăn cản thiên ma xâm lấn trận chiến đầu tiên tuyến. Chúng ta đem thế canh phòng phục ma điện, không cho phép vậy vực ngoại thiên ma, bước vào thần quốc, linh võ một bước. Trong chốc lát, Phùng Lân cận cùng với thứ bảy thần quốc võ giả, đều là nhiệt huyết dâng trào, bất luận địa vị, thân phận, thực lực, đều là đi đôi với Diệp Thần hiệu lệnh hò hét nói. Chúng ta đem thế canh phòng phục ma điện, không cho phép vậy vực ngoại thiên ma, bước vào thần quốc, linh võ một bước. Một tiếng này tiếng hò hét, vang khắp thiên địa, vậy đại biểu nhân tộc quyết tâm. Từng đạo độn quang, lần lượt lên, hướng phục ma điện chỗ ở phương hướng, nhanh chóng đi. Những thứ này đều là hỗn độn cảnh trở lên võ giả. Mà còn dư lại những cái kia võ giả, mỗi một người đều là siết chặt quả đấm, hoàn toàn không có chút nào mình có thể tránh khỏi tham chiến ung dung. Ngược lại, mặt của bọn họ bàng trên, đều là nồng nặc vẻ không cam lòng. Thân là võ giả, lại không thể tự tay bảo vệ gia viên mình, thân hữu của mình, ngược lại muốn người khác tới bảo vệ. Bọn họ, dĩ nhiên là không cam lòng. Bọn họ âm thầm hạ định quyết tâm. Nhất định phải ở trên trời ma xâm lược trước trở nên mạnh mẽ, cường đại đến đủ để trở thành chiến lực. Diệp Thần hít sâu một hơi, ánh mắt chớp động nhìn bữa trước khung chỗ cuối. Chiến tranh, mau muốn bắt đầu. Mà hắn, muốn ở ma tộc xâm lược trước, hết mình có thể, tăng lên nhân tộc thực lực. Bất quá, ở trước đó, còn có mấy chuyện phải làm. Thứ nhất, hắn phải cùng Thiên Cơ đạo nhân xuất quan, hỏi Tiểu Hoàng tung tích. Thứ hai, mạnh mẽ thực lực bản thân. Diệp Thần cổ tay lộn một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện hai quả tử tiêu đá. Trong đó một quả, vô cùng trong suốt, hiển nhiên phẩm chất cực cao, đây chính là vậy thượng cổ ma hồn sau khi chết, bị Diệp Thần lấy được tử tiêu đá. Cái này ma hồn có cực kỳ thực lực cường đại, hơn nữa, vẫn là còn sót lại tàn hồn, đoạt xác thân thể dưới tình huống. Bản thể, hẳn cường đại hơn. Ở vực ngoại thiên ma nhất tộc bên trong, chắc cũng là thực lực cao cấp tồn tại. Nếu như đem cái này hai quả tử tiêu đá chiếm đoạt, Diệp Thần thực lực còn có thể tiến hơn một bước. Khi đó, cho dù mặt đối thiên thần cảnh trung kỳ võ giả, có lẽ đều có sức đánh một trận liền chứ. Một khắc sau, Diệp Thần trực tiếp đem hai quả tử tiêu đá, nuốt vào trong miệng, ngồi xếp bằng ở ngũ hành phục ma sơn đỉnh cấp chỗ, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa. Mà lục tục. Vậy có một từng đạo độn quang, rơi vào cái này phục ma núi trước, là cần phải Diệp Thần hiệu lệnh mà đến võ giả, bọn họ từng cái nhìn đỉnh núi chỗ bóng người, trong mắt đều là toát ra vô cùng vẻ sùng kính. Rất nhiều người, thậm chí vô cùng là kích động, giống như nhìn thấy thần tượng, nhìn thấy thần trong con mắt vậy.
Diệp Thần vậy vác núi lấp biển hành động vĩ đại, đánh động vô số người. Bọn họ từng cái, lặng yên chờ Diệp Thần tỉnh lại, lẫn nhau tới giữa, thỉnh thoảng trao đổi tu võ lên tâm đắc, những thứ này hiếu chiến võ giả, bởi vì Diệp Thần tồn tại, lẫn nhau tới giữa, lại là sống chung được vô cùng hòa hợp. Một ngày sau, Diệp Thần liền mở hai mắt ra, mà ở hắn thấy được một màn trước mắt ngay tức thì, nhưng là hơi rung động. Ở hắn trước mắt, lại có rậm rạp chằng chịt võ giả. Đây chính là Thất Đại Thần Quốc, tháng vòng dị tượng hạ, tu vi vượt qua hỗn độn cảnh tồn tại, thấp hơn hỗn độn cảnh võ giả, cho dù tham chiến, vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì, liền con chốt thí cũng không gọi được. Dẫu sao, vực ngoại thiên ma tổng thể thực lực, so với nhân tộc cường thượng rất nhiều. Nhân tộc duy nhất chiếm cứ ưu thế, có thể cũng chính là số lượng. Lúc này, những võ giả này trật tự tỉnh nhiên chờ Diệp Thần tỉnh lại, lại là có không ít người, tự động ở ngũ hành phục ma sơn trên, xây dựng hắn từng ngọn kiến trúc, bố trí dậy từng đạo pháp trận tới. Mỗi một người, đều là chống cự ma tộc, không tăng dư lực. Lại cũng không có cái gì trốn, lục đục với nhau các loại ý tưởng. Diệp Thần trên mặt, hiện lên vẻ mỉm cười, gật đầu một cái. Một khắc sau, hắn đứng dậy, hướng về phía vậy dù sao cũng võ giả mở miệng nói, chắc hẳn, mọi người cũng đã biết, vực ngoại thiên ma nhất tộc, xâm lược sắp tới. Mọi người nghe vậy, đều là mặt mũi nghiêm một chút, trong chốc lát, ngũ hành phục ma sơn lên bầu không khí, có chút nặng nề. Diệp Thần tiếp tục nói thật, các ngươi bên trong đại đa số người, ở cuộc chiến tranh này bên trong, có thể cũng sẽ hy sinh. Hắn tiếng nói vừa dứt, ánh mắt quét qua những võ giả này gương mặt, chỉ gặp, những võ giả này mỗi một người đều là ánh mắt ngưng luyện, nghe được Diệp Thần những lời này sau đó, ánh mắt không có chút nào dao động. Hiển nhiên, bọn họ nếu đến nơi này, liền đã làm xong chết chuẩn bị. Diệp Thần trong lòng động một cái, nhìn mọi người ánh mắt hơn nữa an ủi. Chính là cần phải làm như vậy. Chiến tranh có lúc nhất khảo nghiệm không phải hai quân thực lực, mà là giận thế. Như vậy thứ nhất, nhân tộc cho dù đối mặt vực ngoại thiên ma, cũng chưa chắc không thể đánh một trận. Diệp Thần nói, xem ra, các ngươi đã có nơi giác ngộ, không tệ, đáng sợ nhất cũng không phải là ở chiến tranh bên trong hy sinh, chính là ta, cũng có thể ở trong chiến tranh chết đi, nhưng, so tử vong đáng sợ hơn phải, vực ngoại thiên ma thành công xâm lược, đem thân nhân của chúng ta, đem bạn của chúng ta, tàn sát hầu như không còn. Tiếp theo đoạn thời gian này, ta sẽ hết sức ta có thể, tăng lên các ngươi thực lực, ta biết, chư vị ở đây, có thể có đến từ thế lực đối nghịch, thậm chí lẫn nhau tới giữa có chút ân oán, nhưng ở cùng chung địch nhân trước mặt, người chúng ta tộc tuyệt không thể nội đấu, các ngươi nhất định phải tạm thời buông xuống ân oán, ở cuộc chiến tranh này kết thúc trước, các ngươi đều là chiến hữu, mà không phải là cừu địch. Các ngươi trên mình, không chỉ là các ngươi người ân oán, các ngươi còn gánh vác cả tộc người tương lai, nghe hiểu sao? Mọi người nghe vậy, không một không phải máu sôi trào, cao giọng hò hét nói, nghe hiểu. Diệp Thần gật đầu một cái, một khắc sau, thân hình hắn chớp mắt, từ đỉnh cấp chỗ biến mất. Mọi người ở đây kỳ quái, Diệp Thần đi nơi nào thời điểm, Diệp Thần lần nữa xuất hiện ở đỉnh núi chỗ. Trong tay hắn, giơ một khối to lớn đen nhánh đá. Đá này đầu, cùng Thái Uyên kiếm phái bên trong khối đá lớn kia, độc nhất vô nhị, bất ngờ là một quả thần ý đá. Diệp Thần đem đá lớn, đặt ở ngũ hành phục ma sơn đỉnh núi chỗ, một khắc sau, một đạo tuyệt mạnh võ đạo ý vận, chút xuống ra, Diệp Thần trường kiếm trong tay điệu múa, ở thần ý trên đá, để lại một đạo vết kiếm. Một kiếm này, hắn không giữ lại chút nào. Diệt thiên kiếm quyết, hủy diệt mộ đạo, chân võ ý, lục đạo kiếm vân. Vân, toàn bộ thi triển. Một kiếm này, có thể nói Diệp Thần võ đạo tu vi tinh túy. Tuyệt mạnh võ ý, tràn ngập giữa trời đất, tại chỗ vô số võ giả, thậm chí là những cái kia yêu tộc, ngưng mắt nhìn vậy đạo kiếm vết, cảm thụ trên đó tản ra võ đạo ý vận, đều là như mê như say. Diệp Thần võ đạo, quá mạnh mẽ. Quá đáng bọn họ đi tìm hiểu à. Diệp Thần nhìn về phía tựa hồ đang đắm chìm một kiếm này bên trong Thanh Đế, mở miệng nói, Thanh Đế, ta biết yêu tộc từ trước đến giờ đều là lấy bản năng, lấy thiên phú chiến đấu, đối với võ đạo không hề chú trọng, nhưng yêu tộc nếu như muốn mau sớm tăng lên thực lực, võ đạo, tuyệt đối là không hai chọn.
mà võ đạo cực hạn, vậy xa xa so chi phương diện huyết mạch thiên phú, tới được mạnh mẽ. Thanh đế nghe vậy, nặng nề gật đầu, hắn giống vậy thì cho là như vậy. Một khắc sau, thanh đế hướng về phía sau lưng lũ yêu mở miệng nói, bắt đầu từ hôm nay, tất cả yêu tộc không được bài xích võ đạo, cũng cho ta đem hết toàn lực hiểu. Những thứ này từ trước đến giờ lấy huyết mạch vi tôn yêu tộc nghe vậy, lại là không có một người phản đối, rối rít gật đầu. Sớm ở Diệp Thần cùng thanh đế đánh một trận bên trong, bọn họ liền nhận thức được võ đạo mạnh mẽ, tuyệt không phải nguyên bản bọn họ tưởng tượng bên trong, loài người chút tài mọn. Mà hôm nay, vực ngoại thiên ma xâm lược sắp tới, ở kinh khủng như vậy trước mặt địch nhân, bọn họ nguyên bản kiên trì về điểm kia kiêu ngạo, coi là cái gì. Chỉ cần có thể học tập đối kháng kẻ địch, bảo vệ thân nhân lực lượng, đừng nói là tập võ, chính là đối với người tộc cúi đầu thỉnh giáo, cũng chẳng qua là chuyện nhỏ thôi. Diệp Thần thấy lũ yêu thái độ, trên mặt nụ cười, càng đậm một phần, sẽ đối vác vực ngoại thiên ma, yêu tộc lực lượng, không thể hoặc thiếu. Thời gian kế tiếp, ở nơi này chỗ mới xây mà thành trong điện phục ma, nhân tộc cùng yêu tộc tinh anh, đều điên cuồng đầu nhập vào tu luyện bên trong. Mà Diệp Thần, cũng tránh thức hạ lệnh thần quốc cùng với linh võ đại lục vô số tông môn, phải cống hiến cất giữ phần lớn tu võ tài nguyên tới phục ma điện, hắn đem thu thập mà đến tu võ tài nguyên, không giữ lại chút nào dốc vào ở nơi này chút đối kháng thiên ma nhất tộc chiến sĩ trên mình, hết tất cả năng lực, tăng lên bọn họ thực lực. Dưới mắt, tuyệt không phải trốn thời điểm, cả người tộc, phải đoàn kết nhất trí, mới có thể vượt qua cửa ải khó. Cũng chính là Diệp Thần có thể làm được chuyện như vậy, nếu không, những tông môn này kia có thể như vậy nghe lời. Diệp Thần mình vậy thường thường ở Phục Ma Điện tiến hành giảng bài, hắn võ đạo đã sớm vượt qua thần quốc cực hạn, dĩ nhiên là để cho mọi người được ích lợi không nhỏ. Ngày nay, Diệp Thần ngồi ở Phục Ma Điện chủ điện bên trong, khẽ nhíu mày, ở hắn bên người ngồi, đều là tất cả cái thế lực cao cấp cường giả. Có người tộc Ba Vương, Thanh Đế, Nhân Ma tộc Vân Vô Hình Vân. Vân, đây là, Thanh Đế gặp Diệp Thần thần sắc không đúng, không khỏi được mở miệng nói, Diệp Thần, thế nào? Diệp Thần ánh mắt chớp động nói, dưới mắt, đối mặt vực ngoại thiên ma xâm lược, chúng ta còn có một cái vấn đề, cần phải giải quyết. Tư Đồ Tân hỏi, vấn đề gì? Diệp Thần trầm giọng nói, vũ khí. Mọi người nghe vậy, đều là nhướng mày một cái. Quả thật, vũ khí là một đại vấn đề. Thần quốc võ đạo, suy yếu đã lâu, những cái kia trên cổ võ giả, hoặc là cao cấp cường giả, trong tay có thể còn có mấy kiện cầm được xuất thủ vũ khí, có thể cái khác giống vậy võ giả đâu. Những cái kia thông thường vũ khí đối mặt ma tộc đều rất có thể bị tùy tiện đánh nát. Như vậy thứ nhất, nhân tộc tổng thể thực lực, ở trên trời ma trước mặt đem sẽ thật to hạ xuống. Đừng nói là phổ thông võ giả, chính là Diệp Thần nếu như vũ khí bị hủy đều phải thực lực chợt giảm xuống. Ngược lại, nếu như mỗi người chiến sĩ cũng có thể trang bị trên tuyệt khí, đạo khí, cũng hoặc là thượng cổ vũ khí, bọn họ đều có thể bộc phát ra gấp mấy lần sức chiến đấu. Nhân tộc, dùng võ đạo vi tôn, võ đạo tự nhiên không thiếu được tất cả loại vũ cụ phụ trợ. Nhưng mà, đi đâu tìm như vậy nhiều cao cấp vũ khí? Thiên đạo cung. Tuyệt không thể nào. Thiên ma cũng đối đãi như vậy thần quốc, nắm trong tay thất đại thần quốc thiên đạo cung làm qua cái gì? Đến hiện tại đều giống như mạc không đóng tim. Diệp Thần thậm chí hoài nghi thiên đạo cung và thiên ma có cái gì không người không nhận ra câu làm. Hiên Viên Mặc Tà vì sao thờ ơ? Đây là người điều khiển ứng đối loại chuyện như vậy thái độ sao? Đây là, Chiến Vương Hình Ngàn Hàn mở miệng nói, Diệp Thần. Ta đây là nắm giữ thượng cổ chế tạo phương pháp, có thể chế tạo ra tốt vũ khí. Cái gì? Diệp Thần nghe vậy mừng rỡ nói, ngươi làm sao không nói sớm? Ta hiện tại liền triệu tập đến toàn bộ thần quốc ưu tú nhất thợ rèn, đem ngươi chế tạo phương pháp truyền cùng bọn họ, tranh thủ ở trên trời ma xâm lược trước, người một chuôi đạo khí. Có thể Hình Ngàn Hàn nhưng là trận lại nói, chậm đã. Diệp Thần khẽ cau mày nói, thế nào Ngàn Hàn? Chẳng lẽ cái này chế tạo phương pháp là nhà ngươi truyền bí mật, ngươi không muốn cống hiến ra tới. Hôm nay, cũng không phải là chú trọng gia tộc gì truyền thống lúc. Hình Ngàn Hàn cười khổ nói, cái này chế tạo phương pháp, quả thật nguyên từ thượng cổ chiến thần nhất tộc, tùy tiện không thể truyền ra ngoài, nhưng, hiện tại toàn bộ thần quốc,
nguy ở một sớm một chiều, ta há là như vậy không biết thân thể to lớn người. Mọi người nghe vậy, âm thầm gật đầu, thượng cổ chiến thần nhất tộc, trừ chiến lực kinh người bên ngoài, giống vậy vậy lấy chế tạo phương pháp nổi tiếng hậu thế. Hình ngàn hàn tiếp tục nói, ta sở dĩ ngăn cản ngươi, không phải bởi vì cái khác, mà là bởi vì tài liệu vấn đề. Vật liệu. Diệp thần cười nói, ngươi không cần lo lắng, coi như đem toàn bộ thần quốc đào 1 mét, ta cũng sẽ đem ngươi muốn vật liệu đủ. Hình ngàn hàn sắc mặt, đột nhiên ngưng trọng xuống nói, mấu chốt ở nơi này, cái khác ngược lại vẫn thôi, chỉ là chiến thần nhất tộc chế tạo phương pháp, có một loại tất không thể thiếu, tên là biển sâu huyền tinh thiết vật liệu. Thanh đế nghe vậy, trên mặt thoáng qua một chút vẻ kinh sợ nói, người nói đúng chỉ ở thần quốc biên giới hải tộc lãnh địa bên trong sản xuất biển sâu huyền tinh thiết. Hình ngàn hàn mặt lộ không biết làm sao vẻ gật đầu một cái nói, đúng vậy. Hải tộc, biển sâu huyền tinh thiết. Diệp thần khẽ cau mày. Những thứ này là cái gì? Hắn làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Hồn vương Đông Phương Thịnh thở dài nói. Nếu thật là hải tộc lãnh địa bên trong mới có nói, vậy cũng khó làm. Diệp thần hỏi, cái này hải tộc và biển sâu huyền tinh thiết sốt cuộc là cái gì? Thanh đế nói, hải tộc ở thần quốc có chút đặc thù, và yêu tộc không giống nhau, bọn họ cuộc sống ở cực sâu vùng biển, trên căn bản ngăn cách với đời, cho dù xem chúng ta như vậy thượng cổ tồn tại, cũng không có mấy người biết bọn họ tồn tại, người không biết vậy rất bình thường. Diệp thần gật gật đầu nói, đã như vậy. Các ngươi tại sao đều là loại thần sắc này? Bất kể là có phải hay không nguyên thủy chủng tộc, hải tộc cũng là chúng ta một thành viên, vực ngoại thiên ma xâm lược sắp tới, hải tộc cần phải làm cũng không cách nào may mắn tránh khỏi, bọn họ cùng nhân tộc cần phải làm là bạn không phải địch mới đúng, cái này biển sâu huyền tinh thiết, như vậy khó mà đạt được sao? Thanh đế không khỏi được lắc đầu nói, nhắc tới, cái này hải tộc thật đúng là có thể thoát khỏi may mắn. Thiên ma xâm lược và bọn họ trên căn bản không có liên hệ gì. Cái gì? Cái này một tí, Diệp thần thì thật kinh hãi, ma tộc thiên tính, chính là chiếm đoạt vạn vật, làm sao có thể bỏ qua cái này hải tộc? Thanh đế nói, không phải ma tộc muốn thả qua hải tộc, mà là hải tộc, cho tới nay cũng cuộc sống ở cực sâu sâu đậm biển sâu bên trong, ở nơi đó, cho dù là ma tộc, thực lực cũng sẽ phải chịu nhất định hạn chế, mà hải tộc nhưng là như cá gặp nước. Này tiêu người dài dưới, ma tộc muốn phải chiếm đoạt hải tộc, vậy cũng không dễ dàng. Cho nên, ở thời đại thượng cổ nhân ma đại chiến bên trong, hải tộc trên căn bản không có bị bất kỳ ảnh hưởng đến. Vì vậy, ma tộc xâm lược không vào xâm nhập, bọn họ có thể nói hoàn toàn không quan tâm. Diệp thần nghe vậy, chân mày nếp nhăn được sâu hơn, lần này coi như khó làm. Thanh đế tiếp tục nói, hơn nữa, cái này biển sâu huyền tinh thiết. Đối với hải tộc mà nói, vậy tương đương với thánh vật, cực kỳ lâu trước kia, hải tộc cùng hình ngàn hàn tổ tiên, là chí giao, hải tộc cung cấp biển sâu huyền tinh thiết, hình ngàn hàn tổ tiên là hải tộc chế tạo đồ sắc bén, nhưng... Hiện tại hải tộc đối với người tộc nhưng là khá là chán ghét, sợ rằng sẽ không nguyện ý cùng nhân tộc hợp tác, cho nên muốn từ hải tộc trong tay, đạt được biển sâu huyền tinh thiết, có thể nói muôn vàn khó khăn. Mọi người nghe vậy. Đều là một hồi trầm mặc. Ít đi thích hợp vũ khí, nhân tộc muốn đánh thắng tràng chiến này, cơ hội mong manh. Đột nhiên tới giữa, Diệp thần đứng lên. Mọi người không hiểu nhìn về phía hắn, hỏi, Diệp thần thế nào? Diệp thần nhàn nhạt nói, ta muốn đi trước hải tộc lấy được biển sâu huyền tinh thiết. Cái gì? Mọi người tại đây, đều là phát ra một tiếng thét kinh hãi, khó có thể tin nhìn Diệp thần. Liền liền xuất thân yêu tộc. Kiêu ngạo vô cùng thanh đế, đều là không khỏi rất đúng Diệp thần khuyên nhủ, Diệp thần, vẫn là thôi, vậy hải tộc thực lực không kém, lại vô cùng là xếp bên ngoài, hơn nữa bọn họ nóng nảy so với yêu tộc, còn phải kém hơn 100 lần. Cho dù là ngươi, thần ở cực sâu vùng biển bên trong, đối mặt hải tộc vây công, chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Diệp thần nhưng mà chống lại thiên ma xâm lấn nhân vật dẫn quân, thậm chí có thể nói, Diệp thần tác dụng. So với kia dù sao cũng thần binh lợi khí, còn trọng yếu hơn vô số lần. Cho nên, Diệp thần, tuyệt không thể ra bất kỳ bất ngờ. Mọi người tại đây nghe vậy, đều là gật đầu một cái, tán thành thanh đế quan điểm. Có thể, Diệp thần nhưng là lắc đầu nói, các ngươi yên tâm, ta không có việc gì, hiện nay, mọi người cũng bởi vì đánh bại ma tộc mà cố gắng,
chỉ vì ở trên chiến trường, tự nhiên nhiệt huyết. Bọn họ vì chiến thắng kẻ địch, vì bảo vệ quốc gia, đều đã đem mình sinh mạng, mặc kệ ngoài suy tính, ta há có thể không đúng bọn họ tinh thần, có chút đáp lại. Nếu thân là dẫn quân, chí ít, ta cũng muốn là các chiến sĩ sáng tạo một cái có thể để cho bọn họ phát huy thực lực chiến đấu điều kiện, nếu không, ta lại có cái gì tư cách, gánh gánh nổi mọi người đối với ta tín nhiệm. Diệp Thần cái này lời nói, rung động thật sâu mọi người tại chỗ. Bọn họ từng cái nhìn Diệp Thần, trong con người đều là phát ra từ nội tâm kính trọng. Những thứ này thượng cổ cường giả, triệt để bị trước mắt tên này hơn 20 tuổi nam tử nơi thuyết phục. Đối với rất nhiều người mà nói, cam kết cùng trách nhiệm, có thể cũng chính là một câu nói thôi. Nhưng đối với Diệp Thần, lại xa xa không phải. Hắn đã đáp ứng Đồ Lan Tâm muốn cứu thần quốc, như vậy hắn thì phải đem hết toàn lực. Hắn hiệu lệnh vạn chúng võ giả, tới phục ma điện giết ma, trở thành nhân vật dẫn quân, như vậy hắn thì phải không phụ lòng mình thân phận. Diệp Thần, chính là như vậy một người đàn ông. Một cái chân chính đỉnh thiên lập địa người đàn ông. Mọi người không khuyên nữa, đối với như vậy lãnh tụ, bọn họ như thế nào có thể khuyên can nữa? Bọn họ phải làm, là ủng hộ. Hình Ngàn Hàn đem một cái ngọc giản, giao đến Diệp Thần trong tay nói, đây là hải tộc chỗ chỗ, vậy là biển sâu huyền tinh thiết sản phẩm chi địa, cho nên, cho dù qua lâu như vậy, bọn họ chắc không có di động qua. Diệp Thần nhận lấy ngọc giản, gật đầu nói, Ngàn Hàn, ta không có ở đây đoạn thời gian này, các ngươi trước đem yêu cầu thợ rèn triệu tập tới ta phục ma điện, truyền thụ bọn họ chế tạo phương pháp đồng thời, thu thập khác nhất định vật liệu. Hắn khẽ mỉm cười nói, người yên tâm, ở các ngươi chuẩn bị sẵn sàng trước, ta nhất định sẽ mang biển sâu huyền tinh thiết trở về. Mọi người nghe vậy, đều là đôi mắt sáng lên. Bọn họ biết, từ hải tộc trong tay, lấy được biển sâu huyền tinh thiết, khó như lên trời, có thể, từ Diệp Thần trong miệng nói ra, lại để cho người không khỏi tin tưởng. Còn có một việc, giúp ta lưu ý Thiên Cơ đạo nhân xuất quan. Một khi Thiên Cơ đạo nhân xuất quan, lập tức thông báo ta. Diệp Thần trong lòng như cũ lẩm bẩm Tiểu Hoàng. Dưới mắt Thiên Cơ đạo nhân không xuất quan, hắn cũng chỉ có thể đem tìm Tiểu Hoàng chuyện này trước gác lại. Nếu không cũng là một cái con ruồi không đầu. Một khắc sau, Diệp Thần thân hình động một cái, liền từ tại chỗ biến mất, hướng hải tộc chỗ chỗ đi. Kiếm Vương Tư Đồ Tân mở miệng nói, thần quốc ra một cái Diệp Thần, là thần quốc may mắn, cũng là nhân tộc may mắn. Cái khác mấy tên nổi tiếng vạn cổ cường giả, đều là không hẹn mà cùng gật đầu một cái, nếu không phải Diệp Thần tồn tại, lúc này, vực ngoại thiên ma đã đem toàn bộ thần quốc cùng với linh võ đại lục, giày xéo hầu như không còn chứ. Cùng lúc đó, U Minh vùng biển bầu trời, thần quốc và vực ngoại kết giới bên trên, hai đạo thân ảnh trôi lơ lửng ở trên bầu trời cao, hiện ra hết không câu chấp. Một cái trong đó nam tử, cả người quần áo đen, nhưng bay lại sắc bén mày kiếm, vậy ẩn chứa thiên địa tròng mắt đen, giống như vực sâu. Cao ngất vóc người, lưng đeo một chuôi long văn kiếm, giống như trong đêm tối ưng, lãnh ngạo cô thanh nhưng lại thịnh khí bức người, côi cút độc lập gian tản ra là ngạo thị thiên địa cường thế. Nếu như Diệp Thần ở nơi này, tất nhiên sẽ phát hiện người này chính là vậy vô cùng thần bí Nhâm Tiền Bối. Mà Nhâm Tiền Bối sau lưng, chính là một cái tóc bạch kim ông già. Tóc bạch kim ông già nhìn U Minh vùng biển, thần sắc ngưng trọng, những tên kia, còn chưa hết hy vọng à. Lần trước, thần quốc có luân hồi chi chủ, lần này, thần quốc có Diệp Thần. Cái này trùng hợp chính là một cái luân hồi. Có lẽ trải qua cái này nhất thế, Diệp Thần mới có thể rõ ràng đời trước không cách nào lĩnh ngộ luân hồi sâu uẩn. Nhâm trên cao nhìn xuống nhìn hết thảy, trên mình tản ra nhàn nhạt tim mang, yên tâm. Thiên ma chẳng qua là thằng nhóc kia một đạo nho nhỏ trở ngại. Ngươi hẳn so ta rõ ràng hơn, Diệp Thần sau này phải đối mặt là cái gì? Đế Uyên Điện và Thượng Giới có thể khó đối phó à? Cũng hoặc là nói, thiên ma bất quá là những cái kia cấp trên trì hoãn thời gian tiền đặt cuộc. Những người đó tuyệt đối không nghĩ tới, ở nơi này mảnh đất giới bên trên, một cái nhìn như nhỏ bé thanh niên đang lột xác, hắn đem hóa là cự long. Giết trên 9 tầng trời, chấn động thương khung. Nếu như ta không đoán sai, thằng nhóc này hiện tại hẳn đi hải tộc liền đi. Nhiều ít năm trước, ta tựa hồ cũng đi qua một chuyến hải tộc,
thật giống như giết một đầu chí cao đỉnh cấp Hải Long Đế Vương, cầm đi một kiểu đồ, đoán tạo phía sau dáng Trần Hàng Long Kiếm. Hiện tại dáng Trần Hàng Long Kiếm ở trên tay tiểu tử này, nói không chừng, cái này hải tộc chuyến đi, còn có thể để cho thằng nhóc này và dáng Trần Hàng Long Kiếm phát sinh nào đó loại kỳ diệu phản ứng hóa học. Tóc bạch kim ông già ngẩn ra, khá là cổ quái nhìn trước mặt người đàn ông, phản ứng hóa học. Đây không phải là Hoa Hạ dùng tiếng nói sao? Ngươi còn đi qua Hoa Hạ? Nhâm lộ ra một đạo nụ cười, trong mắt xem về phía chân trời, tựa như lâm vào năm tháng trầm tư, hồi lâu lẩm bẩm nói, ta từ trên người tiểu tử kia thấy được ta đã từng là bóng dáng, mà ta, đến từ một cái chỗ đặc thù. Đó là một cái thậm chí thời không quy luật đều không cách nào giải thích địa phương. Chỗ đó, kêu tới thành. Hồi lâu, Nhâm con người đông lại một cái, lại nữa rơi vào trầm tư, trước mặt hư không biến dạng. Một nơi đặc thù không gian hiển lộ. Diệp lão đầu, nơi này liền giao cho Diệp thần đi. Chúng ta cũng nên hắn đi đâu. Ở trước khi rời đi, ngươi thật không muốn ngay mặt gặp vừa gặp ngươi cháu trai. Ông cụ tóc bạch kim ngay tức thì nghĩ tới điều gì, gật đầu một cái, không thấy, sau này có cơ hội, đi thôi. Ừ. Hai đạo thân ảnh bước vào hư không. Hư không đóng cửa. Phảng phất từ không tồn tại qua. Cùng lúc đó, thần quốc một nơi hải vực bầu trời, đột nhiên hiện lên một người chàng trai bóng người, hắn nhìn dưới chân, sóng lớn cuồn cuộn mênh mông, lẩm bẩm chính là chỗ này sao. Một khắc sau, tên nam tử này tử không chút do dự trực tiếp xông vào vạn khoảnh sóng lớn bên trong, hướng biển sâu bên trong lẻn đi. Hắn bóng người, cực nhanh lướt qua nước biển, đem chung quanh cá bơi, cũng hù được tứ tán bỏ trốn. 1.000 mét, 10.000 mét. 100.000 mét. Diệp thần quanh thân, đã sớm là một phiến đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, thậm chí, ngay cả sinh mạng hơi thở đều cơ hồ biến mất. Cho dù lấy diệp thần thể chất, đến 100.000 mét biển sâu bên trong, cũng là hơi cảm thấy một chút khó chịu, hắn không khỏi được hơi cau mày. Nơi này áp lực nước, quá khủng bố. Sợ rằng cho dù lấy thanh đế thanh long yêu thân thể, đến nơi này, cũng chưa chắc có thể chịu được, dẫu sao nói cho cùng. Thanh long thuộc về sinh hoạt ở đất liền cùng trên bầu trời long tộc, mà không phải là hải long. Cũng chỉ diệp thần loại thể chất này nghịch thiên đến cực hạn tồn tại, mới có thể lấy đất liền chủng tộc thân thể, đi sâu vào vùng biển đến như vậy vị trí. Mà hải tộc ở cư trú thần biển thành, ước chừng ở biển sâu 10 triệu gạo chỗ. Đột nhiên tới giữa, diệp thần thần sắc động một cái, hướng nơi nào đó hắc ám nhìn, cổ tay lột, sát kiếm chợt xuất hiện ở trong tay. Hùng hãn hướng vậy nhìn như bóng tối địa phương, chém ra một kiếm. Kiếm quang ở nước biển bên trong sôi trào không dứt, đem vậy vô cùng nặng nề nước biển chém ra, một tiếng kêu đau, đột nhiên ở nơi này biển sâu bên trong truyền tới. Băng hàn kiếm quang, chiếu sáng ra một đầu xấu xí sinh vật, nhìn như, giống như một đầu núi nhỏ lớn nhỏ bạch tuộc vậy. Mà đây con bạch tuộc xúc tu cuối cùng, nhưng dài một tấm trải rộng răng nanh miệng lớn. Lúc này, bạch tuộc này một cây xúc tu, đang đưa về phía Diệp thần, tựa như muốn đem Diệp thần trực tiếp chiếm đoạt vậy. Mãnh liệt kiếm quang, ngay tức thì đem bạch tuộc thân thể chém thành nghiền, tím máu tươi màu đen, ở nước biển này bên trong tràn ngập ra. Diệp thần thấy vậy, nhưng là hơi kinh hãi. Vật này là một đầu thiên thần cảnh sơ kỳ chừng thực lực yêu thú, không thể bảo là không mạnh, nhưng, để cho Diệp thần cảm thấy kinh hãi, cũng không phải bạch tuộc này thực lực. Mà là hắn, mà lại ở bạch tuộc này cũng sắp tiếp xúc tới mình thời điểm, mới phát hiện tồn tại. Tựa hồ, ở nơi này biển sâu bên trong, thực lực và thần hồn cảm ứng, đều bị liền trình độ nhất định hạn chế. Hơn nữa, biển sâu bên trong quái vật, tựa hồ vô cùng là sở trường che giấu. Diệp thần trên gương mặt, không khỏi nổi lên vẻ cười khổ, xem ra đừng nói là đối mặt hải tộc, chính là đi cái này hải tộc chỗ ở thần biển thành, cũng không dễ dàng chứ. Mới vừa rồi đổi thành liền một người thiên thần cảnh sơ kỳ võ giả, sợ rằng, xuất kỳ bất ý dưới, đều phải bị đầu kia bạch tuộc gây thương tích. Ngay tại Diệp thần chuẩn bị tiếp tục tiến về trước lúc đó, sắc mặt lại là hơi đổi. Trong phảng phất, hắn lại là cảm nhận được hiểu rõ đầu thực lực kinh khủng tồn tại đem hắn bao vây. Hắn nhìn một cái vậy bạch tuộc thi thể bể tan tành chỗ, xem ra, những quái vật này, là bị vậy mùi máu tanh hấp dẫn mà đến. Tới đạt nơi này sau đó,
phát hiện Diệp Thần hơi thở sau đó, chính là không chút do dự phát động công kích. Dẫu sao, Diệp Thần máu thịt đối với những người này mà nói, có thể là không thể so sánh món ăn ngon à. Diệp Thần trong mắt, bỗng nhiên bộc phát ra một hồi kim mang, ánh mắt xuyên thủng hắc ám, chỉ gặp ở hắn quanh thân, xuất hiện ba đầu biển sâu quái vật. Một đầu, giống như cá mập, nhưng trên da, nhưng sinh nhìn như vô cùng là cứng rắn phiến phiến thanh lân, trên đỉnh đầu, dài một cái một sừng. Một đầu khác, nhìn như thì giống như là to lớn rùa biển, nhưng dài một viên giống như dao long đầu lâu, vỏ rùa là lửa đỏ vẻ. Cuối cùng một đầu, quỷ dị nhất, lại là một cái sinh vật hình người, bề mặt bên trên, có đậm đà lông trắng, hai tay chỗ, sinh móng nhọn, trên cổ, nhưng dài một viên đầu cá, nhìn như, vô cùng quỷ dị. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, cả người linh lực phun trào. Mà vậy ba con quái vật, nhìn nhau một cái, lại là không hẹn mà cùng phát động công kích. Xem ra, bọn họ đã phát hiện Diệp Thần mạnh mẽ, muốn liên thủ giải quyết Diệp Thần sau đó, tranh cãi nữa đoạt chén cơm vật. Vậy một sừng cá mập, trên đỉnh đầu một sừng ánh sáng chớp mắt, đánh ra một đạo sấm sét, xích giáp long quy, chính là vỏ rùa bên trên, hồng mang đại thịnh, trong nháy mắt, chỗ này biển sâu nước biển, cũng xu hướng tại sôi trào. Một khắc sau, vậy vỏ rùa thượng hỏa quang bạo phát, bắn ra một đạo ngưng luyện hỏa trụ. Mà vậy cả người lông trắng người cá, lại là lấy tốc độ cực nhanh, di động đến Diệp Thần bên người, nhìn như, tựa như muốn cùng Diệp Thần thiếp thân sáp lá cà. Nhìn ba người này công kích, Diệp Thần khóe miệng, nâng lên vẻ lạnh như băng nụ cười, nếu đối với tự mình ra tay, hắn cũng không có thả qua những người này dự định. Trong tay, ngay tức thì bộc phát ra một hồi màu máu ánh sáng, kiếm ý ngút trời, hủy diệt lực, ngưng tụ trên đó, kiếm quang chuyển động gian. Vậy cả người thanh lân, nhìn như phòng ngự cực mạnh cá mập, lại là vô cùng sợ hãi ngay tức thì biến thành một hồi xương máu. Vậy xích giáp long quy thấy vậy, một đôi đậu xanh mắt tì hí bên trong, hiện ra vô cùng vẻ hoảng sợ, lại là rung đùi đắc ý, muốn phải hướng xa xa chạy trốn, có thể nó liên chuyển thân cũng không kịp, một cái đầu lâu, liền trực tiếp từ đưa ra giáp xác bên ngoài trên cổ rơi xuống. Trong chớp mắt, Diệp Thần lại là giết trong nháy mắt cái này hai đầu biển sâu cự thú. Vậy lại gần liền Diệp Thần bên người, một cặp móng, mới vừa dơ lên lông trắng người cá, giờ phút này, nhưng là sợ hãi đến cả người máu, cũng xu hướng tại động lại à. Làm sao có thể sẽ như vậy? Nó biết Diệp Thần là một người đến từ thần quốc loài người, thỉnh thoảng cũng sẽ có một ít nhân loại, tiến vào tương đối sâu vùng biển, nó cũng từng gặp qua. Nhưng mà ở nó ấn tượng bên trong, loài người là vô cùng yếu đuối chủng tộc à. Có thể trước mắt cái này tên nhân loại, nào có cái gì yếu đuối có thể nói. Thật là, khủng bố, cường đại đến không cách nào hình dung à. Thời khắc này nó, đối mặt Diệp Thần, tâm thần đều phải xu hướng tại hỏng mất à. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, lại là đem sát kiếm thu hồi, giơ tay lên một quyền, hướng vậy người cá đánh tới. Đối mặt Diệp Thần một quyền này, vậy người cá mang tai cá điên cuồng rung động, cả người máu gần như cháy, quanh thân lông trắng, ngay tức thì biến thành đỏ tươi vẻ. Con cá này người, là một loại biển sâu loại quái vật này một khi liều chết liều mạng lúc đó, cả người lông trắng, liền sẽ hóa thành đỏ tươi, bộc phát ra gấp mấy lần lực lượng. Vậy người cá lực lượng bạo tăng sau đó, tựa hồ tâm thần vậy ổn định một ít, trong miệng phát ra một tiếng thét điên cuồng. Hai móng bên trên, huyết quang chớp mắt, liền nghênh hướng Diệp Thần một quyền kia. Nó cá mắt bên trong, lóe lên vẻ dữ tợn, tựa như nói, loài người đáng chết, ta muốn cho ngươi vì ngươi khinh địch, trả giá thật lớn. Lông trắng hải thú hai móng bên trên, có kịch độc. Chỉ cần dính lần trước chút, thiên thần cảnh cường giả, đều không cách nào chịu đựng. Cái này lông trắng hải thú vô cùng oán hận nhìn chằm chằm Diệp Thần đánh tới quả đấm, chỉ cần đem Diệp Thần trên nắm tay ra phá vỡ, thắng lợi chính là mình. Đến lúc đó, nó nhất định phải từng miếng từ từ đem Diệp Thần máu thịt, nội tạng đều ăn sạch sẽ. Một khắc sau, lông trắng hải thú hai móng cùng Diệp Thần quả đấm, ầm ầm đụng nhau. Quái vật này cá mắt bên trong, đột nhiên bộc phát ra vẻ mừng rỡ như điên, nó thấy rõ Diệp Thần quả đấm, bị nó móng nhọn, vạch ra một vết thương. Nhưng, rất nhanh, nó trong mắt vui mừng, liền đọng lại. Diệp Thần vậy nhìn như bình thường trong quả đấm,
một cổ sơn hô hải khiếu vậy lực lượng cuộn sạch ra, ngay tức thì xâm nhập lông trắng hải thú trong cơ thể, đem máu thịt, xương cốt cũng nghiền hầu như không còn. Cái này lông trắng hải thú, thậm chí liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra, liền biến thành một hồi xương máu tiêu tán ở nước biển bên trong. Mà Diệp Thần trên tay vết thương kia, vậy nhanh chóng khép lại. Hắn sắc mặt nhàn nhạt, lấy thể chất làm sao sợ hãi còn con này lông trắng hải thú độc tố. Hắn không sợ nhất chính là độc. Tiêu diệt cái này ba con quái vật sau đó, Diệp Thần thân hình động một cái, tiếp tục hướng biển sâu bên trong lẻn đi. Vậy không biết có phải hay không bởi vì cái này ba đầu biển sâu quái thú tử vong, chấn nhiếp những cái kia đáy biển các sinh linh, sau trên đường, Diệp Thần ngược lại là không có đụng phải phiền toái gì. Sốt cuộc, mấy giờ sau đó, Diệp Thần trước mắt sáng lên, hắn mắt nhìn xuống dưới chân một tòa thật to, rộng lớn, bị vô số trôi lơ lửng ở đáy biển trân châu ánh sáng bao phủ đồ sộ thành phố lớn, đôi mắt không khỏi hơi sáng lên. Cái này, chính là biển thần thành. Thần biển thành, là hải tộc cư trú chỗ, nói là thành, thật ra thì có thể nói là toàn bộ hải tộc lãnh địa. Hải tộc mặc dù cá thể thực lực không kém, nhưng tổng thể số lượng cũng không coi là quá nhiều, toàn bộ cư ngụ ở thần biển trong thành. Thần biển thành kiến trúc, toàn thân lấy một loại giống như băng tinh màu xanh ra trời tinh thạch đúc, hết sức tinh xảo hoa mỹ, kiến trúc trùng điệp cực kỳ rộng lớn, một mắt, thậm chí cũng xem không thấy cuối. Cả tòa thần biển thành phía trên, bị một cái màu xanh nhạt màn sáng bao phủ, chắc là hải tộc nơi bố trí hộ thành đại trận. Lấy Diệp Thần thực lực, tự nhiên có thể trực tiếp phá trận mà vào, nhưng là, hắn dẫu sao là tới mời hải tộc trợ giúp, cho nên không dự định như vậy đường đột. Hắn ánh mắt đảo qua, tìm được cửa thành lối vào, thân hình động một cái, liền hướng cửa thành bơi đi. Lúc này, nơi cửa thành, đứng trước hai người dung mạo nhìn qua cùng nhân loại không kém nhiều, nhưng da thịt xanh nhạt, tóc xanh đậm phái nam hải tộc. Cái này hai người hải tộc, mặc áo giáp, tay cầm dài mâu, vừa thấy chính là cái này thần biển thành canh phòng. Bên trái tên kia thân hình cao lớn, tên là Thủy Nguyên, bên phải tên kia gầy đét chút tên là Thủy Hoán. Nước Nguyên cùng nước Hoán, hôm nay cũng là một bộ vô cùng buồn chán hình dáng, đang ngáp tán gẫu. Bọn họ hải tộc từ thời đại thượng cổ, cũng đã ngang dọc đúng cái hải vực, cái này biển sâu bên trong quái vật, nào còn có dám mạo hiểm phạm thần biển thành. Cũng không biết tại sao, thành chủ còn muốn phái người ở chỗ này canh giữ, không phải hơn này một lần hành động sao? Chẳng lẽ còn thật có đồ không có mắt, chạy đến bọn họ thần biển thành đến tìm chết? Ngay tại lúc này, nước Nguyên cùng nước Hoán, đều là thần sắc động một cái, hướng cách đó không xa nhìn, chỉ gặp một đạo thân ảnh, đang chậm rãi bơi đến bọn họ trước mắt. Hai người nhìn đạo thân ảnh kia, đều là không khỏi được sững sốt một chút, cơ hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt. Lại thật sự có cái gì tới? Lúc này, nước Nguyên cùng nước Hoán trên mặt đều là dâng lên một hồi vẻ hưng phấn, tay cầm dài mâu hô quát một tiếng, trực tiếp vượt qua pháp trận, hướng Diệp Thần lướt đi. Ở bọn họ xem ra, cái này biển sâu bên trong, trừ bọn họ hải tộc, đều là một ít chỉ biết giết hại quái vật, hải thú thôi, nào có cái gì có trí khôn chủng tộc. Nếu chạy đến bọn họ thần biển thành tới, đương nhiên là trực tiếp giết. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ thủ thành thủ được cũng không có trò chuyện chết, tự nhiên, muốn tìm chút vui. Nguyên bản, đang muốn thông báo vào thành Diệp Thần, nhìn hai người đánh tới hải tộc, không khỏi được nhướng mày một cái này hải tộc không nói hai lời, liền trực tiếp giết đi lên. Hắn sắc mặt trầm xuống, khẽ quát một tiếng nói, người cùng dừng tay. Hai người hải tộc nghe vậy, thân hình không khỏi ngưng một cái, đều có chút hoài nghi mình lỗ tai, trước mắt cái này tướng mạo cổ quái người, lại biết sử dụng bọn họ hải tộc ngôn ngữ. Cái này, nhưng mà những quái vật kia không làm được à? Hình ngàn hàn giao cho Diệp Thần thần biển thành chỗ ở bản đồ đồng thời, vậy cầm ghi chép hải tộc ngôn ngữ ngọc giản, cùng nhau cho Diệp Thần, lấy Diệp Thần thần niệm mạnh, dễ dàng liền nắm giữ. Diệp Thần nhìn trước mắt hai người hải tộc, không khỏi ánh mắt nhỏ tránh, cái này hai người xem giữ cửa thành hải tộc, bất ngờ thực lực đều không yếu. Nói cách khác, trong thành, nhất định có càng cường đại hơn hải tộc tồn tại, thậm chí hải tộc bên trong, có thể tồn tại cao cấp cường giả. Suy nghĩ một chút ngược lại cũng bình thường, hải tộc từ thời đại thượng cổ, liền không có tham dự nhân ma đại chiến, hắn võ đạo nội tình truyền thừa đến nay,
chưa bao giờ xuất hiện qua đứt đoạn. Cho nên, hải tộc tổng thể thực lực, xa ở nhân tộc cùng yêu tộc bên trên, đây cũng là tại sao, thanh đế các người ban đầu ngăn cản Diệp Thần tới thần biển thành nguyên nhân. Diệp Thần hướng về phía vậy hai người hải tộc mở miệng nói, ta tên là Diệp Thần, đến từ thần quốc, lần này tới, là muốn cùng thần biển thành thành chủ vừa gặp. Nước Nguyên cùng nước Hoán nghe vậy, lúc này trong mắt lóe lên lãnh ý, nhân tộc. Đó là cái gì chủng tộc? Ha ha, bất quá, bỏ mặc Diệp Thần là chủng tộc gì, vừa lên tới, thì phải gặp thành chủ của bọn họ. Đây là đang khôi hài sao? Hải tộc không một không phải vô cùng kiêu ngạo. Hắn thống ngự biển sâu vô số năm tháng, đã sớm đem bổn tộc coi là cái này người thống trị thế giới, nơi nào còn sẽ đem cái khác chủng tộc coi vào đâu. Đây là, nước Hoán trong mắt đột nhiên thoáng qua một vẻ bừng tỉnh mở miệng nói, nhân tộc. Ta nghe nói qua, nghe nói, cái chủng tộc này vô cùng yếu đuối, nhưng thích đùa bỡn thủ đoạn, chơi tâm cơ, là chúng ta hải tộc nơi khinh thường. Vừa nói, hai người nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt vẻ châm chọc càng đậm. Nước Nguyên cũng là cười lạnh một tiếng nói, à, chính là trên thời xưa, cái đó bị thiên ma nhất tộc thiếu chút nữa diệt tộc nhân tộc. Ha ha, ta nghe nói vậy người nhỏ yếu tộc, căn bản không cách nào tiến vào biển sâu à. Tiểu tử, ngươi nhưng mà để đùa bỡn bọn ta. Diệp Thần nghe được hai người hải tộc, nhục mạ nhân tộc, không khỏi được sắc mặt âm trầm, nhưng vẫn mở miệng nói, ta nhân tộc cũng không phải là như vậy, mà ta, vậy là thật có chuyện muốn gặp thành chủ. Câu câu là thật. Nếu là có thể, hắn tận lực không muốn cùng hải tộc sinh ra mâu thuẫn, hắn lần này tới, không chỉ là vì biển sâu huyền tinh thiết, đồng thời, vậy muốn lấy được hải tộc trợ giúp, liên thủ đối phó vực ngoại thiên ma. Nếu như thành công, không thể nghi ngờ là làm người tộc, tăng thêm một người cường viện. Có thể nước Nguyên cùng nước Hoán nghe vậy, nhưng là vui vẻ cười to đứng lên, vô cùng là khinh miệt nhìn Diệp Thần nói, có chuyện. Một mình ngươi tộc. Có thể có chuyện gì? Kêu ngươi trở về, ngươi đi trở về. Diệp Thần nhướng mày một cái, bất quá thần sắc lại không có quá lớn thay đổi, tiếp tục nói, nếu thành chủ không có ở đây, có thể hay không để cho ta tạm thời vào thành chờ đợi. Hai người hải tộc nghe vậy, hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều là lóe lên một chút lửa giận. Thằng nhóc này, làm sao không biết tốt xấu như thế? Cũng gọi hắn trở về, còn cứng rắn muốn nương nhờ bọn họ thần biển thành. Nhân tộc quả nhiên và trong truyền thuyết như nhau không biết xấu hổ. Loại rác dưới này chủng tộc, tự nhiên là không cho phép bước vào bọn họ thần biển thành, nếu không, thần biển thành há chẳng phải là đều bị hắn làm bẩn. Nước Nguyên ánh mắt âm hàn nhìn Diệp Thần, chợt quát lên, thằng nhóc, ngươi là điếc. Lão tử kêu ngươi trở về, không nghe được, thừa dịp chúng ta còn không có nổi giận, nhanh chóng cho ta cút. Dứt lời, hắn sắc mặt dần dần dữ tợn. Cả người xương cốt ken két vang dội nói, vẫn là nói, người muốn ta tự mình mời ngươi trở về. Diệp Thần mặt không thay đổi nhìn nước Nguyên, nhàn nhạt nói, ngươi như không muốn chết, liền mở cửa thành ra, thả ta đi vào. Lần này chiến tranh, cùng hải tộc không liên quan, mà Diệp Thần đi tới thần biển thành, là có chuyện muốn nhờ, cho nên hắn lấy lễ đối đãi. Nhưng mà, mọi việc, đều có một hạn độ. Nếu như cho mặt không biết xấu hổ nói. Như vậy, chính là mạnh cướp, Diệp Thần cũng phải đem cái này biển sâu huyền tinh thiết, được tới trong tay. Cái này huyền tinh thiết, quan hệ đến thần quốc vô số sinh linh sinh tử tồn vong, hắn cướp thì đã có sao? Có thể vậy hai người hải tộc nghe vậy, nhưng là ngay tức thì giận dữ. Đặc biệt là nước Nguyên. Hắn thân là thủ thành hải tộc, ở toàn bộ hải tộc bên trong, cũng coi là có chút địa vị tồn tại, hiện tại. Một cái rác dưới đến không thể lại rác dưới loài người, lại uy hiếp mình. Cái này làm cho nước Nguyên, như thế nào có thể nhẫn? Lúc này, nước Nguyên cả người linh lực, như cuồng đào cự lãng vậy cuồn cuộn, hướng về phía Diệp Thần giận dữ hét, loài người đáng chết, nếu, ngươi hết lần này tới lần khác tự tìm cái chết, vậy ta sẽ đưa ngươi lên đường đi. Trong tay hắn dài mâu điệu múa, mũi nhọn tràn ra, mãnh liệt võ đạo ý vận, ở trong nước chập chờn. Lại là phối hợp quanh thân nước gợn, hơi biến hóa, trong nháy mắt, Diệp Thần chỉ cảm thấy, theo nước Nguyên giải mâu biến hóa, toàn bộ biển sâu, tựa hồ cũng thành mình kẻ địch. Diệp Thần con người hơi co lại, cái này hải tộc võ đạo, quả nhiên không giống vật thường, nho nhỏ một người thủ thành hải tộc,
hắn chiêu thức đều đang đến có thể dẫn động phương này biển sâu bước. Bất quá, đây là so sánh với nhân tộc võ đạo mà nói. Đối với Diệp Thần, cái này nhanh chóng chém tới một mâu, giống vậy tràn đầy sơ hở. Thậm chí, liền né tránh cần thiết cũng không có. Mà Nước Nguyên nhìn đối mặt cái này một mâu, không nhúc nhích Diệp Thần, nhưng là cười nhạt không dứt, phế vật quả nhiên chính là phế vật, ở mình công kích trước mặt, thân thể cũng cứng lên chứ. Ha ha, nhưng mà bây giờ hối hận, đã quá muộn. Một khắc sau, dài mâu nhắm thẳng vào Diệp Thần nơi cổ, Nước này Nguyên ra tay lại là vô cùng tàn nhẫn, muốn trực tiếp đem Diệp Thần đầu lâu chém xuống. Sẽ ở đó dài mâu sắp trúng mục tiêu Diệp Thần ngay tức thì, Diệp Thần, rốt cuộc động. Hắn nhìn như tùy ý khoát tay, một quyền, hướng vậy dài mâu đánh tới. Nước Nguyên cùng Nước Hoán trên mặt vẻ khinh thường, hơn nữa đậm đà. Chỉ bằng cái này bình thường một quyền, cũng muốn ngăn trở hắn tấn công. Thật là đang nằm mơ. Diệp Thần quả đấm, đụng vào dài mâu mâu chuôi trên, toàn bộ biển sâu, ở một tích tắc này, tựa như, cũng làm đông. Nước Nguyên trên mặt, vậy vẻ châm chọc, ngay tức thì động lại, sau đó, bể tan tành. Phá bể thành nồng đậm sợ hãi. Ầm một tiếng vang thật lớn, ở biển sâu bên trong chấn động, mãnh liệt tiếng sóng, thậm chí đều dao động bảo vệ thần biển thành đại trận màn sáng, một đạo bóng người màu xanh ra trời. Giống như đạn đại bác vậy đảo phi nhi xuất, hung hăng đụng ở sau lưng hộ thành màn sáng bên trên. Thân ảnh kia, chính là Nước Nguyên. Lúc này, hắn cả thân xương cốt, nội tạng, đều ở đây Diệp Thần dưới cự lực, hoàn toàn nghiền, trên mình vậy kiện khôi giáp, đã sớm biến thành chấm quang trần tiêu tán, hắn cả người, chậm rãi từ trên màn sáng trượt rơi xuống, giống như là một bãi bùn nát vậy. Diệp Thần một quyền kia bên trong ẩn chứa một chút hủy diệt mộ đạo. Mặc dù tạm thời không có giết chết Nước Nguyên, nhưng, hắn muốn khôi phục, nhưng gần như là không thể nào. Mà Nguyên bản đã làm xong thấy Diệp Thần bị chém đầu Nước Hoán, lúc này, nhưng là mặt đầy đờ đẫn vẻ nhìn Diệp Thần, chút nào không để ý tới rõ ràng, mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Tại sao có thể như vậy? Không phải nói, nhân tộc đều là vô cùng nhỏ yếu hạng người sao? Không phải nói, nhân tộc chỉ sẽ đùa bỡn chút mánh khóe nhỏ. Liền biển sâu cũng vào không được sao. Có thể trước mắt tên này nhân tộc nam tử, nhưng là một quyền trực tiếp đem Nước Nguyên giết trong nháy mắt à. Ở nơi này là cái gì nhỏ yếu hạng người? Thật là mạnh phải làm hắn run rẩy à. Diệp Thần liếc Nước Hoán một mắt, nhàn nhạt nói, hiện tại, ta có thể vào thành sao? Cái này biển sâu bên trong, Diệp Thần thực lực, quả thật vậy được một chút áp chế, nhưng đối với chi tiền bọn họ cái này loại tồn tại. Cần dùng đến thực lực sao? Nước Hoán ở Diệp Thần ánh mắt dưới, nào còn có chút nào kiêu căng. Cả người, xem một cái phát run cá vàng như nhau, hoảng vội vàng gật đầu nói, có thể. Có thể, ta cái này thì là ngài thông báo. Hắn xoay người ngay tức thì, đôi mắt bên trong, nhưng là mơ hồ hiện lên vẻ oán độc, loài người đáng chết, người bị thương nặng hải tộc, còn muốn vào ta thần biển thành. Ha ha, đi vào dễ dàng. Đi ra có thể không có dễ dàng như vậy liền à. Rất nhanh, Diệp Thần ngay tại Nước Hoán dưới sự hướng dẫn, tiến vào thần biển trong thành, đi tới một tòa thật to, tuyệt đẹp cung điện trước. Nước Hoán có chút miễn cưỡng nặn ra một nụ cười châm biếm nói, Diệp công tử, nơi này chính là phủ thành chủ, mời ngài ở trong đó, hơi làm chờ đợi, thành chủ lập tức tới ngay. Diệp Thần nhìn Nước Hoán một mắt, không có nói gì nhiều, bước vào trong đại điện, tùy ý ngồi xuống. Một người hải tộc thị nữ đi tới trước, bưng lên một loại biển sâu bên trong đặc sản linh quả, có chút hiếu kỳ đánh giá Diệp Thần. Qua không lâu, ngoài cửa liền vang lên trận loạt tiếng bước chân, người tới, hiển nhiên không chỉ một. Những thứ này tiếng bước chân, vây quanh ở phía ngoài cung điện, lại là đem chỗ này cung điện, hoàn toàn bao vây. Bất quá, Diệp Thần thần sắc, nhưng không có biến hóa chút nào, lẳng lặng ăn trong tay linh quả. Một người vóc người da thịt cùng tầm thường hải tộc không cùng, khá là trắng nõn xinh đẹp hải tộc cô gái, mang Nước Hoán, đi vào. Cái này cô gái xinh đẹp, cùng Nước Hoán không cùng, lại là mặc cả người cẩm bào, nàng đôi mắt híp lại đánh giá Diệp Thần, mở miệng nói, người nói chính là hắn. Nước Hoán gật gật đầu nói, không tệ, Long tiểu thư, chính là hắn đả thương Nước Nguyên, mạnh xông ta thần biển thành. Long tiểu thư nghe vậy,
mặt không thay đổi liếc mắt một cái Nước Hoán nói, các ngươi hai cái liền một người hỗn độn cảnh sơ kỳ tồn tại, cũng không ngăn được, muốn các ngươi thì có ích lợi gì. Nước Hoán nghe vậy, có chút sợ hãi cúi đầu nói, Long. Long tiểu thư có chỗ không biết, thằng nhóc này, quỷ dị rất, cả người cự lực, vô cùng là khủng bố. Lực lượng sao? Cái này Long tiểu thư nghe vậy, nhưng là cười lạnh một tiếng, hướng Diệp Thần đi tới. Diệp Thần nhìn về phía cái này cô gái xinh đẹp nói, ngươi chính là Biển Thần Thành thành chủ. Vậy Long tiểu thư ở chủ tọa thượng tọa hạ, lắc đầu nói, ta không phải, bất quá, thành chủ là ta phụ thân, ta ở nhà, đứng hàng thứ ba, tên là Long Hy Việt, ngươi kêu Diệp Thần. Ngươi tới ta hải tộc, không biết có chuyện gì. Trong đại điện Nước Hoán thấy vậy, có chút không hiểu nhìn về phía Long Hy Việt, con rồng này nhà Tam tiểu thư, từ trước đến giờ lấy tánh tình tàn bạo. Cậy mạnh tự do phóng khoáng nổi danh à, làm sao sẽ cùng thằng nhóc này nói tới nói lui. Ở Nước Hoán muốn đến, Long Hy Viện hẳn trực tiếp đem Diệp Thần tứ chi cắt đứt, giải vào tù bên trong mới được. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Long Hy Viện nói, Long tiểu thư có biết, vực ngoại thiên ma sắp xâm lược thần quốc và linh võ đại lục. Long Hy Viện gật gật đầu nói, ừ, có nghe thấy, bất quá cùng chúng ta hải tộc không có quan hệ gì chứ. Diệp Thần lắc đầu nói, cũng không thể như thế nói, lần trước ma tộc không có đối với hải tộc ra tay, là bởi vì là có người tộc thả giao chiến, có thể nếu như lần này, vực ngoại thiên ma thành công xâm lược, đem nhân tộc đánh bại sau này thì sao? Long tiểu thư có thể bảo đảm, hải tộc có thể may mắn tránh khỏi. Long Hy Viện nghe vậy, cười ha ha một tiếng nói, cái này liền không cần Diệp công tử lo lắng, chúng ta hải tộc, đối với ở biển sâu ở giữa chiến đấu, có tuyệt đối tự tin. Diệp công tử lần này tới, chính là mời ta hải tộc trợ giúp nhân tộc đối kháng vực ngoại thiên ma. Diệp Thần sau một hồi trầm mặc, tiếp tục nói cái này là một, trọng yếu hơn chính là, người chúng ta tộc vì đối kháng vực ngoại thiên ma, cần biển sâu huyền tinh thiết chế tạo vũ khí. Biển sâu huyền tinh thiết. Long Hy Viện con người hơi co giúp lại nói, Diệp công tử có biết, cái này biển sâu huyền tinh thiết là ta hải tộc thánh vật. Cũng không phải là người nào muốn. Liền cho người đó. Ngươi xác định ngươi có tư cách. Ngươi xác định ngươi có tư cách. Nghe được đối phương những lời này, Diệp Thần vung tay lên, mấy cái hộp ngọc xuất hiện ở Long Hy Viện trước mặt, nhàn nhạt nói, ta có thể dùng trong tay tài nguyên, cùng Long tiểu thư trao đổi, ta tin tưởng những tư nguyên này, vậy là biển sâu bên trong không có, Long tiểu thư có thể trước xem. Long Hy Viện nghe vậy, có chút hiếu kỳ cầm lên một cái trong đó hộp ngọc mở ra, một khắc sau, một tiếng phượng hót, vang khắp thần biển thành hộp ngọc kia bên trong, là một bụi năm màu kỳ hoa, đóa hoa bên trên, thiêu đốt năm màu ngọn lửa kia không ngừng chớp động, giống như bay cao bên trong phượng hoàng vậy. Hộp ngọc này vừa mở ra, toàn bộ cung điện bên trong nước biển, tựa hồ cũng muốn làm sôi trào. Nguyên bản, còn thần sắc lạnh nhạt Long Hy Việt, nhìn hộp ngọc bên trong kỳ hoa, nhưng là mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên, kinh hô, vạn năm phượng hoàng hoa. Lại là vạn năm phượng hoàng hoa. Cái này phượng hoàng hoa, cũng thật là nàng cần vật, vậy chỉ sinh trưởng ở đất liền bên trên. Long Hy Viện tỉnh bơ đem mấy cái hộp ngọc từng cái xem qua, trong mắt vui mừng càng ngày càng đậm. Một lát sau, nàng lại là không khách khí chút nào đem mấy cái hộp ngọc, từng cái thu hồi, hướng về phía Diệp Thần cười nói, không sai, rất tốt, Diệp công tử trong tay, nhưng còn có khác chân bảo. Diệp Thần thấy vậy nhướng mày một cái, bất quá, nhưng không có nói gì nhiều, mà là gật đầu nói, đồ ta còn có rất nhiều, bất quá, Long tiểu thư, cũng hẳn để cho ta xem vậy biển sâu huyền tinh thiết chứ. Hắn chém giết rất nhiều chí cường tồn tại, thậm chí bao gồm thiên thần cảnh thượng cổ người bảo vệ, mảnh đất này trên bảo vật, Diệp Thần trong tay, tự nhiên không thiếu. Long Hy Viện nghe vậy, cười ha ha một tiếng nói, ngược lại là ta đường đột. Diệp công tử theo ta đi. Dứt lời, lại thật dẫn Diệp Thần, đi ra ngoài. Đứng ở trong điện Nước Hoán, ngây ngốc nhìn bóng lưng của hai người, Long Hy Viện lại là thật phải dẫn Diệp Thần đi lấy vậy biển sâu huyền tinh thiết. Rất nhanh, ở Long Hy Viện dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần liền đi tới thần biển trong thành lòng đất dưới, đất này để chỗ lại là hoàn toàn khô ráo, ngăn cách nước biển. Hai người đi ở một cái thật dài đường lót gạch bên trong. Đi tới một miếng đen nhánh đổ sộ trước cửa. Long Hy Viện đối với Diệp Thần cười nói, nơi này, chính là chúng ta chứa huyền tinh thiết chỗ.
Dứt lời, nàng lấy ra một quả lệnh bài, tay nặn pháp quyết, ở hắn thúc dục dưới, vậy nặng nề đen nhánh cự môn, từ từ mở ra. Long Hy Viện chìa tay ra nói, Diệp công tử, mời. Diệp thần nhìn Long Hy Viện một mắt, ánh mắt hơi lóe lên, bất quá, vẫn bước vào trong đó. Cửa này sau đó, là một nơi vô cùng là đại sảnh rộng rãi, mà ở phòng khách bên trong, bất ngờ còn có một đạo thông hướng lòng đất chỗ sâu hơn nấc thang. Diệp thần đi xuống nấc thang, không lâu lắm, liền tới bậc thang phần đáy, nơi này đã là lòng đất chỗ cực sâu, hắn trọng lực so với vậy biển sâu, còn kinh khủng hơn. Một bước vào nơi này, Diệp thần con ngươi, chính là một hồi co rúm lại. Ở hắn xuất hiện trước mắt, bất ngờ, là một cỗ hài cốt. Một cụ vô so vô cùng khổng lồ hài cốt. Vậy thi hài hình dáng, nhìn qua, cùng nhân loại tựa hồ có mấy phần tương tự, chỉ là đầu lâu trên, sinh đối với thật dài răng nanh. Nhìn như, giống như một đầu cự viên xương cốt vậy. Mà ở nơi này tái nhợt xương cốt bên trên, quấn vòng quanh mấy đạo màu máu đỏ xiềng xích. Diệp thần xoay người, nhìn về phía sau lưng mặt nở nụ cười Long Hy Viện nói, Long tiểu thư, nơi này tựa hồ không phải vậy biển sâu huyền tinh thiết chỗ chứ. Long Hy Viện cười nhạt một cái nói, quả thật không phải, bất quá nhưng là một cái rất thích hợp Diệp công tử ngươi ở địa phương à, ha ha, Diệp công tử có biết, đầu này cự viên là làm sao chết ở chỗ này. Vạn năm trước, đầu này cự viên và ngươi như nhau, dựa vào cả người cự lực, tới ta hải tộc đòi biển sâu huyền tinh thiết, lúc ấy, nhưng mà khuấy được ta thần biển thành, một hồi long trời lở đất à. Nhưng mà đâu, cái này cự viên, lại có điểm ngu xuẩn, bị ta hải tộc dẫn nhập đất này để, miễn cưỡng vây chết ở chỗ này. Đất này để chỗ, chính là tộc ta giam cầm một đầu nghiệt long cúi, mà vậy hài cốt trên xiềng xích, liền là dùng để khóa long buộc long tìm. Nói tới chỗ này, Long Hy Viện thanh âm, bỗng nhiên âm hàn xuống nói, cái này buộc long tìm, là ta hải tộc tổ tiên chế tạo thần vật, chỉ cần ở nơi này lòng đất chỗ. Liền có thể cực lớn trình độ hạn chế bị trói người lực lượng, ha ha, đều nói nhân tộc thích đùa bỡn tâm cơ thủ đoạn. Diệp công tử, ta làm sao cảm thấy ngươi so năm đó đầu kia cự viên còn càng ngu xuẩn đâu. Nàng vừa dứt lời, trong tay pháp quyết cùng nhau, vậy cự viên hài cốt thi trên người xiềng xích, ngay tức thì huyết quang lớn thả, lại là thuấn di vậy xuất hiện ở Diệp thần trên thân hình, đem vững vàng bó buộc ở. Ổ khóa này xuất hiện ở trên người ngay tức thì. Diệp thần ánh mắt chính là trầm xuống, trong cơ thể lực lượng, lại là bị hạn chế 80% chi hơn. Long Hy Viện thấy vậy, chính là hoàn toàn xé rách ngụy trang, vô cùng là khinh miệt nhìn Diệp thần, nói, một cái thần quốc con kiến hôi, cũng dám hướng ta hải tộc đòi biển sâu huyền tinh thiết. Loài người các ngươi sống chết, và ta hải tộc, có quan hệ gì? Tiểu tử, hiện đang chủ động đem trên mình ngươi bảo vật toàn bộ giao ra, bổn tiểu thư còn có thể cân nhắc. Để cho ngươi chết được ung dung một chút, đừng xem đầu kia cự viên như nhau, bị chúng ta miễn cưỡng hành hạ vạn năm, mới chết. Diệp thần nhìn trên người xiềng xích, yên lặng không nói. Long Hy Viện thấy vậy, hơn nữa đắc ý nói, thằng nhóc, ngươi ở cửa thành bên ngoài không phải rất cuồng sao? Không phải trực tiếp tổn thương người, mạnh xông ta thần biển thành sao? Tiếp tục cuồng à, tại sao không nói chuyện? Diệp thần chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Long Hy Viện nói, biển sâu huyền tinh thiết, ta thế ở tất được, như có cần phải, ta có thể làm đem thần biển thành trên dưới, tàn sát hầu như không còn. Lời vừa nói ra, phảng phất có một hồi từ U Minh thổi tới gió bão, ở Long Hy Viện trong lòng cuồng quyển, nàng nguyên bản lời vừa tới miệng tiếng nói, lại là miễn cưỡng mắc kẹt ở cổ họng gian. Diệp thần thần sắc, nhìn như vô cùng là bình thản, thậm chí ánh mắt cũng không có so trong suốt. Chút nào sát ý không có. Có thể. Chẳng biết tại sao, Long Hy Viện trực giác, nhưng ở nói cho nàng, Diệp thần không phải ở trang. Hắn là thật có chút biển sâu huyền tinh thiết, giết hết thần biển thành trên dưới dự định à. Long Hy Viện ở thần biển trong thành, gần đây lấy cậy mạnh, ngang ngược nổi danh, có thể hiện tại, đối mặt trước mắt tên này thần sắc lạnh nhạt nhân tộc nam tử, nàng, nhưng là sợ, phát ra từ nội tâm sợ. Ước chừng, liền bởi vì Diệp thần một câu nói. Long Hy Viện lại là theo bản năng, lui về phía sau một bước. Làm nàng kịp phản ứng sau đó, hắn trắng nõn khuôn mặt bên trên, ngay tức thì thiêu đốt lên liền lửa giận nồng đậm. Nàng đường đường thần biển thành thành chủ nhà tam tiểu thư,
lại bị Diệp Thần một câu nói dọa lui. Cái này, đối với kiêu ngạo Long Hy Viện mà nói, đơn giản là cực lớn làm nhục. Long Hy Viện cổ tay lộn, một chuôi màu băng lam trường kiếm, xuất hiện ở trong tay, trên trường kiếm thần phong lưu chuyển, chung quanh không gian, ở kiếm quang dưới lại là tự đi bể tan tành trước, có thể gặp cái này thanh trường kiếm, sắc bén đến trình độ nào. Đồng thời, trên trường kiếm, tản ra một cổ vô cùng cường đại khí lạnh. Diệp Thần nhìn Long Hy Viện trường kiếm trong tay, ánh mắt sáng lên, cái này thanh trường kiếm bất ngờ là một kiện vượt qua đạo khí vũ khí, hơn nữa, Diệp Thần từ trên trường kiếm cảm nhận được liền một cổ ba động kỳ dị. Chắc hẳn, cái này thanh trường kiếm chính là lấy biển sâu huyền tinh thiết chế tạo vật. Long Hy Viện tay cầm trường kiếm, hướng về phía Diệp Thần gầm hét lên, đáng chết phế vật, đến loại thời điểm này, còn dám phô trương thanh thế. Không thể không nói, người biểu diễn kỹ xảo rất tốt, thiếu chút nữa thì lừa được bổn tiểu thư, vì để đạt được an toàn, bổn tiểu thư, hiện tại thì phải đưa ngươi chết đi, ngươi hài lòng chưa? Một khắc sau, một đạo kiếm ý gió bão, trong lòng đất cuộn sạch, hư không điên cuồng vỡ vụn, nhưng càng làm cho người kinh hãi phải, đất này để chỗ mặc dù không có nước, có thể ở kiếm ý này hiện lên ngay tức thì, Diệp Thần, lại là mơ hồ có một loại cảm giác hít thở không thông. Tựa như, ở trước mặt hắn không phải một người một kiếm, mà là đối mặt một phiến sóng lớn mãnh liệt, tùy thời có thể đem cả thế giới nuốt mất mênh mông biển khơi vậy. Rất mạnh. Long Hy Viện mặc dù chỉ là thiên thần cảnh nhất tầng thiên võ giả, nhưng một kiếm này uy lực, thậm chí có thể cùng Dư Thịnh công kích, tương đề tịnh luận. Dư Thịnh nhưng mà vực ngoại và thượng giới võ giả à. Có thể gặp Long Hy Viện kiếm pháp, đến kinh khủng dường nào tầng thứ. Nhưng, đối mặt một kiếm này, Diệp Thần thần sắc vẫn là lạnh nhạt như vậy. Đưa ta đi chết. Diệp Thần nhìn một kiếm chém tới Long Hy Viện, nhàn nhạt nói, ngươi, xứng sao? Trong tay hắn, xuất hiện một chuôi đen nhánh trường kiếm, chính là sát kiếm. Chân võ ý, kích động ra. Nguyên bản, vậy bao phủ toàn bộ lòng đất, mênh mông vậy kiếm ý, lại là ngay tức thì bị Diệp Thần võ ý chân áp xuống, tiêu tán không còn một mống. Sát kiếm bên trên, tia máu lớn thả, hủy diệt mộ đạo hơi thở, giống như tới từ địa ngục bóng mở vậy, ở đạo quang bên trong dâng lên. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Long Hy Viện, mặt đầy rét lạnh mở miệng nói, ai cùng ngươi nói ta mạnh nhất là lực lượng. Một kiếm này, cực nhanh, thậm chí so Long Hy Viện trên mặt biến hóa còn nhanh. Nguyên bản còn mặt đầy tàn nhẫn vẻ Long Hy Viện, lúc này, đối mặt Diệp Thần một kiếm này, nhưng giống như là thấy được tử thần vậy, sắc mặt ngay tức thì trắng bệch, trong mắt, tràn đầy đậm đà đến không cách nào hình dung sợ hãi, liền kiếm ý đều bắt đầu không yên. Càng cường đại võ giả, mới càng có thể cảm nhận được Diệp Thần một kiếm này bên trong, hàm chứa kinh khủng bực nào lực lượng. Long Hy Viện đánh ra như biển kiếm mang, lại là ở Diệp Thần kiếm quang bên trong, điên cuồng bể tan tành trước, nàng thậm chí liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, sẽ bị Diệp Thần kiếm quang, hoàn toàn chiếm đoạt. Nàng biết, nếu là thật như thế, đợi chờ mình chỉ có chết. Nhưng vào lúc này, trong hư không, truyền ra một tiếng quát to nói, dưới kiếm lưu người. Một đạo thân ảnh, không khỏi xuất hiện ở Long Hy Viện trước người, đối mặt Diệp Thần một kiếm này, người này sắc mặt đông lại một cái, nhưng là không có lui về phía sau, tay cầm một chuôi lóe lên vô số màu tím minh văn trường kiếm, cả người linh lực phóng lên cao, hướng về phía kinh khủng kia kiếm mang, một kiếm đâm ra. Ánh sáng tím triệt, tiếng rồng ngâm dậy, kèm theo một kiếm này đánh ra. Một đạo màu tím kiếm long, gào thét ra, cùng Diệp Thần chém ra kiếm mang, hung hăng đụng nhau. Một cái đụng này, nhưng là không có phát ra bất kỳ tiếng thở, ánh sáng tím kiếm long cùng Diệp Thần kiếm mang, lẫn nhau mất đi trước, cuối cùng, hai người cũng hóa thành hư không, tiêu tán ở trong không khí. Cái này nhìn như không có chút nào thanh thế nhất kích, trên thực tế nhưng là đem đất này để dưới hư không, cũng chấn thành nghiền, tòa kia từ lúc thượng cổ thì đã tồn tại. Dùng để trói buộc nhiệt long hầm giam, ở hai bên nhất kích dưới, lại là hoàn toàn sụp đổ. Mà Long Hy Viện lại là ở hai bên giao thủ uy lực còn lại dưới, cả người máu thịt bể tan tành, điên cuồng lui ngược lại, ngã nhào trên đất, hơi thở yếu ớt. Xuất hiện ở Long Hy Viện trước người, là một người trung niên hải tộc nam tử, hắn màu da so cái khác hải tộc, sâu hơn túy một ít, màu băng lam con ngươi thần quang chạm chạm, khí tức quanh người, giống như vực sâu.
làm người ta không dám nhìn thẳng. Tên này hải tộc người trung niên, bất ngờ là một người thiên thần cảnh trung kỳ tồn tại. Nhưng lúc này, cái này người trung niên nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, nhưng là vô cùng được ngưng trọng. Mới vừa rồi một kiếm kia, để cho hắn đều cảm giác được nguy hiểm. Cái này, vẫn là ở Diệp Thần lực lượng hạn chế dưới tình huống à. Nếu như Diệp Thần trạng thái tột cùng một kiếm, liền hắn cũng không có đem cầm có thể hoàn toàn tiếp theo. Dưới kiếm lưu người. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, tùy ý đem trên người buộc long tìm, chém vì nghiền, hủy diệt mộ đạo vốn là hết thảy trói buộc khắc tinh. Người có tư cách để cho ta lưu không? Diệp Thần đem những lời này trả lại cho đối phương. Buộc long tìm vừa vỡ, Diệp Thần liền trực tiếp đánh về phía trung niên kia người cùng long hy viện, tuyệt mạnh yêu khí từ trong cơ thể mãnh liệt ra, thiên yêu thân thể phát động, tầng 7 huyết quang hiện lên bề mặt, giống như thiên thần hạ xuống. Phá thiên lực ở huyết mạch bên trong điên cuồng phun trào. Lưu người. Diệp Thần, đã sớm cảm nhận được cái này thần biển trong thành có một người cường giả, từ vừa mới bắt đầu liền chú ý tới mình, có thể cuối cùng, bất luận là thủ thành hải tộc đối với tự mình ra tay, vẫn là Long Hy Viện đem mình dẫn tới cái này sâu trong lòng đất, cái này người trung niên nhưng có ngăn cản. Đến hiện tại thì phải để cho hắn lưu người. Thật làm hắn Diệp Thần là trái hồng mềm, ai cũng có thể bóp nhẹ. Hắn Diệp Thần cho tới bây giờ không phải người tốt lành gì. Hắn không thích giết chóc, nhưng cũng không phải thánh nhân gì, thánh mẫu, nếu như nhất định phải đem thần biển thành tàn sát hầu như không còn, mới có thể cứu linh võ đại lục và thần quốc hàng tỷ thương sinh mà nói, hắn sẽ không chút do dự động thủ. Diệp Thần tuy là hỗn độn cảnh giới, nhưng hôm nay đã có thiên thần cảnh thực lực, vì sao là thiên thần? Thiên thần người, thiên địa chi đế, thần quốc thần. Cực hạn thiên thần giận dữ, đừng nói là một cái thần biển thành, chính là đem một khối vị diện sinh linh diệt tuyệt, cũng không coi vào đâu. Cường giả tức giận, đã là như vậy khủng bố, cần phải như vậy đông đảo máu tươi, mới có thể cọ rửa. Diệt thiên kiếm quyết thi triển, hủy diệt lực ở kiếm phong bên trên ngưng tụ, đi đôi với lục đạo kiếm ý tuyệt cường uy lực, cùng với vậy đủ để di sơn lấp biển kinh thế thần lực, cực kỳ một kiếm, hướng về phía trước mắt người đàn ông trung niên. Ngay đầu chém xuống. Đáng chết. Vậy người đàn ông trung niên, sắc mặt lập tức khó xem, một bên quơ trong tay màu tím trường kiếm, liều mạng ngăn cản, vừa lên tiếng nói, chờ một tí, ta là thần biển thành thành chủ, Long Thiên Phi, người muốn biển sâu huyền tinh thiết, ta cho ngươi, người muốn bấy nhiêu ta cho nhiều ít, người tuổi trẻ, không nên quá hành động theo cảm tình, người quên người mục đích tới nơi này liền sao. Biển sâu huyền tinh thiết. Diệp Thần trên mặt, thoáng qua một đạo tà tính nụ cười nói, ta không phải nói, cầm thần biển thành tàn sát hầu như không còn, ta cũng có thể được sao? Ngươi! Long Thiên Phi nghe vậy, râu tóc đều dựng, vậy thật sự nổi giận. Hắn thân là thiên thần cường giả, lúc nào đối với người cúi đầu. Dưới mắt, hắn đã đáp ứng Diệp Thần, giao ra biển sâu huyền tinh thiết, Diệp Thần lại còn phải tiếp tục truy cứu tiếp. Cái này Diệp Thần, thật ngông cuồng. Cũng quá hung hãn. Long Thiên Phi uy nghiêm chợt quát lên, thằng nhóc, làm người nên biết tiến thối, muốn gặp tốt hãy thu, hiểu không? Một khắc sau, Diệp Thần đen nhánh trường kiếm, cùng Long Thiên Phi tử ngọc trường kiếm, ầm ầm đụng nhau, hai người đều là không khỏi được lui về phía sau mấy bước. Có thể, Diệp Thần trên mặt vẫn mang vậy tà tính nụ cười, sát ý không giảm, mà Long Thiên Phi đâu? Lúc này Long Thiên Phi, chặt chẽ cắn răng. Mình cầm kiếm tay, lại là vặn vẹo hướng một người vô cùng là sợ rằng phương hướng. Hắn tay, lại là bị Diệp Thần một kiếm kia bên trong cự lực, hoàn toàn làm gãy. Long Thiên Phi nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, điên cuồng run rẩy, kia còn có cái gì uy nghiêm, giận dữ. Chỉ có sâu đậm kiêng kỵ. Hắn không dám tin tưởng, cái này còn là thần quốc con kiến hôi thanh niên sao. Chính là trong truyền thuyết biển sâu cự thú cũng không có Diệp Thần kinh khủng như vậy lực lượng chứ. Mà Diệp Thần nhìn Long Thiên Phi, nhưng là lắc đầu một cái, Long Thiên Phi, mặc dù có thiên thần cảnh trung kỳ thực lực, nhưng thực tế chiến đấu, nhưng làm hắn thất vọng. Hải tộc, sinh tồn ở cái này cùng đời cô lập thần biển thành bên trong, bởi vì bọn họ chủng tộc số lượng không nhiều, lại là bá chủ biển sâu, ngồi trên hết thảy tu võ tài nguyên, lẫn nhau tới giữa. Ngược lại là rất ít phát sinh xung đột lợi ích. Nhưng, cũng đang bởi vì này,
hải tộc chân chính cuộc chiến sinh tử số lần, quá ít. Cho dù là thần biển thành thành chủ Long Thiên Phi, đều là như vậy. Hải tộc an giật vô số thời gian, đưa đến, chính là bọn họ không có thực lực, có thể chiến đấu trình độ, tâm cảnh vân. Vân, so với nhân tộc, cũng có chỗ không bằng. Mặc dù, Diệp Thần thực lực muốn ở Long Thiên Phi bên trên, nhưng cũng không có nghĩa là Long Thiên Phi không có sức đánh một trận, có thể Diệp Thần nhìn ra được, Long Thiên Phi đã dao động. Không chiến trước khiếp, cái này là võ giả đại kỵ. Diệp Thần có lòng tin, thậm chí không cần tiêu phí cái gì giá phải trả, là có thể đem cái này thần biển thành đệ nhất cường giả, chém tại dưới kiếm. Hắn hướng về phía Long Thiên Phi cười lạnh một tiếng nói, ý ngươi là ngươi muốn giết ta, không thành công, sau đó ngươi nói không truy cứu, ta cũng không muốn truy cứu. Diệp Thần ánh mắt sâu kín nói, Long thành chủ, chúng ta người thần quốc cũng không có như vậy dễ nói chuyện. Diệp Thần tính cách, chính là như vậy, ngươi không trêu chọc đến hắn thời điểm, hết thảy dễ nói, có thể nếu quả thật có chuyện gì, chạm đến Diệp Thần ranh giới cuối cùng, đó cũng không phải là tùy tiện liền có thể tính. Nếu Long Hy Viện muốn giết hắn, hắn thì phải giết Long Hy Viện, có vấn đề gì? Một chút vấn đề cũng không có, như vậy thì không có bất kỳ người, có thể ngăn cản hắn. Long Thiên Phi thật run rẩy, Diệp Thần cái này loại chấp niệm, cái này loại sát ý là hắn chưa bao giờ ở thần biển trong thành đã gặp, đó là ở biển máu bên trong mài đi ra ngoài khí chất, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Nếu như ta nói, ở nhân ma trong cuộc chiến, ta hải tộc có thể cung cấp trợ giúp đâu? Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt sốt cuộc chớp mắt, dừng bước. Nếu như Long Thiên Phi, muốn cầm ra cái gì chỗ tốt các loại, thu mua hắn Diệp Thần, hắn là tuyệt sẽ không đáp ứng. Có thể chiến tranh bên trong trợ giúp, lại bất đồng. Hải tộc trợ giúp, rất có thể nghịch chuyển toàn bộ chiến cuộc. Cứu linh võ đại lục cùng với thần quốc hàng tỷ sinh linh tánh mạng, Diệp Thần đã đáp ứng Đồ Lan Tâm, hắn sẽ đảm đương nổi cứu thần quốc cùng linh võ đại lục trách nhiệm, như vậy, hết thảy liền sẽ lấy đại cuộc làm trọng. Hắn ngưng mắt nhìn Long Thiên Phi mở miệng nói, ngươi hẳn biết mình đáp ứng chuyện gì, vậy hẳn biết, nếu như ngươi lừa gạt ta, sẽ có như thế nào kết quả? Long Thiên Phi năm đó tu là thiên thần cảnh đỉnh cấp, bởi vì một cuộc chiến đấu, rơi xuống thiên thần cảnh trung kỳ tầng 5 trời, đảm nhiệm thần biển thành thành chủ, đã mấy chục ngàn năm, tự nhiên không phải cái gì người ngu. Hắn ánh mắt trầm ngưng mở miệng nói, ta sở dĩ đáp ứng ngươi, tự nhiên không chỉ là bởi vì con bé này tánh mạng. Hắn vừa nói liếc mắt một cái Long Hy Viện, đầy mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép phẻ, con bé này đang bị Diệp Thần trấn nhiếp lúc đó, nên biết khó mà lui à, lại vẫn muốn đối với Diệp Thần ra tay. Diệp Thần nói tiếp. Long Thiên Phi nói, thứ nhất, giống như ngươi nói, lần trước ma tộc xâm lược, mặc dù không có ảnh hưởng đến hải tộc, có thể nếu như nhân tộc thật diệt, chúng ta cũng không dám bảo đảm vực ngoại thiên ma sẽ không đối với hải tộc xuất thủ, dưới tình huống này, đương nhiên là nhân tộc thủ thắng tốt hơn. Diệp Thần gật đầu một cái, lấy nhân tộc thể chất, rất khó ở biển sâu bên trong chiến đấu, đối với hải tộc tạo thành uy hiếp, có thể vực ngoại thiên ma, lại bất đồng. Cơ thể thế chấp cũng là vô cùng mạnh mẽ, mặc dù ở biển sâu bên trong, sẽ phải chịu không nhỏ áp chế, nhưng mà, lấy thiên ma hung tàn kia, thâm độc tính cách, ai lại dám cam đoan, bọn họ sẽ không tiếc giá phải trả tấn công thần biển thành. So với thiên ma tộc, nhân tộc hiển nhiên là tốt hơn đối tượng hợp tác. Long Thiên Phi nói tiếp, thứ hai, giống như ngươi chỗ đã thấy. Hắn vừa nói, không khỏi được nở nụ cười khổ nói, chúng ta hải tộc, quá lâu không có trải qua cuộc chiến sinh tử tẩy rửa, quá an nhàn, tiếp tục như vậy, chỉ sẽ để cho chúng ta toàn bộ chủng tộc, không ngừng suy yếu đi xuống, cho nên, chúng ta cần chiến hỏa tẩy rửa. Lý do này nhìn như có chút gượng gạo, nhưng Diệp Thần biết, ở võ đạo thế giới nhưng là vô cùng là cực kỳ trọng yếu. Nơi này, là một cái không tiến tất thối thế giới, an nhàn, và chậm chạp tử vong không có khác biệt. Toàn bộ hải tộc, quả thật cần chiến tranh tẩy rửa, mới có thể để cho bọn họ võ đạo chi tâm, lần nữa kiên định. Diệp Thần nhìn một cái đã trọng thương Long Hy Viện nói, nếu là như vậy mà nói, ta có thể tạm thời thả nàng một cái mạng, bất quá, nếu như ngươi có bất kỳ lừa dối ta dự định. Hắn nhìn Long Thiên Phi ánh mắt, lạnh giọng nói, ta thề, bất luận nhân tộc cuối cùng là hay không lấy được thắng lợi,
ta Diệp Thần vậy nhất định sẽ làm cho toàn bộ thần biển thành, dùng máu tươi để bồi hoàn. Long Thiên Phi tim run lên, vội vàng nói, Diệp công tử mời yên tâm, ta phân rõ nặng nhẹ. Nào đó loại ý nghĩa trên, Long Thiên Phi thả chọc tới vực ngoại thiên ma đại quân, cũng không nguyện ý khai ra Diệp Thần lửa giận à. Đây là một cái có thể lấy sức một mình, tàn sát toàn bộ thành trì sát tinh à. Mấu chốt hắn mơ hồ cảm giác được cái này người thanh niên lá bài tẩy sâu không lường được. Nếu như tế xuất toàn lực, sợ rằng thiên thần đỉnh cấp đều không cách nào ngăn trở người này à. Tiếp theo, Long Thiên Phi lấy ra một cái túi đựng đồ, giao cho Diệp Thần nói, Diệp công tử, nơi này là 1,5 tấn biển sâu huyền tinh thiết, người xem, có đủ hay không? Diệp Thần nhận lấy túi đựng đồ, thần hồn đảo qua, gật đầu một cái nói, đủ. Biển sâu huyền tinh thiết, chỉ là chiến thần nhất tộc chế tạo phương pháp ở giữa phụ liệu mà thôi, 1,5 tấn vậy là đủ rồi, hắn biết biển sâu huyền tinh thiết cho dù ở biển sâu, cũng là cực kỳ thưa thất vật, hải tộc trong tay, hàng tích chữ cũng không coi là quá nhiều, có thể lấy ra 1,5 tấn, đã rất có thành ý. Dứt lời, Diệp Thần giơ tay lên một cái, mấy cái hộp ngọc, rơi vào Long Thiên Phi trước mặt. Long Thiên Phi sửng sốt nói, đây là... Diệp Thần nói, nếu chúng ta là quan hệ hợp tác, ta cũng sẽ không trắng bắt người đồ, những thứ này là trên đất bằng thiên tài địa bảo, thành tựu cái này biển sâu huyền tinh thiết trao đổi, cũng đủ rồi. Long Thiên Phi nghe vậy, chính là đại hỷ, đem hộp ngọc nhận lấy chắp tay nói, đa tạ Diệp công tử. Diệp Thần biết, mình coi như cái gì cũng không cho, Long Thiên Phi cũng sẽ không nói gì, nhưng hắn trong lòng nghĩ nhưng càng nhiều. Nếu như hải tộc và nhân tộc quan hệ có thể cải thiện, hai tộc bỏ ra ngăn cách, bù đắp nhau, cứ thế mãi, thậm chí có thể kéo theo toàn bộ thất đại thần quốc võ đạo, mạnh mẽ phát triển. Hắn làm như vậy coi như là làm người tộc cùng hải tộc tới giữa, thành lập được một cây cầu lương. Dẫu sao tương lai, thậm chí là sẽ không quá tương lai rất xa, Diệp Thần liền sẽ đi vực ngoại và thượng giới, không thể lại tiếp tục không lúc nào bảo vệ linh võ, bảo vệ thần quốc. Có thể Diệp Thần đã đem nơi này làm mình nhà thứ hai, cho nên, hắn tự nhiên muốn để cho mình nhà cường đại lên. Long Thiên Phi đột nhiên nắm lên trên đất một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng Long Hy Viện, hướng về phía Diệp Thần nói, Diệp công tử, con bé này mạo phạm ngươi, mặc dù Diệp công tử đã tha tánh mạng của nàng, nhưng cũng không thể tính như vậy, ta phạt nàng trở thành ngươi thú cưỡi, Diệp công tử ý như thế nào? Diệp Thần nghe vậy, nhưng là hơi sững sờ. Nhìn về phía Long Thiên Phi thần sắc, có chút cổ quái. Long Thiên Phi đúng là một người rất thông minh, đem Long Hy Viện làm vì mình thú cưỡi, tới một cái có thể tiêu trừ mình cùng Long Hy Viện hiềm khích, thứ hai, cũng coi là hải tộc cam kết bảo đảm, để cho Diệp Thần hơn nữa yên tâm, thứ ba, Long Hy Viện nói là thú cưỡi, thật ra thì, cũng coi là đi theo Diệp Thần, đi theo một người có thể chiến thắng thiên thần cảnh khủng bố tồn tại, có thể không có lợi. Nhưng mà... Long Hy Viện mặc dù không phải là nhân tộc, nhưng phải làm Diệp Thần thú cưỡi, cũng có chút không thích hợp chứ. Tưởng tượng mình cưỡi Long Hy Viện xuất hành hình dáng, Diệp Thần không khỏi trên trán tràn đầy hắc tuyến. Long Thiên Phi tựa hồ xem thấu Diệp Thần suy nghĩ, cười ha ha một tiếng nói, Diệp công tử, ngươi hiểu lầm, chúng ta hải tộc, mặc dù không phải là yêu thú, nhưng lại giống vậy có hai loại hình thể. Dứt lời. Hắn lạnh lùng đem một viên thuốc đưa vào Long Hy Viện trong miệng, quát lên, còn không mau cho Diệp công tử, biến thân xem. Long Hy Viện nghe vậy, mặt đẹp bên trên tràn đầy vẻ kinh ngạc nói, cha, ngươi nói gì sao? Ngươi muốn ta cho hắn, làm thú cưỡi? Nàng thật là không dám tin tưởng, nàng là vô cùng kiêu ngạo hải tộc à, làm sao có thể cho loài người làm thú cưỡi? Hơn nữa cha gần đây sủng ái nhất mình. Cái này loài người đáng chết đả thương mình, cha không giúp mình trả thù cũng được đi, lại vẫn muốn mình làm thú cưỡi, trong nháy mắt Long Hy Viện trên gương mặt, liền hiện ra vô cùng ủy khuất thần sắc. Long Thiên Phi thấy vậy nhưng là sắc mặt trầm xuống nói, kêu ngươi đổi, ngươi thì trở nên, còn muốn là cha ra tay giúp ngươi. Long Hy Viện thấy Long Thiên Phi thần sắc, lúc này mới cắn môi, điều động trong cơ thể linh lực, thi triển biến thân. Nàng mặc dù cậy mạnh, tàn nhẫn, nhưng mà đối với mình phụ thân, nhưng là vô cùng là nghe lời. Rất nhanh, một hồi ánh sáng trắng, đem Long Hy Viện thân thể bọc, một khắc sau, lại là biến thành một cái toàn thân khiết trắng trong suốt ngọc long, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt.
Diệp Thần nhìn vậy hình thái xinh đẹp Ngọc Long, không khỏi được hơi kinh hãi. Ngọc này Long, mặc dù tướng mạo cùng Long tộc tương tự, nhưng, từ hơi thở trên xem lại cũng không chân chính Long tộc. Long Thiên Phi cười nói, cao cấp hải tộc, phần lớn đều là thời đại thượng cổ cùng sâu tộc Hải Long lấy nhau sinh hạ, cho nên, chúng ta trời xanh liền có hải tộc cùng hình rồng hai loại hình thái. Nhìn vậy Ngọc Long hình dáng, Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, được, vậy ta liền đem hắn thu là thú cưỡi. Dứt lời, lại là trực tiếp cưỡi đến Long Hy Viện trên người, Long Hy Viện một hồi vẻ phẫn hận, nhưng chỉ có thể nhịn, nàng đánh lại không đánh lại Diệp Thần, cũng không dám không vâng lời phụ thân, chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Diệp Thần trực tiếp một chụp Long Hy Viện trên đầu đối với trong suốt sừng rồng nói, hiện tại, chở bổn công tử trở lại trên mặt biển đi. Long Hy Viện phát ra một tiếng bất mãn long ngâm, nhưng vẫn là thân hình động một cái, từ lòng đất trở lại biển sâu bên trong, hướng mặt biển chỗ di động đi. Không thể không nói, bàn về ở trong biển di động tốc độ, thân là hải tộc Long Hy Viện, lại so với Diệp Thần, có nhanh hơn không thiếu. Thành tựu thú cưỡi, thật thích hợp. Nhưng ngay tại Diệp Thần rời đi lúc đó, Diệp Thần cảm giác được luân hồi mộ địa nào đó loại dị động. Hắn thần sắc khẽ biến. Cái này dị động lại đến từ nhâm tiền bối dáng Trần Hàng Long Kiếm. Mà rơi Trần Hàng Long Kiếm hiển nhiên là muốn Diệp Thần dừng lại ý. Diệp Thần lập tức để cho Long Hy Viện dừng lại. Một khắc sau, dáng Trần Hàng Long Kiếm liền lao ra luân hồi mộ địa. Lại trực tiếp trôi lơ lửng chung một chỗ có khắc long văn trên đá lớn. Cự thạch kia đứng ở trung ương nhất, nhìn như hình dáng cổ quái, Diệp Thần cho là vật trang sức, ngược lại là không có để ý. Diệp Thần từ Long Hy Viện trên mình xuống, đứng ở dáng Trần Hàng Long Kiếm bên người, hiếu kỳ nói, người muốn vật này. Sau đó, dáng Trần Hàng Long Kiếm lại phát ra một đạo kiếm ngân vang. Người đối với vật này cảm thấy hứng thú, vật này có thể tu bổ ngươi. Diệp Thần hỏi, dáng Trần Hàng Long Kiếm như cũ truyền đến kiếm ngân vang. Diệp Thần con người đông lại một cái, nhìn về phía Long Thiên Phi, nói thẳng, đá này ta cũng mang đi. Có thể hay không? Nhưng mà một khắc sau, để cho Diệp Thần bất ngờ phải, Long bay lên trời lại có thể quỳ xuống. Hướng về phía dáng Trần Hàng Long Kiếm quỳ xuống. Thiên thần cảnh cường giả quỳ một thanh kiếm. Diệp Thần ngay tức thì nghĩ tới và nhâm tiền bối có liên quan, liền nói, người nhận được thanh kiếm này. Long Thiên Phi thần sắc ngưng trọng, khá là kinh ngạc nhìn một mắt Diệp Thần, nói, nhận được. Nếu như không có thấy kiếm này, ta có lẽ sẽ có làm phản chi tâm. Nhưng là thấy kiếm này, hải tộc vĩnh viễn cùng nhân tộc hợp tác. Ta đã sớm đoán được ngươi và người đàn ông kia quan hệ. Diệp Thần con ngươi híp lại, năm đó rốt cuộc phát sinh cái gì? Nhưng mà, Long Thiên Phi nhưng không có tiếp tục nói hết, mà chỉ nói, Diệp công tử, chuyện này là hải tộc bí mật, không cách nào cho biết. Diệp Thần do dự mấy giây, đi tới Long Hy Viện trên thân hình. Nếu không cách nào cho biết vậy coi như xong, ta tổng sẽ biết. Đi. Long Thiên Phi nhìn Diệp Thần viễn đi bóng người, lẩm bẩm nói, người đàn ông kia là hải tộc ác mộng. Hiện tại, lại có người mang người đàn ông kia kiếm trở về. Đây có lẽ là hải tộc vận mệnh. Rất nhanh, Diệp Thần liền lần nữa quay trở về mặt biển, ngồi ở Long Hy Viện trên mình hướng Phục Ma Điện đi. Long Hy Viện mặc dù không có đi qua cuộc chiến sinh tử chui luyện, tâm cảnh không mạnh, nhưng, thực lực trên nhưng là thật, đối với nghênh chiến ma tộc, thậm chí nâng cao cả người tộc, yêu tộc thực lực, đều có không nhỏ trợ giúp. Không lâu sau, Diệp Thần cùng Long Hy Viện liền trở lại Phục Ma Điện, mọi người thấy cưỡi Ngọc Long từ trên trời giáng xuống Diệp Thần, đều là một hồi đờ đẫn. Đặc biệt, là cảm nhận được liền vậy Ngọc Long hơi thở sau đó. Thanh đế các người, lại là hoàn toàn trợn tròn mắt. Diệp Thần. Không phải nói đi hải tộc lấy biển sâu huyền tinh thiết sao? Làm sao hiện tại, mang một đầu khí tức cường đại Ngọc Long trở về? Bọn họ cảm giác, mình đầu óc có chút không đủ dùng. Diệp Thần cùng vậy Long Hy Viện rơi trên mặt đất, lúc này, Long Hy Viện liền hóa thành người hải tộc hình thái, nàng mặt đẹp bên trên tràn đầy xấu hổ vẻ, nếu như có thể, đời này nàng cũng không muốn hóa thân hình rồng. Diệp Thần cười nhạt, chỉ một cái Long Hy Viện nói. Nàng là hải tộc con gái, từ hôm nay trở đi, chính là ta thú cưỡi, nô bộc, tu vi còn có thể,
ta sẽ để cho nàng ở Phục Ma trên núi nói võ, các người võ đạo có vấn đề gì, cũng có thể hỏi nàng. Long Hy Viện xuất thân hải tộc tuy chiến tranh chí ít, nhưng nàng võ đạo lĩnh ngộ so với Dư Thịnh, cũng chưa chắc sẽ yếu, để cho nàng là hôm nay nhân tộc cùng với yêu tộc nói võ, dư sức có thừa. Diệp Thần nhìn về phía Long Hy Viện nói, thật tốt nói, nếu để cho ta phát hiện ngươi có chút lười biếng hoặc là cố ý nói sai, ta sẽ để cho ngươi vào ở thú trong vòng, và những cái kia dùng để ăn dã thú ở cùng một chỗ, hiểu không? Long Hy Viện một bộ mau khóc lên hình dáng, cắn răng nói, biết. Nàng là thật sợ Diệp Thần. Rất nhanh, Phục Ma trên núi, nhất phái cường thịnh khí tượng, những thứ này hỗn độn cảnh trở lên nhân tộc cùng với yêu tộc, thực lực, cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Mà đang ở ngày thứ năm lúc đó, Diệp Thần lấy được một cái tin. Thiên Cơ đạo nhân, xuất quan. Một khắc sau, hắn liền hóa là một đạo quang, biến mất ở Phục Ma núi. Đối với hắn mà nói, Tiểu Hoàng tung tích một ngày không biết, hắn liền ngồi lập khó an. Sáng sớm hôm sau, Lục Hào Sơn. Mơ hồ ánh mặt trời, bao phủ ở Lục Hào Sơn bên trên núi Thanh Tùng Thúy Bách, kỳ hoa dị thảo, đều là tràn ngập non xanh ánh sáng, từng cái tiên hồ thọ lộc, kỳ lân tinh tinh, ở núi gian bôn tẩu trước, trên trời bạch hạc bay vút lên, hiện ra một chút cổ xưa tiên khí. Cả tòa Lục Hào Sơn, linh khí đậm đà, càng hiện ra liền cửu cung bát quái hai uẩn, người đi vào trong núi, tựa hồ có thể thấy mình thiên cơ số mạng quỹ tích, đặc biệt chi kỳ diệu. Thật ra thì, Lục Hào Sơn chỉ là thiên đạo cung vùng lân cận, vô số dãy núi bên trong, đặc biệt thông thường một tòa. Nhưng bởi vì thiên cơ đạo nhân ở chỗ này nhàn cư, cả ngọn núi đầu, nhất thời tràn ra ngập trời tiên khí, rất nhiều linh thú cũng bôn tẩu tới, ngay cả mạch cũng lột xác. Thiên cơ đạo nhân trên người khí vận, chân thực quá khoáng đạt, hắn tồn tại, đủ để nghịch thiên đổi mạch, làm địa mạch lột xác, để cho hoang sơn dã lĩnh, lột xác thành thiên sơn linh nhạc. Coi như là Hiên Viên Mặc Tà, đối đãi thiên cơ đạo nhân cũng phải lễ nhượng ba phần, có thể gặp hắn thân phận, có lợi hại bực nào. Giờ phút này, ở Lục Hào Sơn dưới chân, hiện đầy đầu người đen nghẹt. Nguyên lai, thiên cơ đạo nhân ở Lục Hào Sơn xuất quan tin tức, đã lưu truyền ra ngoài, rất nhiều người đều biết. Thiên cơ đạo nhân danh tiếng, thật sự là quá lớn. Vô số người nghe tin chạy tới, muốn tìm kiếm thiên cơ đạo nhân ra tay, hỗ trợ suy diễn số mạng. Dẫu sao thần quốc diệt thế tai ương hạ xuống, ai cũng muốn biết tương lai khuynh hướng. Mấy cái tiểu đạo đồng đứng ở Yamaguchi, miễn cưỡng duy trì trật tự, không để cho người xông đi lên núi. Các ngươi không muốn vắt. Sư phụ nói, vào núi người quá nhiều, hắn không thể nào toàn bộ bỏ vào tới. Các ngươi lưu lại lễ vật, ai cho lễ vật đủ phong phú, sư phụ liền thả ai đi vào. Một cái tiểu đạo đồng chỉ non thanh âm, ở trong đám người vang đãng trước. Thật ra thì, nếu như mọi người muốn xông vào, bọn họ là không ngăn được. Bất quá, mọi người không dám xúc phạm thiên cơ đạo nhân uy nghiêm, không có cho phép, ai cũng không dám tùy tiện đặt chân, cũng vắt ở Yamaguchi chỗ, chờ đợi cơ hội. Lễ vật, ta vừa vặn mang theo một nhóm linh thạch tới đây. Ta nơi này có mấy kiện pháp bảo, trò chuyện tỏ tâm ý. Mong rằng đạo hữu được cái thuận lợi, thả ta đi vào. Thiên cơ đạo nhân muốn cái gì lễ vật, ta binh khí này được không? Mọi người nghe được vào núi điều kiện, nguyên lai là muốn lưu lại lễ vật, nhất thời xôi trào. Lập tức liền có không ít người, móc ra đan dược, pháp bảo, binh khí, bí tịch võ đạo những vật này, rối rít giao cho vậy mấy cái tiểu đạo đồng. Mấy cái tiểu đạo đồng vậy cầm không tới, toàn bộ thả ở trên mặt đất. Nhất thời, một đống lớn binh khí pháp bảo, đan dược linh thạch vân, chất thành một tòa núi nhỏ, ánh sáng sáng chói, lộ vẻ được phá lệ mê người. Bất quá, cũng không có ai dám loạn động tâm, dẫu sao là đưa cho thiên cơ đạo nhân lễ vật, ai cũng không dám cướp. Người cái nhóm này lễ vật rất phong phú, có thể tiến vào. Người cái này chút lễ vật quá ít, không được. Người lấy thêm nhiều một chút đi, điểm này còn chưa đủ. Mấy cái tiểu đạo đồng kiểm kê lễ vật, dựa theo số lượng giá trị, quyết định có nhường hay không người vào núi. Chỉ chốc lát sau, thì có mười mấy người thuận lợi vào núi, nhưng càng nhiều người hơn, bị chặn ngoài cửa. Có thể đi vào núi người, dĩ nhiên là hớn hở vui mừng,
lấy là có thể dòm ra nhân quả số mạng, mượn thiên cơ đạo nhân tay, thấy vận mạng bí mật. Bị cự tuyệt người, nhưng là rên rỉ than thở, không biết làm sao xoay người rời đi. Ta cái nhóm này đan dược, đủ chưa? Một đạo hơi có điểm giọng trầm thấp vang lên. Chỉ gặp một người mặc nới lỏng trường bào, mang nón lá, cả người hơi thở thu liếm, cơ hồ không thấy được gương mặt nam tử, chậm rãi đi lên. Hắn ra tay một cái, liền móc ra một chất đan dược, lại trên đất chất thành một tòa núi nhỏ. Đủ rồi, mời vào, mời vào. Mấy cái tiểu đạo đồng thấy vậy, gật đầu liên tục, cung kính thả trường bào nam tử vào núi. Người này là ai? Ra tay thật lớn, lại có thể cầm ra nhiều đan dược như vậy. Nhất định là luyện đan sư. Mọi người thấy một màn này, thấp giọng nghị luận. Mà trường bào nam tử kéo kéo nón lá, khẽ mỉm cười, bước vào trong núi. Rốt cuộc tiến vào. Trường bào nam tử thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Cái này trường bào nam tử, dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Hắn nghe được thiên cơ đạo nhân xuất quan tin tức, liền một mình đi tới Lục Hào Sơn. Hắn trang điểm, đặc biệt thấp điều, hơi thở vậy hoàn toàn thu liễm. Bởi vì, nơi đây khoảng cách thiên đạo cung Sơn Môn, quả thực quá gần, Diệp Thần vậy không dám khinh thường. Dẫu sao, hắn trước đây cứu vãn bất diệt Long Đế thân phận thật sự, để cho thiên đạo cung chịu tổn thất to lớn, nếu như bị thiên đạo cung biết, hắn ngay tại Lục Hào Sơn bên trong, nhất định phải phái vô số cường giả chém chết hắn. Không cần thiết đã lâu, mấy cái tiểu đạo đồng dẹp xong liền lễ vật, tổng cộng thả hơn 50 người vào núi. Các ngươi theo ta tới. Một cái tiểu đạo đồng chỉ tiếng ngây thơ nói chuyện, ở phía trước dẫn đường. Diệp Thần đoàn người, có chút tò mò đi theo lên. Bọn họ số người không hề thiếu, nếu như thiên cơ đạo nhân toàn bộ tiếp gặp, sợ rằng phải hao phí không thiếu tinh lực. Rất nhanh, mọi người đi tới giữa sườn núi, một tòa thạch đài vùng lân cận. Đá này đài, rõ ràng cho thấy gần đây xây dựng, phía trên kiếm búa phòng tai tạc dấu vết, còn vô cùng tươi. Thạch đài một bên, có một cánh cửa hộ, xây dọc theo núi, bên trong sâu thẳm đen nhánh một phiến, không biết cất giấu cái gì. Diệp Thần trong phảng phất, có một loại sợ hãi cảm giác, cửa kia hộ phía sau, tựa hồ cất giấu cổ quái gì hơi thở, để cho hắn có chút quen thuộc. Mà những người chung quanh, cũng là tò mò xem chừng, không biết tiểu đạo đồng mang bọn họ tới nơi này, rốt cuộc muốn làm cái gì. Bỗng, tiểu đạo đồng toát môi làm tiếu, thổi một cái huýt sáo. Cửa kia hộ chỗ sâu, liền truyền ra một tiếng kinh thiên động địa giống to. Hạ một sát, một đầu cả người khói mù lượn lờ, yêu khí ngất trời, trong mắt kim quang diễm diễm cự ngưu, liền từ môn hộ bên trong liều chết xung phong ra. Hống! Cự ngưu ngửa mặt lên trời gầm thét, móng đạp ở trên thạch đài, bạo phát ra kinh khủng chấn động. Vô cùng hung uy, từ trên người nó tràn ra tới. Ngập trời yêu khí, ngay tức thì che đậy bầu trời. Nguyên bản tiên khí trôi giặt Lục Hào Sơn, bởi vì cái này cự ngưu xuất hiện, nhất thời đổi được ma khí cuồn cuộn, vô số tiên hồ thọ lộc kêu to, tứ tán bôn tẩu. Khí thế thật là mạnh mẽ. Diệp Thần nhất thời ánh mắt co giúp một cái. Mà những người chung quanh, cũng là sợ hãi không thôi, ở cự ngưu uy thế chấn nhiếp, rất nhiều người hoảng hốt lui về phía sau. Đây là, kim tinh man ngưu. Có người thất thanh hô lên. Đây là trấn áp tại ngày nay táng trong đất hung thú, tại sao lại ở chỗ này? Ngày nay nơi chôn cất, mai táng thượng cổ Thiên Đô Đại Đế thi hài. Mà Thiên Đô Đại Đế, năm xưa và Sùng Quang Đại Đế cùng nổi danh, cũng là thất đại thần đế một trong. Ở hắn nơi chôn cất bên trong, trấn áp một đầu đại hung, tên là Kim Tinh Man Ngưu. Chẳng ai nghĩ tới, bị trấn áp tại ngày nay nơi chôn cất Kim Tinh Man Ngưu, lại có thể sẽ xuất hiện ở nơi này. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thiên cơ đạo nhân đi qua ngày nay nơi chôn cất, bắt được kim tinh man ngưu? Ngày nay nơi chôn cất tọa độ, đặc biệt chi bí mật, cũng không ai biết ở nơi nào, chẳng lẽ thiên cơ đạo nhân suy diễn thần thông, lại có thể lợi hại đến tình cảnh này, cả ngày cũng nơi chôn cất tọa độ, hắn cũng có thể đẩy tính ra. Mọi người bàn luận sôi nổi, có người thán phục, có người hưng phấn, có người nghi ngờ. Không nghi ngờ chút nào. Thiên cơ đạo nhân đi qua ngày nay nơi chôn cất, hơn nữa bắt được kim tinh man ngưu, thu cho mình dùng.
Thiên cơ đạo nhân suy diễn thần thông, quả nhiên là nghịch thiên. Diệp thần thấy một màn này, cũng là âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ. Ngày nay nơi chôn cất, và xung quanh nơi chôn cất như nhau, đều là vô cùng địa phương bí ẩn, không có ai biết ở nơi nào. Nhưng hiện tại, thiên cơ đạo nhân lại có thể suy diễn ra ngày nay nơi chôn cất tọa độ, cũng bắt được kim tinh man nghiêu. Hắn suy diễn thần thông, sợ rằng đã đến nghịch thiên bước, liền thần đế nơi chôn cất, cũng có thể suy diễn ra vị trí. Coi như là hiên viên mặc tà, cũng không thể nào làm được. Tiểu hoàng được cứu rồi. Diệp thần âm thầm nghĩ, chỉ cần thiên cơ đạo nhân chịu ra tay, nhất định có thể suy diễn ra tiểu hoàng tung tích. Dẫu sao, hắn cả ngày cũng nơi chôn cất tọa độ cũng có thể suy diễn ra, muốn đẩy tính ra tiểu hoàng tung tích, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Các vị, tiểu đạo đồng đứng ở trên thạch đài, sờ một cái kim tinh man nghiêu đầu. Vậy kim tinh man nghiêu yêu khí ngất trời, nhưng đối mặt tiểu đạo đồng, nhưng là một bộ cung thuận hình dáng, hiển nhiên đã bị thiên cơ đạo nhân thuần phục. Mọi người nghe được tiểu đạo đồng nói chuyện, nhất thời an tĩnh lại. Sư phụ nói, các ngươi muốn tìm lão nhân ra ông ta suy diễn thiên cơ số mạng, cần trước đi qua ba đạo khảo nghiệm. Cái này ba đạo khảo nghiệm, phân biệt thi xem kỹ thực lực, võ đạo, thần hồn, đây là cho tới nay quy củ. Chỉ có thông qua khảo nghiệm người, mới có tư cách đi gặp sư phụ. Bây giờ là đạo thứ nhất khảo nghiệm, thì xem kỹ các vị thực lực. Khảo nghiệm nội dung rất đơn giản, chỉ cần và kim tinh man nghiêu đối chiến, ở nó thủ hạ chống đỡ một nén hương thời gian, khảo nghiệm liền coi là thông qua. Tiểu đạo đồng chí tiếng ngây thơ lời nói rơi xuống, vậy kim tinh man nghiêu cả người yêu khí bùng nổ, lắc mình một cái, lại hóa thành hình người. Người đầu châu thân, tay cầm một chuôi rìu lớn. Thân thể nguy nga, chừng 5 mét cao, bắp thịt từng cục cầu kết nhô lên, giống như hắc thiết đúc, hiện ra nổ lực lượng, đơn giản là khủng bố. Ai muốn gặp ta đây sư phụ, trước theo ta đây đánh một trận nói sau. Kim tinh man nghiêu nứt ra miệng lớn, lộ ra hai dãy kiếm kích tựa như răng, đèn lồng vậy to lớn trong mắt, kim quang bắn ra bốn phía, viêm mang cuồn cuộn, từng luồng yêu khí quanh quẩn không tiêu tan, diễn hóa ra các loại quỷ dị phù văn. Vô cùng khí tức bằng bạc, từ trên người hắn tràn ra tới. Thiên thần cảnh tầng 5 thiên. Diệp thần ánh mắt hơi co rúm một cái này kim tinh man nghiêu hơi thở, lại có thể đạt tới thiên thần cảnh tầng 5 trời, đặc biệt chi hung hãn. Bị trấn áp vô tận 5 tháng, hắn không thể nào còn giữ thực lực mạnh như vậy, nhất định là thiên cơ đạo nhân ra tay, lấy cao nhất thần thông khôi phục hắn lực lượng. T. Nhìn kim tinh man nghiêu hung hãn như vậy hình dáng, mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thiên thần cảnh tầng 5 trời, như thế cường đại tồn tại, toàn trường trừ Diệp thần, không có một người có cơ hội chiến thắng. Thật may, khảo nghiệm tiêu chuẩn, không phải muốn đánh bại kim tinh man nghiêu, mà là ở thủ hạ hắn chống đỡ một nén hương thời gian, liền coi là thông qua. Khảo nghiệm bây giờ có thể bắt đầu, các vị xin cứ tự nhiên. Tiểu đạo đồng đi tới thạch đài bên, điểm một nén hương. Mọi người trố mắt nhìn nhau, lại không có ai dám lên đài. Dẫu sao thiên thần cảnh tầng 5 trời, hơi thở uy áp chân thực quá kinh khủng, muốn chống đỡ một nén hương thời gian, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Ta tới trước. Rốt cuộc, một cái bạch bào thanh niên đứng dậy, nâng kiếm tung người cướp trên thạch đài, chắp tay, nói tiểu sinh. Hắn còn muốn khách sáo đôi câu, không ngờ lời còn chưa dứt, kim tinh man nghiêu liền gầm thét một tiếng, huy động rìu lớn ném đập tới, chém thẳng vào đầu hắn, ra tay không chút lưu tình. Thật là vào chỗ chết gọi. Vậy bạch bào thanh niên kinh hãi, không nghĩ tới kim tinh man nghiêu nói đánh là đánh, lật đật nâng kiếm đón đỡ. Phịch, kim tinh man nghiêu yêu khí ngất trời, rìu lớn có lực phách càn khôn khí thế, một búa chặt xuống, nhất thời đè được bạch bào thanh nghiêu quỳ sụp xuống đất, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Đánh nhau đánh liền chiếc, nói nhảm như thế nhiều làm chi. Kim tinh man nghiêu hừ lạnh một tiếng. Mũi trâu bên trong phun ra hai đạo khí trắng, rìu lớn yêu khí nổ tung, lại lần nữa cuồng như vậy đánh xuống. Bạch bào thanh niên che không ngăn được, chật vật lăn lộn né tránh. Kim tinh man nghiêu bay lên một cước, đá vào trên người hắn, rắc rắc một tiếng, không biết đá gãy nhiều ít cây xương sườn, trực tiếp cầm hắn đá bay xuống đài. Vậy bạch bào thanh niên miệng phun máu tươi, chật vật rơi xuống đất, nhưng là bị trọng thương.
Mọi người thấy một màn này, nhất thời một hồi kinh hãi. Thiên thần cảnh tầng 5 trời, thực lực quá mạnh mẽ. Ta khẳng định cũng không cản được, thôi, ta hay là đi thôi. Muốn gặp thiên cơ đạo nhân, chính là muôn vàn khó khăn, cái này đạo thứ nhất khảo nghiệm khó khăn như vậy, phía sau ngưỡng cửa, chỉ sợ sẽ cao hơn, ta cũng đi. Kim tinh man nghiêu tàn bạo, rung động thật sâu mọi người. Lập tức thì có mười mấy người, ủ rủ cúi đầu rời đi. Bọn họ rất rõ ràng, nếu như mình lên đài, tuyệt đối không chống nổi một nén nhang thời gian, nói không chừng sẽ còn bị một búa chém chết. Xem kim tinh man nghiêu động tác, hiển nhiên là không có nương tay, một cái sơ sẩy, thật sẽ bị hắn chém chết. Còn có ai, muốn gặp ta đây sư phụ, hỏi trước một chút ta đây lưỡi diều. Kim tinh man nghiêu ánh mắt quét nhìn toàn trường, giống như quan sát một bầy kiến hôi, mặt đầy khinh thường. Xanh lơ thần tông đệ tử, lãnh giáo các hạ cao chiêu. Một cái ăn mặc thanh y đệ tử, cầm kiếm bước lên đài đi. Rất tốt. Kim tinh man nghiêu gặp có người lên đài, cũng không nói nhảm, trực tiếp ném diều cuồng quét, hung mãnh yêu khí bùng nổ, như điên gió cuốn sạch thiên địa, khí thôn vạn dặm. Vậy xanh lơ thần tông đệ tử biết lợi hại, không dám cứng rắn đụng, lật đật mở ra thân pháp, xê dịch né tránh, chỉ một mặt né tránh, tuyệt không hoàn thủ. Kim tinh man nghiêu thân ra sức tráng, nhưng cương mãnh có thừa, mềm dẻo chưa đủ, liên tục phung diều cuồng phách, lại bị vậy xanh lơ thần tông đệ tử, lấy xảo diệu thân pháp né tránh. Có loại đứng lại theo ta đây đánh nhau, chạy tới chạy lui coi là có ý gì. Kim tinh man nghiêu nhất thời tức giận, không nhịn được nguyền rủa mắng lên. Một nén hương thời gian đã đến, các hạ thần thông cái thế, tại hạ vạn không phải địch thủ, nếu có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Vậy xanh lơ thần tông đệ tử lui đến sân bên, chắp tay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 155.